Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bản đồ hành trình tâm linh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên thủy, tác giả Tiền sư Sayadaw Osotika, người dịch Tỳ kheo Tâm Pháp, nhà xuất bản Tôn giáo. Giới thiệu. Bản đồ hành trình tâm linh là những bài giảng của Thiền sư Sayadaw Osotika, có một phong cách thuyết giảng riêng, có thể nói là khá phóng khoáng so với truyền thống Miến Điện. Phần lớn tăng tín đồ Phật giáo Miến Điện rất trọng truyền thống, họ luôn theo sát kinh điển và các bộ chú giải một cách nghiêm túc. Vì vậy, nếu có ai phóng khoáng một chút sẽ không khỏi bị xem là phóng túng. Thực ra, Thiền sư Osotika cũng không ra ngoài truyền thống. Ông vẫn trích dẫn những kinh văn, những định nghĩa từ chánh tạng Pali hay chú giải rất truyền thống. Nhưng chính là ông muốn nói lên kinh nghiệm trung thực của mình. Những kinh nghiệm về lý cũng như về sự của ông có thể chưa phải là tiêu chí chuẩn mực. Và dĩ nhiên, chưa hẳn đã lột tả được hết chiều sâu vi diệu của Phật Pháp. Nhất là trên phương diện pháp hành. Nhưng dẫu sao, đó cũng vẫn là kinh nghiệm chân thực và sống động mà ông đã tự mình thân chứng, chứ không là một lý thuyết hoàn toàn trung thành với kinh điển nhưng lại trống rỗng vô hồn. Một điều có vẻ rất nghịch lý nhưng lại rất thật, đó là cái đúng thường xuất phát từ cái sai hơn là từ cái đúng lý tưởng. Điều này không phải là quá khó hiểu, vì thực tế không ai có thể đúng ngay từ tiêu chuẩn lý tưởng trong kinh điển, mà phải đúng từ trong cái sai mà mình thực sự trải nghiệm. Cái đúng, cái sai thật khó lường. Đứng trên một góc độ nào đó thì thấy điều này rất đúng, nhưng đứng trên một bình diện khác thì điều đó lại hoàn toàn sai. Hay đối với căn cơ này thì đúng, mà với trình độ khác lại sai. Chân lý tự nó luôn luôn đúng, chỉ có cái thấy, cái biết mới có đúng sai. Osotika có thể có một số sai lầm qua kinh nghiệm thấy biết của riêng mình, nhưng cái sai này là duyên rất thực cho cái đúng càng ngày càng chính xác hơn. Như thế còn hơn là chỉ chấp giữ cái đúng lý tưởng nhưng không biết phải thể nghiệm thế nào. Riêng tôi đồng cảm với Thiền sư Osotika rất nhiều điểm, trên tư duy cũng như trên thể nghiệm. Mặc dù chúng tôi tiếp cận chân lý từ hai hướng khác nhau, Thiền sư thì đã từng ẩn dật, nhập thất một thời gian khá dài trong quá trình thể nghiệm. Còn tôi không có ranh giới giữa ẩn và hiển, nhập và xuất để chọn lựa cho mình. Tôi phải giáp mặt với những gì đến và đi trong đời tôi để học ra bài học của riêng mình. Nhưng chúng tôi có chung một quan điểm là cứ thể nghiệm rồi chân lý sẽ đến. Qua bản dịch rõ ràng trong sáng của sư Tâm Pháp, Thiền sư Osotika đã gửi đến các bạn một món quà Pháp mà chính Thiền sư đã trải nghiệm một cách chân thành và rất trung thực với mình. Mời các bạn khám phá bí quyết hành thiền của Thiền sư Osotika trên hành trình thể nghiệm tâm linh. Tổ đình Bửu Lâm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, Hòa thượng Viên Minh, Trưởng Ban Thiền học Nguyên thủy, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Lời nói đầu. Chúng tôi tới thăm Sayadaw Osotika nhân dịp ngài ghé thăm Kuala Lumpur tháng 4 năm 2004 và xin phép ngài lần cuối cho xuất bản cuốn sách này. Sau khi được ngài đồng ý, chúng tôi xin ngài cho một gợi ý về đầu đề cuốn sách và nếu có thể, xin ngài viết cho lời giới thiệu. Ngài đã gợi ý một đầu đề thật tuyệt, bản đồ hành trình tâm linh. Ngài cũng nói thêm rằng có rất nhiều người mong muốn được ghi lại những bài nói chuyện của ngài. Thế nên có lẽ hay hơn cả là chúng tôi nên tự viết lời giới thiệu và kể sơ qua về quá trình thành hình nên cuốn sách từ những bài nói chuyện đó.
Khi quay lại Penang vào cuối năm 2003, chúng tôi đã gặp Sunanda Lim Hock En ở nhà xuất bản Inwapat. Ông nói với chúng tôi là ông mới trở về từ Singapore. Ở đấy ông đã gặp Sayadaw Ujotika và xin phép ngài cho xuất bản một số cuốn băng ghi âm các bài pháp của ngài. Đây là những cuốn băng ghi âm một số bài pháp ngài giảng cho các thiền sinh tham dự khóa thiền tại Melbourne, Australia vào năm 1997. Sunanda đang tìm người để ghi lại các bài pháp đó từ băng ghi âm. Tuyệt quá! Chúng tôi thốt lên. Chúng tôi đã chép lại hầu hết các cuộn băng đó rồi. Vào cuối năm 2002, đầu năm 2003, khi đang hành thiền tại thiền viện Ruiomin ở Miến Điện, chúng tôi đã được nghe các băng ghi âm đó và rất ấn tượng về các bài pháp của Sayadaw Ujotika, về sự chân thành cởi mở cũng như phong cách nói chuyện của ngài. Do đó, chúng tôi đã quyết định đến một ngôi chùa ở Kailao, một vùng miền núi Bang San, để nhập thất và chép lại toàn bộ các bài giảng của ngài từ băng ghi âm và coi nó như một người bạn đồng hành trên con đường tầm pháp của mình. Chúng tôi tự nhận thấy, mặc dù giờ đây đã có thể tự thực hành mà không cần phải có một người thầy bên cạnh để thường xuyên tham vấn nữa, song những bài pháp của ngài đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều phương tiện hữu ích để phát triển tuệ giác ngày một sâu sắc hơn. Trước đây, chúng tôi đã từng được gặp Sayadaw trong một lần ngắn ngủi ở Miến Điện, nhưng ngài không phải là thầy hướng dẫn của chúng tôi. Tuy vậy, điều làm chúng tôi thực sự ngạc nhiên là sự tương đồng giữa kinh nghiệm ngài mô tả trong tiến trình các tầng tuệ giác với kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Những bài pháp của ngài đã củng cố niềm tin trong chúng tôi rằng pháp bảo quả thực hiện hữu ở khắp mọi nơi trên thế gian. Chúng tôi cảm thấy ngài thực sự là một thiện tri thức của mình. Có một vấn đề là cả Sunanda và chúng tôi đều không có được một bộ băng hoàn chỉnh, thậm chí là một bộ băng còn nghe tốt cũng không có. Tuy nhiên, khi quay lại Australia, chúng tôi đã nhận được một bộ băng đầy đủ từ ông Mendes ở Hội Phật giáo Victorian. Vừa hay, con gái ông cũng mới hoàn thành xong việc ghi chép lại một số bài pháp. Thế là chúng tôi đã hai lần gặp may và thực lòng cảm ơn họ rất nhiều. Chúng tôi rà soát và biên tập lại các bản thảo. Rất cảm ơn Đại Đức Katabuna ở Trung tâm Thiền Vivekananda Solitude Grove ở Bukit Berapit, Penang đã cho phép chúng tôi dành thời gian biên tập bản thảo trong thời gian hành thiền tại trung tâm. Đại Đức Jyotinanda đã thực hiện phần hiệu đính và bổ sung vào bản thảo những đoạn kinh Pali mà Sayadaw đã trích dẫn. Ngoài ra, Đại Đức còn điền thêm phần tham chiếu kèm theo những trích đoạn Pali đó. Chúng tôi thực sự cảm ơn Đại Đức đã giúp cho những phần việc này. Chúng tôi có bổ sung một số thay đổi về ngữ pháp, song vẫn cố gắng giữ nguyên cách nói chuyện độc đáo của Sayadaw. Bạn có thể nghe lại toàn bộ các bài pháp này trong đĩa MP3 kèm theo. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sunanda đã cho phép sử dụng máy tính, cũng như về sự kiên nhẫn, hào phóng và tốt bụng của ông. Xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức vào việc xuất bản cuốn sách này, nhất là những người làm công việc chuẩn bị đĩa. Mong rằng việc đọc và nghe những bài pháp này sẽ sách tấn bạn tiếp tục tiến bước để thành đạt được những mục tiêu tâm linh của mình. Anna Murisu và Leslie Show, Penang, tháng 10 năm 2004. Chương 1. Chuẩn bị tâm. Như tôi thấy ở đây, hầu hết các bạn đều ở độ tuổi 30, 40 hoặc 50. Các bạn đã từng làm nhiều việc, đã từng trải nghiệm khá nhiều trong cuộc đời, đã từng nếm trải thành công và cả thất bại. Giờ đây, tôi nghĩ các bạn đã sẵn sàng để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
Thực ra lúc này hay lúc khác, các bạn đã từng làm điều này, đã từng rèn luyện những phẩm chất tinh thần và tâm linh của mình. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta, nên sẽ được dành riêng cho phần giới thiệu. Trước khi thực sự bắt tay vào hành thiền, chúng ta cần phải chuẩn bị cho chính mình. Mỗi khi muốn làm bất cứ điều gì, chúng ta đều phải chuẩn bị trước. Điều này rất quan trọng. Đó chính là điều tôi đã học được từ lâu trước đây, và tôi cũng dạy điều đó cho các bạn bè và học trò của tôi. Hãy chuẩn bị cho chính mình. Nếu bạn thực sự chuẩn bị cho những điều mình sắp làm, thì mọi việc sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Cũng như một người nông dân hay người làm vườn muốn trồng hoa hay gieo cấy, đầu tiên người ấy phải chuẩn bị, phải làm đất. Nếu không làm đất mà đã gieo hạt, thì sẽ chỉ có một số hạt nảy mầm, nhưng cũng không thể ra trái, và rồi cũng sớm héo hon và chết dần. Chúng không ăn sâu bén rễ, bởi vì không có đủ phân bón, không đủ nước và dinh dưỡng nuôi cây. Cũng vậy, một người muốn tu tập, rèn luyện những phẩm chất tâm linh của mình cũng phải làm như thế. Cả hai việc đó đều có nhiều nét tương đồng. Chắc các bạn biết nghĩa của từ Bhavana chứ? Một trong những nghĩa của nó là sự tu tập, trau dồi. Nghĩa đen của Bhavana là làm cho cái gì đó phát triển, lớn mạnh. Gốc của Bhavana là Bu, nghĩa là nuôi dưỡng, tăng trưởng. Khi trồng một loại cây nào đó, bạn phải có hạt giống hay một nhánh của cây để ươm trồng. Như vậy là bạn đã có sẵn một cái gì đó để trồng. Nếu không có giống thì chẳng thể trồng nên cây. Chỉ có giống thôi thì cũng chưa đủ. Bạn phải làm đất, nhổ sạch cỏ và phát quang mảnh đất đã. Đó cũng là điều chúng ta cần phải làm trong cuộc sống. Cỏ thường mọc lan tràn rất tự nhiên. Hãy nhìn sâu vào cuộc sống của chúng ta, nhìn sâu vào cách sống của mình và tìm xem có những loại cỏ nào đang mọc trong đó. Một số loại cỏ đã có từ rất lâu, đã ăn sâu bén rễ vững chắc, cần phải một thời gian dài mới có thể nhổ bật gốc chúng lên được. Các thói hư tật xấu cũng vậy, uống rượu, dùng chất say, nhổ cỏ làm dọn sạch sỏi đá là việc rất quan trọng. Nếu bạn thực sự thích làm điều gì thì đừng mặc cả. Rất nhiều người hỏi tôi, phải mất bao nhiêu thời gian ngồi thiền thì mới có định? Phải hành thiền bao lâu mới đạt tới Niết Bàn? Làm sao có thể nói bao lâu được? Nếu bạn thực sự thích làm một việc gì đó, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì mình đang làm điều đó. Niềm vui và hạnh phúc này sẽ đem lại cho bạn rất nhiều nghị lực. Xin đừng mặc cả. Con người ta hay thích bỏ ra thật ít và thu vào càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ đây không phải là một thái độ chân chánh, đặc biệt là trong thiền tập. Trong các lĩnh vực khác của đời sống cũng vậy. Trong các mối quan hệ chẳng hạn, nếu bạn chỉ muốn cho thật ít và nhận thật nhiều, thì rốt cuộc bạn sẽ chẳng nhận được tí gì cả. Bạn sẽ nhận lại nhiều như đã cho ra. Đó là một chân lý. Cho ít sẽ nhận được ít. Nếu cho tất cả, bạn sẽ nhận được rất nhiều. Khi hành thiền, bạn hãy nhìn sâu vào trong tâm mình. Tại sao mình làm việc đó? Mình có thực sự thích làm điều đó không? Khi làm bất cứ một việc gì, bạn cũng cần phải có một sự hy sinh nào đấy. Bạn cần phải từ bỏ một thứ gì đó trong cuộc đời. Cũng như khi bạn tới tham dự khóa thiền này, bạn đã phải từ bỏ một cái gì đó. Bản chất con người chúng ta về cơ bản là hướng về tâm linh. Ở bên trong mỗi người đều có những đức tính tốt đẹp như tâm từ ái, lòng bi mẫn, chánh niệm và sự bình an của tâm hồn. Chúng ta đã sẵn có những hạt giống đó và mong muốn chúng nảy mầm, lớn mạnh. Con người thật là phức tạp. Một mặt vẫn muốn thụ hưởng dục lạc, nhưng mặt khác lại cũng chẳng muốn gì cả. Chúng ta muốn từ bỏ.
Khi học trò đã sẵn sàng thì vị thầy sẽ xuất hiện. Tôi đã được nghe câu này ở đâu đó và rất thích nó. Tôi thấy nó rất đúng. Hãy nhìn nhận thật sâu sắc. Nhiều người trong số chúng ta ở đây đã không còn trẻ trung gì nữa. Chúng ta đã làm rất nhiều việc trong đời và đều thấy rằng chẳng có gì là mãn nguyện cả. Chúng ta chưa bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì, dù là tài sản hay vui thú, có thể đem lại sự thỏa mãn lâu dài cho mình cả. Thực sự, chúng ta vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó khác hơn nữa. Khi đã thực sự sẵn sàng để đón nhận, cái chúng ta cần sẽ đến. Hãy tự hỏi mình rằng, mình đã thực sự sẵn sàng để đón nhận nó hay chưa? Trước khi hành thiền, có một số việc chúng ta cần phải xem xét để chuẩn bị tâm lý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bị xáo động bởi bao nhiêu thứ việc trên đời. Để chuẩn bị tâm thích hợp với thiền tập, một trong những việc cần làm là suy xét về cái chết. Cuộc đời ngắn lắm, rất nhanh rồi chúng ta sẽ đi qua cuộc đời. Hãy nghĩ đến tuổi tác của chúng ta ở đây, chỉ còn lại đôi chút thời gian nữa là đã xong một đời người. Nếu có chánh niệm, tỉnh giác trước giờ lâm chung, chúng ta có thể nghĩ lại xem mình đã làm được những gì trong cuộc đời này. Có cái gì trong đời chúng ta thấy thực sự mãn nguyện không? Tôi đã từng mấy lần ở bên cạnh cái chết. Có lần tôi bị sốt rét rất nặng trong nhiều tháng trời. Hồi đó tôi còn sống trong rừng và thuốc men thì rất thiếu thốn. Tôi không thể ăn uống gì, người yếu lả và chuẩn bị chết. Bạn bè tôi đứng đầy xung quanh và nói với nhau: anh ấy đã bất tỉnh nhân sự, hôn mê rồi. Tôi vẫn có thể nghe nhưng không thể nhúc nhích gì được. Lúc đó tôi nghĩ lại những việc mình đã làm trong đời và cảm thấy chưa làm được một điều gì thực sự mãn nguyện cả. Tôi đã có một bằng cấp, đã có một công việc, đã lập gia đình và đã từng làm nhiều việc khác. Xét về nhiều mặt, tôi đã thành đạt. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có một ý nghĩa duy nhất thoáng hiện trong tâm mà tôi thấy thật ý nghĩa. Đó là việc tôi đã học thiền. Lúc đó, tôi hướng tâm đến việc hành thiền và cảm thấy dù mình có chết bây giờ thì cũng ok. Nhưng tôi muốn mình phải chết trong chánh niệm, chết trong khi đang hành thiền. Đó là điều duy nhất mang lại cho tôi chút bình an trong tâm, là cái tôi có thể nương tựa. Tất cả mọi thứ khác không có mặt ở bên tôi trong giờ phút đó. Để chuẩn bị tâm cho việc hành thiền, chúng ta cần suy nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp sống con người. Dù ta có sống được bao lâu, thậm chí đến 100 năm đi nữa, thì cũng chưa phải là dài. Nếu chúng ta nghĩ về cuộc đời của mình và so sánh với thời gian sinh tồn của trái đất này, thì nó cũng chỉ như phân nửa giây đồng hồ mà thôi. Hãy suy nghĩ về sự ngắn ngủi của cuộc đời và tự nhắc nhở rằng mình không có thời gian để phung phí đâu. Thời gian thật quý báu và thời gian chính là cuộc sống. Nếu ta hỏi một người nào đó: này bạn, bạn có muốn sống lâu không? Câu trả lời sẽ là: tất nhiên là muốn sống lâu chứ. Nếu được sống lâu, bạn sẽ làm gì? Hầu hết chúng ta đều không có một câu trả lời rõ ràng. Chúng ta thực sự cũng không biết mình muốn gì trong cuộc đời này nữa. Chúng ta chỉ muốn được sống lâu. Điều này cho thấy sự bám víu của ta vào cuộc sống, nhưng ta lại không biết cách tận dụng tối đa cuộc sống. Nếu sống thực sự chánh niệm và biết sử dụng một cách hiệu quả nhất thời gian của mình, thì chúng ta đã có thể thành tựu được một điều gì đó. Chẳng hạn, có việc người khác phải làm 5 năm mới xong, chúng ta chỉ cần 1 năm. Chúng ta có thể biến 1 năm của mình bằng 5 năm của họ. Nếu chúng ta sống được 60 hoặc 70 năm và tận dụng được tối đa thời gian của mình, thì cũng tương đương như được sống tới 200-300 năm vậy. Không biết bao nhiêu thời gian trong cuộc đời đã trôi qua vô ích vì chúng ta sống quá thất niệm, quên mình. Nếu chúng ta hiểu được rằng cuộc đời thật ngắn ngủi,
thời gian thật đáng quý. Nếu chúng ta có hiểu biết về Pháp, thời gian sẽ còn trở nên đáng quý hơn nhiều. Đừng do dự nữa, hãy làm ngay những gì cần làm hôm nay. Chúng ta không thể biết mình có còn sống đến ngày mai nữa hay không. Ngay hôm nay, ngay bây giờ, làm ngay những việc cần làm và cố gắng hoàn thành nó. Ajiva Kikam Atapam. Một hành giả nhiệt tâm sẽ không hoang phí thời gian. Dù đang ở đâu, đang làm gì, đó cũng đều là lúc và là nơi để bạn hành thiền. Chúng ta cần niệm tưởng ân Đức Phật. Càng tìm hiểu nhiều về Đức Phật, ta lại càng hiểu thêm về những đức tính của Ngài, về sự thanh tịnh và trí tuệ của Ngài. Khi nghĩ về các ân đức của Đức Phật, tâm sẽ là phản ảnh của đối tượng bạn đang suy nghĩ đến. Chẳng hạn khi nghĩ ngợi một chuyện không vui, thì tự nhiên ta cũng trở nên buồn bã. Sự an lạc hay buồn khổ trong tâm phụ thuộc vào đối tượng tâm đang hướng đến và cách chúng ta nhìn nhận đối tượng đó. Khi nghĩ đến người mình hằng thương yêu, thì ta cũng tăng trưởng được tâm tự ái, ta cũng cảm nhận được tình thương. Cũng vậy, khi niệm tưởng về Đức Phật, về sự giải thoát, trí tuệ, sự an bình và thanh tịnh của Ngài, thì điều gì sẽ xảy ra trong tâm ta? Một phẩm chất tương tự như vậy sẽ nảy mầm trong ta. Điều rất quan trọng là phải tìm hiểu thật nhiều về Đức Phật. Khi nghĩ đến Ngài, chúng ta ngưỡng mộ các phẩm chất của Ngài và tự bản thân chúng ta cũng mong muốn có được những đức tính cao thượng như vậy. Điều đó làm cho tâm ta hướng tới các đức tính đó. Chúng sẽ trở thành mục đích của ta. Tôi muốn được giải thoát, an lạc và trí tuệ. Cho dù không thành Phật, thì chúng ta cũng rèn luyện cho mình có được những đức tính ấy đến một mức độ nào đó. Khi đã giác ngộ, xét về một mặt nào đó, ta cũng sẽ trở thành một vị Phật. Khi chúng ta coi Đức Phật là Thầy, thì sự thanh tịnh, trí tuệ và giải thoát của Ngài sẽ cho chúng ta một hướng đi. Tôi đang đi về đâu? Đâu là mục đích của đời tôi? Bạn cũng nên suy tư về Phật Pháp, về những điều Đức Phật dạy. Khi đã hành thiền một thời gian, bạn sẽ chứng nghiệm được sự thật trong lời dạy của Đức Phật. Bạn sẽ biết nó thực sự đúng. Bạn biết nó sẽ dẫn mình đến đâu. Phật Pháp không phải là thứ để chúng ta chỉ nghe và tin ngay tấp lự. Nó không phải là thứ đức tin mù quáng. Bạn có thể tự mình phát hiện ra điều đó. Đó là một giáo lý thực tiễn. Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Học hỏi, nghiên cứu giáo lý và tập thiền, đó là những việc rất đáng làm. Đôi lúc chúng ta cũng bị dao động. Mình có nên hành thiền không nhỉ? Hay là đi ra và làm một cái gì đó? Nếu bạn thực sự hiểu được giá trị của thiền, thì bạn sẽ dứt bỏ được mọi sự lôi kéo, dứt bỏ được những đam mê, vui thú, hưởng thụ, và sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho thiền tập. Hãy thường xuyên suy nghĩ đến những lợi ích của thiền. Một khi đã thực sự thấy được thiền tập đáng giá thế nào, bạn sẽ dành cả cuộc đời cho nó. Dành cho nó càng nhiều, bạn sẽ được càng nhiều. Hãy nhiệt tình làm điều đó với tất cả tâm hồn. Đây là một điều cần phải có để thành công trong bất kỳ công việc gì bạn làm. Nếu toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó, thì nhất định bạn sẽ thành công. Nếu bạn chỉ làm nửa giờ, thì cũng chỉ được một thời gian. Rồi vì không có tiến bộ, bạn sẽ nghĩ rằng mình đã mất công, mất sức, mất bao nhiêu thời gian mà cũng chẳng đi đến đâu cả. Do đó, bạn trở nên chán nản. Nếu chỉ làm nửa giờ, bạn sẽ không có đủ động lực để đạt được tiến bộ. Và bởi vì không có chút tiến bộ nào cả, nên bạn cũng không có lòng tin vào nó nữa. Một điều khác cần phải có là sự thu thúc, tự chế. Tôi biết có một số người không thích nghe từ này lắm, bởi họ nghĩ rằng thu thúc nghĩa là đối lập với tự do,
điều đó không đúng. Nếu chúng ta cho rằng tự do là muốn làm gì thì làm, thì đó không phải là thứ tự do đích thực. Tự do nghĩa là biết cái gì là hữu ích, cái gì là điều lợi ích đáng làm, biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, chọn những điều thiện, những điều đúng đắn, tốt đẹp và làm hết mình. Thu thúc có nhiều nghĩa, một trong các nghĩa đó là giữ giới. Tại sao ta phải giữ giới? Đối với người tại gia, giới có 5 giới hoặc 8 giới. Đối với chư tăng thì có hơn 200 giới. Thời gian đầu khi cố gắng giữ giới, chúng ta thường cảm thấy rất tù túng, bó buộc, hình như không còn chỗ cho mình xoay sở nữa. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì. Nếu tiếp tục rèn luyện tâm mình như thế, sau một thời gian, chúng ta sẽ sống quen với nó. Khi đó, ta sẽ không phải cố giữ giới nữa, bởi thật ra giới hạnh đã trở thành bản chất của ta và ta sẽ cảm thấy rất tự do. Nếu chúng ta không giữ giới, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta cứ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, sử dụng chất gây nghiện thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với người đó? Khi một người không giữ giới, người đó không có lòng tự trọng. Một cách tự nhiên, từ sâu thẳm trong tâm, chúng ta luôn biết cái gì là đúng đắn, đáng làm và cái gì là không đúng đắn, không chân chánh. Chúng ta đầu hàng trước sự cám dỗ, chúng ta đầu hàng trước lòng tham, sân hận và các thú vui dục lạc khác. Khi ta không tự chế ngự, thu thúc bản thân, chúng ta thường xuyên làm những việc không chân chánh. Chúng ta tự hại mình và hại người. Khi làm hại người là chúng ta đã tự làm hại mình, bởi vì không có cách nào hại người mà lại không làm hại chính bản thân mình cả. Điều đó là không thể. Tôi nhận ra được điều này, thậm chí ở ngay trong những việc làm rất nhỏ nhặt. Một lần trong chùa, trời mưa rất to, và ngoài cửa cốc tôi ở có một tấm thảm chùi chân và một chú chó nhỏ thường nằm ở đó. Tôi gọi là chú cúng, bởi vì đối với tôi, chó cũng giống như con người, chúng có tâm thức và cũng rất nhạy cảm. Bởi vì trời mưa, nên nó cũng muốn kiếm một chỗ khô ráo như tôi. Khi trời mưa, tôi muốn ở một chỗ khô ráo, bởi vì tôi không muốn bị ướt. Con cúng này thường tìm đến cốc của tôi và nằm trên tấm thảm đó. Mỗi khi muốn ra ngoài, tôi không tài nào mở được cửa, bởi vì nó cứ nằm ì ngay ở đó. Đôi khi nó làm tôi phát bực. Tôi nghĩ mình phải dạy cho con chó này một bài học, để lần sau nó không đến nằm ở đây nữa. Bạn biết tôi làm gì không? Tôi múc một xô nước, mở cửa ra và sẽ dội ào vào nó. Định bụng sẽ dạy cho nó một bài học rằng nếu lần sau còn tiếp tục mò đến nằm ở đây nữa thì mày sẽ bị ướt như thế này đấy. Khi đang làm điều đó, chợt chánh niệm quay trở về và tôi đã bắt quả tang được cái tâm của mình. Mình đang làm gì thế này nhỉ? Tôi thấy mình đang cảm nhận một nỗi đau đớn trong tâm. Tôi có cảm giác rằng mình không phải là một con người tốt đẹp, từ bi gì cả. Tôi thật quả là tàn nhẫn. Cảm giác đó đã làm tôi bị tổn thương sâu sắc. Thật là đau lòng khi bản thân mình lại là một con người nhẫn tâm, không phải là một con người đầy lòng từ ái và bi mẫn nữa. Khi bắt gặp được chính mình, tôi mới nhận ra rằng mình đang tìm cách làm hại chú cúng nhỏ bé ấy. Song dù có bị ướt, nó cũng không thực sự bị tổn thương. Cái làm tổn thương tôi nhiều nhất là việc tôi đã đánh mất sự bình an, tĩnh lặng và lòng tự trọng của chính mình. Điều này còn tệ hại hơn. Trong những dịp khác, tôi lại nhận diện được rõ hơn những điều này. Có lúc, tôi cũng chẳng cố ý hại bất cứ một ai cả. Chẳng hạn khi một số người lại chơi, tôi cảm thấy không thích lắm và không muốn mất thời giờ với họ. Người này cứ đến lần này, lần nữa, còn tôi thì lại chẳng có chút thời giờ rỗi rãi nào dành riêng để tiếp ông ta cả. Vì vậy, tôi cũng chẳng ra tiếp nữa. Khi nhìn lại vào tâm mình, tôi mới thấy rằng thật ra nếu muốn,
mình vẫn có thể dành cho ông ta được một chút thời gian nào đó. Nhưng tôi cảm thấy trong lòng thật lạnh nhạt, không có sự thương yêu, không tốt bụng và cũng chẳng nồng nhiệt gì. Khi quan sát được điều đó, tôi cảm thấy thật đau lòng. Quay mặt làm ngơ đối với một con người thật là một việc làm đau đớn. Không chào đón tiếp nhận, không cảm thấy có lòng nhân hậu và yêu thương được người ta. Điều đó sao mà đau lòng đến thế? Khi làm một điều như vậy là chúng ta đã đánh mất đi lòng tự trọng của chính mình. Điều đó thật là đau đớn và tệ bạc biết bao. Đúng là trong một số trường hợp, chúng ta cũng phải đặt ra một giới hạn nào đó. Nhưng khi làm điều đó, chúng ta cần phải làm với sự hiểu biết, với lòng nhân hậu và đừng nên lạnh nhạt với người. Không tuân giữ ngũ giới là chúng ta đã làm hại người khác và hại cả chính mình. Những điều giới này không phải do ai áp đặt, nó là điều hết sức tự nhiên. Từ sâu thẳm trong tâm, chúng ta đều biết rằng không tuân giữ ngũ giới là có hại và không thích đáng. Ngay cả đối với những người không có giới hạnh, song từ sâu thẳm trong lòng, họ vẫn thầm kính trọng những người giới đức. Họ kính phục, ngưỡng mộ và đánh giá cao những con người từ bi, nhân hậu và rộng rãi. Một khi đã đánh mất đi lòng tự trọng, chúng ta sẽ cảm thấy mình không có giá trị gì nữa. Khi chúng ta cảm thấy mình không có giá trị, thì điều gì sẽ đến? Khi cảm thấy mình không xứng đáng, chúng ta sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý, sẽ chỉ làm mọi việc một cách nửa vời, buông thả. Người nào cảm thấy mình không xứng đáng sẽ không thể cố gắng hết khả năng. Họ cảm thấy mình cố tỏ ra là đang làm một công việc gì đó, nhưng thực ra họ chẳng làm được cái gì cả. Để thấy mình xứng đáng với điều gì, điều rất quan trọng là bạn phải cảm thấy mình xứng đáng được nhận tình thương, tự do, sự bình an, sự hiểu biết và trí tuệ sâu sắc. Bạn chỉ có thể tiến lên được ngang với mức độ tự trọng của mình mà thôi. Điều này rất quan trọng. Vậy làm thế nào để tăng trưởng được lòng tự trọng? Hãy làm những điều chân chánh, tránh làm mọi điều sai trái. Khi có tự trọng, bạn sẽ có được sự tự tin và tự trân trọng bản thân mình. Với những đức tính này, bạn có thể tin rằng mình là một người tốt. Làm mọi việc tốt và tránh làm điều sai trái, khi đó bạn sẽ cảm thấy mình thực sự là một người tốt. Chúng ta phải tự rèn luyện bản thân để không làm những việc bất thiện, cố gắng làm mọi việc thiện với một thái độ chân chánh, làm với tất cả tấm lòng. Nuôi dưỡng tấm lòng từ ái với tất cả mọi người, với cả các sinh vật. Điều đó sẽ nuôi dưỡng lại tâm hồn bạn và mang lại cho bạn rất nhiều nghị lực. Bạn sẽ cảm thấy mình là một con người từ bi, xứng đáng được nhận sự yêu thương. Tự cảm thấy mình xứng đáng với tình thương, metta, xứng đáng với những điều tốt đẹp trên đời, điều đó rất quan trọng. Không có điều đó, bạn sẽ không thể hành thiền được. Hãy làm một điều gì đó để tăng trưởng hơn nữa những phẩm chất đó trong mình. Hãy bỏ qua quá khứ và sẵn sàng sống trọn vẹn với hiện tại, sẵn sàng để thay đổi và trưởng thành. Chúng ta thường sợ sự thay đổi, và bởi vì thiếu tự tin, chúng ta không dám cố gắng hết mình. Chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và với cuộc đời của mình. Dù bất kể những gì đã từng xảy đến với mình trong quá khứ, cũng đừng trách cứ và đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã từng gặp nhiều người, họ luôn đổ lỗi cho người khác về những điều bất hạnh của họ, nhưng lại không chịu cố mà học hiểu ra một điều gì đó để giúp mình sống hạnh phúc hơn. Hãy luôn cố gắng nghĩ điều thiện, mặc dù điều đó rất khó làm. Hầu hết những suy nghĩ của chúng ta thường là bất thiện, tham lam, sân hận, ngã mạn, ghen tức, tị hiềm. Mỗi ngày, bạn hãy cố gắng chánh niệm, biết mình suy nghĩ những gì, nhưng cũng đừng cố kiểm soát chúng.
mỗi khi bắt trúng quả tang mình đang suy nghĩ bất thiện về ai hay việc gì, hãy cố gắng quan sát nó từ nhiều góc độ khác nhau để xem có thể học được gì từ việc đó không, và hãy có cái nhìn tích cực về nó. Bạn hãy quyết tâm suy nghĩ tích cực càng nhiều càng tốt. Tất cả những việc đó mới chỉ là bước chuẩn bị cho thiền tập. Nếu suốt ngày bạn nghĩ điều bất thiện rồi lại ngồi thiền để hy vọng sẽ được hạnh phúc và bình an, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì bạn chưa chuẩn bị tâm mình. Suy nghĩ một cách tích cực và hướng thiện chính là những suy nghĩ và tư duy chân chánh. Bất cứ ai cũng phải nếm trải những thăng trầm, tốt xấu, những thuận lợi và khó khăn ở đời. Đó là điều hết sức tự nhiên. Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Nó sẽ giúp bạn biết cách buông xả và bớt dính mắc hơn với mọi thứ. Một điều quan trọng nữa là phải biết thu thúc lục căn, sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta nhìn ngó quá nhiều, nghe quá nhiều, cần tự hạn chế mình lại. Xem tivi, đọc sách báo, những công việc đó chỉ làm nếu bạn thấy nó là cần thiết, còn không hãy cố gắng giảm bớt đi. Nếu không tự hạn chế mình trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ không có đủ thời gian và sức lực để mà tập hành thiền. Để tránh cho tâm khỏi bị trạo cử, bất an, bạn phải cố gắng thu thúc căn môn. Cách kiếm sống, nuôi mạng trong sạch là rất quan trọng. Hãy quan tâm đến những nhu cầu của mình một cách hợp lý. Một người bạn cũng là thiền sinh kể với tôi rằng, trước khi tập thiền, anh ấy thường sử dụng máy photocopy của cơ quan vào việc riêng. Nhưng từ khi tập thiền và biết cách nhận biết tâm mình, thì anh nhận ra rằng, mỗi khi làm như vậy, anh đều cảm thấy có lỗi, như là mình đang có một hành động trộm cắp vậy. Mặc dù chẳng ai nói gì cả, nhưng chiếc máy đó là để dùng cho công việc chung của công ty. Nên từ đó, anh không sử dụng máy đó vào việc riêng nữa. Nếu có người khác sử dụng thì cũng chẳng sao, đó là việc của họ, kệ họ thôi. Nhưng với bạn thì khác. Bạn là người đang tu dưỡng các phẩm chất tâm linh của mình và đang làm cho mình trở nên xứng đáng với niềm hạnh phúc và bình an đích thực, xứng đáng với trí tuệ và sự giải thoát chân chánh. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên càng giản dị càng tốt. Giản dị từ trong cái ăn, cái mặc, trong tất cả mọi việc. Bất cứ việc gì bạn làm, bất cứ đồ vật gì bạn sở hữu, chúng đều đòi hỏi thời gian và sức lực của bạn, và có thể còn gây ra nhiều xáo trộn, bất an cho bản thân bạn nữa. Sư phụ của tôi, trong cốc của người ở chùa, thực sự không hề có một thứ đồ đạc gì cả. Thầy chỉ có 3 tấm y mặc trên người và thay đổi luân phiên để giặt. Trong nhà không có một thứ đồ đạc nào, sàn nhà cũng sạch trơn như lau như ly. Khi sống trong một căn phòng trống không, tâm bạn cũng sẽ rỗng không như vậy. Khi bạn đi mua hàng ở siêu thị mà xem, tâm bạn sẽ như thế nào? Sống trong một căn phòng trống thì không có một cái gì gây xáo trộn cho bạn được cả. Nếu bạn muốn tiến bộ trong thiền tập, hãy cố gắng sống một cuộc sống đơn giản nhất đến mức có thể. Thiền tập cũng giống gieo trồng trên một thửa ruộng. Mỗi ngày, hãy cố gắng nhìn thật sâu vào trong tâm mình, cố gắng làm sạch cỏ dại. Bởi vì cỏ dại vẫn thường xuyên xâm nhập tâm ta hàng ngày hàng giờ. Chúng sẽ ăn sâu bén rễ nếu bạn để chúng ở lâu. Rễ chúng ngày càng chắc và sẽ rất khó nhổ bỏ. Nhưng nếu bạn tẩy sạch mầm mống của chúng trước khi chúng kịp lan rộng, thì điều đó sẽ vô cùng ích lợi. Hỏi và đáp. Trong giai đoạn đầu, tôi không khuyên bạn phải từ bỏ hoàn toàn mọi thứ ngay lập tức. Hãy bỏ dần dần từng chút một, nhưng phải thật thành thực. Thử xem mình có thể dứt bỏ được cái gì không, nhất là âm nhạc. Tôi đã từng kể với các bạn là tôi rất yêu âm nhạc. Khi còn trẻ, tôi là một nhạc sĩ.
và bởi vì tình yêu với âm nhạc, tôi đã gặp gỡ và làm quen với một nhạc sĩ, đồng thời cũng là một thiền giả xuất sắc. Bạn vẫn có thể vừa là một nhạc sĩ, vừa là một thiền gia. Thầy dạy thiền đầu tiên của tôi là một nghệ nhân, chế tác dụng cụ âm nhạc và cũng là một nhạc sĩ. Ngay cả khi ông làm đàn và khi chơi đàn, ông cũng làm, cũng chơi, chuyên chú hết mình, thực sự cẩn trọng và với một tình yêu thực sự. Loại nhạc ông chơi thật êm dịu và bình an. Nếu bạn thích âm nhạc, hãy tìm loại nhạc nào làm cho tâm mình trở nên bình an và tĩnh lặng. Bạn không nhất thiết phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Bạn chỉ có thể từ bỏ nhiều đến mức bạn có thể làm được mà thôi. Hãy làm mọi việc thật chậm rãi và dần dần từng bước một. Nếu âm nhạc là nghề kiếm sống của bạn và nó ảnh hưởng không tốt đến thiền tập, thì trong trường hợp đó, bạn phải có một quyết định dứt khoát. Hỏi: nhân tiện cho tôi hỏi, chuyện con chó rồi sau đó thế nào? Đáp: tôi tìm cho nó một chỗ nằm thích hợp và cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó. Mỗi khi bạn thể hiện lòng tốt với bất kỳ chúng sanh nào, điều đó sẽ làm cho bạn rất hạnh phúc. Nó rất lợi ích và hỗ trợ cho sự tu tập của bạn rất nhiều. Hãy tử tế và nhân hậu càng nhiều càng tốt. Đôi khi bạn cũng có thể nổi cơn nóng giận, buồn bực, nhưng chúng ta có thể học được từ chính những kinh nghiệm ấy. Hãy học cách tự tha thứ cho chính mình. Chúng ta không bao giờ là hoàn hảo cả. Hãy tự hỏi bản thân xem mình đã cố gắng hết mức chưa. Các bạn ở đây cũng đã tu tập được ít lâu rồi, hãy cố gắng hết mình đi bạn. Mỗi khoảnh khắc bình an đều có tác động vô cùng lớn đến tâm ta. Sự bình an của tâm hồn, cho dù ngắn ngủi đến đâu, cũng có giá trị vô lượng. Mỗi khi tâm bạn bình an, thanh thản, dù chỉ là trong một vài giây thôi, nó cũng đem đến một sự khác biệt rất lớn. Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn phải lựa chọn. Vậy hãy lựa chọn sự bình an cho tâm hồn mình, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi đều chọn cho mình cuộc sống của một nhà sư. Là một nhà sư không phải là dễ. Nếu dễ như vậy thì đã không có nhiều người hoàn tục đến thế. Chừng nào còn chưa đắc thánh quả A-na-hàm, bậc thánh bất lai, một vị sư vẫn luôn có thể chọn con đường hoàn tục, trở lại làm người cư sĩ tại gia. Vậy thì chúng ta hãy chọn chánh niệm. Tất cả mọi vấn đề tâm lý nan giải cơ bản đều bắt nguồn từ phần tâm linh của con người. Nếu có thái độ đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn, bạn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề tâm lý. Tôi đến và ở lại đây trong 4 tháng. Việc đến đây cũng là một phần trong tiến trình học hỏi của tôi. Điều đó cũng cần thiết cho sự trưởng thành của bản thân tôi. Trong cuộc sống, chúng ta cần sống cân đối, hài hòa, cần dành thời gian cho chính mình và thời gian cho người khác. Nếu chỉ sống cho mỗi bản thân mình, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện. Nếu bạn thực sự muốn có hạnh phúc, hãy giúp cho người khác cũng được hạnh phúc như bạn, giúp bằng bất cứ cách nào. Cho càng nhiều, bạn sẽ càng trưởng thành. Thực ra, những trở ngại lớn nhất lại thường đến từ những tư tưởng và hành vi bất thiện của chính bản thân mình mà thôi. Mình mà thôi. Mình mà thôi. Mình mà thôi. Mình. Chương 2. Các kỹ năng và hiểu biết cơ bản. Tôi muốn nhắc lại một chút những điều chúng ta đã thảo luận tuần trước. Có thể một số bạn có trí nhớ tốt và còn nhớ được khá nhiều. Trí nhớ chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Có người nói rằng nếu bạn nghe một điều gì đó một lần, sau một ngày
bạn còn nhớ được 10%, ngày thứ hai còn nhớ được 5%, và sau một tuần, bạn chỉ còn nhớ được từ 1 đến 2%. Vì vậy, để tăng cường khả năng ghi nhớ, bạn phải ôn đi ôn lại nhiều lần. Khi bạn lớn tuổi thì thường khó nhớ, nhất là đối với loại trí nhớ ngắn hạn. Do đó, tôi muốn nhắc lại đôi chút về những điều đã giảng tuần trước. Các bạn còn nhớ ví dụ lần trước về làm ruộng không? Các bạn nên ghi nhớ ví dụ đó. Luôn nhớ rằng, thiền là sự tập luyện. Bhavana có nghĩa là trau dồi, nuôi dưỡng, làm cho cái gì đó trưởng thành. Để gieo trồng hoa màu, bạn cần phải làm đất, nhổ cỏ, dọn sạch sỏi đá, rác rưởi, cho đến khi đất mềm xốp, rồi mới bón phân, tưới nước, làm ruộng cho tốt, để khi gieo hạt, nó sẽ dễ dàng nảy mầm, bén rễ. Ngay cả sau đó, bạn cũng không được bỏ quên mà phải thường xuyên thăm nom, xem cỏ có mọc lại không. Bởi vì điều tự nhiên là cỏ rất dễ mọc. Trồng hoa, rau quả hoặc mùa màng thì mới khó, chứ trồng cỏ thì rất dễ. Cỏ dại thường mọc tràn lan tự nhiên, rất khó diệt trừ và nhổ tận gốc chúng. Vì vậy, nhà nông thường phải dành rất nhiều thời gian làm cỏ ruộng, làm đi làm lại nhiều lần. Hành thiền là việc chúng ta làm trong mọi lúc. Trong mọi lúc, chúng ta luôn phải làm cỏ và bón phân cho ruộng tươi tốt. Chúng ta phải làm gì để làm cho nội tâm mình tươi tốt? Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm từ, metta, tâm bi, karuna. Hãy tinh tế hơn, nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn đến bản thân mình và người khác. Chúng ta không có quyền tàn nhẫn, ngay cả với chính mình. Một số người thường nói, tôi chịu khổ thay cho người khác. Tôi nghĩ đó không phải là một thái độ đúng. Không ai cần phải đau khổ cả. Hãy có tấm lòng từ bi, nhân hậu đối với bản thân mình và với người. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần giữ giới. Nếu thực sự bạn nhân hậu với chính mình và người, thì bạn phải giữ ngũ giới. Bởi vì khi phá giới, bạn không thể không có ác ý với chính mình và người khác. Một người nói, tôi không sát sanh, tôi không ăn cắp, tôi không tà dâm, tôi không lừa đảo, nhưng tôi có uống rượu, tôi chẳng làm hại đến ai cả, tôi chỉ thích uống một chút thôi. Nhưng thực ra, uống rượu là bạn đã tự hại mình, và một cách gián tiếp, khi tự hại mình là ta đã hại đến cả người khác. Tất cả chúng ta đều có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau. Bạn không thể tự hại mình mà không gây hại đến người, không gây hại đến cha mẹ, đến vợ chồng, đến con cái và đến bạn bè được. Tất cả chúng ta đều có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau. Chúng ta không thể hại người mà không tự hại đến mình hay người khác. Không bao giờ làm hại một ai, đó là điều rất quan trọng. Đây là một bài thơ rất hay thể hiện những gì tôi muốn nói. Sức mạnh nào con người làm hoa hồng vương đứng dậy? Đây là câu hỏi. Sức mạnh nào con người làm hoa hồng vương đứng dậy? Hãy chuẩn bị đất trồng. Đó là điều tôi đang nói đến. Rồi bụi hồng kia sẽ tự lớn lên bởi nhựa sống bên trong chính thân mình. Hãy chuẩn bị đất trồng cho mình đi các bạn. Để có được sự bình an trong tâm hồn, bạn cần phải có sức mạnh tự tin. Chúng ta phải có đủ can đảm để xác định cái gì là thực sự có ý nghĩa và quý giá đối với mình. Vậy, đối với chúng ta thì cái gì là giá trị đích thực đây? Là những người hành thiền, chúng ta đặt giá trị ở chánh niệm, ở sự bình an và tĩnh lặng của tâm hồn. Chúng ta đặt giá trị ở sự tri túc, biết đủ, đặt giá trị ở tuệ giác thâm sâu, ở sự giải thoát, và dùng một từ Pali, chúng ta đặt giá trị ở Niết Bàn, nơi an lạc tối thượng, tự do tối thượng. Vậy để đạt được hạnh phúc, đòi hỏi chúng ta phải có sự can đảm của đức tin, thì nó cũng đòi hỏi một sự kiên trì, nhẫn nại không lay chuyển. Điều này rất quan trọng. Kiên trì, nhẫn nại không hề lay chuyển.
Nếu thực sự quý trọng chánh niệm, thì chúng ta phải cố gắng hết mình để luôn luôn chánh niệm. Điều đó rất quan trọng, kiên trì, nhẫn nại không lay chuyển. Chúng ta không thể nói rằng, được rồi, bây giờ từ 4 giờ đến 5 giờ tôi sẽ giữ chánh niệm, còn sau 5 giờ thì thôi. Chúng ta không thể nói thế được. Người nào đã thực sự hiểu được thiền và chánh niệm có ý nghĩa như thế nào đối với mình, người đó sẽ không còn ấn định thời khóa biểu cho thiền nữa. Điều đó nghĩa là gì? Một người đã thực sự hiểu được ý nghĩa của thiền, hiểu rõ điều gì diễn ra trong tâm mỗi khi có chánh niệm và mỗi khi thất niệm. Nếu đã hiểu được sự khác biệt đó, người đó sẽ không bao giờ nói rằng giờ này tôi dành riêng để chánh niệm, còn giờ kia sẽ thôi không chánh niệm nữa. Ở đây không hề có lựa chọn. Thất niệm nghĩa là bạn đang tự cho phép tư tưởng mình tạo ra đủ thứ tiêu cực, bởi vì môi trường xung quanh có quá nhiều thứ tiếp sức cho tiêu cực, tiếp sức cho lòng tham, tiếp sức cho thói ích kỷ có sẵn trong ta. Chúng đang làm cho chúng ta trở nên ngày càng ích kỷ hơn, ngày càng bất mãn hơn và ngày càng không biết đủ. Khi nói chuyện về sự biết đủ ở Mỹ, tôi nói, nếu tri túc, bạn có thể giảm được một nửa chi phí sinh hoạt, bởi vì hàng ngày bạn tiêu pha quá nhiều vào những việc không cần thiết. Một người nói, nhưng nếu giảm một nửa chi tiêu thì sẽ làm nền kinh tế xuống dốc, không nên làm như vậy, anh phải chi tiêu nhiều hơn nữa. Họ chỉ nghĩ mỗi đến việc chi tiêu cho nền kinh tế, họ không nghĩ đến phần tinh thần của chính mình. Ở đây bạn phải có một sự lựa chọn lớn lao, bạn đặt giá trị vào điều gì? Rèn luyện các phẩm chất nội tâm, phát triển tâm linh hay chỉ chạy theo chỉ số Jones? Chỉ số Dow Jones để thể hiện mức độ phát triển kinh tế của nền kinh tế Mỹ. Để thực sự trau dồi các phẩm chất tâm linh thì không hề có đường tắt, không có con đường nào là bằng phẳng, dễ dàng cả. Ở Mỹ, họ quảng cáo cho một khóa thiền như thế này. Chỉ với 1.000 đô la, bạn sẽ đắc đạo trong vòng 3 ngày, chỉ mất có 3 ngày thôi. Không có con đường tắt nào như thế cả đâu. Bạn không thể mua sự giác ngộ được. Bạn phải phát triển các phẩm chất nội tâm một cách dần dần thấu hiểu thật sâu sắc về tất cả những phẩm chất tốt đẹp và cả những điều xấu xa trong chính mình. Thậm chí, ngay cả khi thấy những điều xấu xa của mình, bạn cũng phải thật là cởi mở và có lòng bi mẫn. Với sự chấp nhận, bạn sẽ nhìn nó như một cái gì đó không thuộc cá nhân một người nào. Hãy nhìn tất cả tham lam, sân hận, cáo giận, ngã mạn, ghen tị như là những điều rất tự nhiên. Nếu cảm thấy có lỗi với mình và hối hận vì đã có những tư tưởng đó, thì bạn chỉ càng củng cố thêm cái ngã của mình mà thôi. Nếu có thể nhìn tâm tham lam, sân hận, ghen tức, tị hiềm và ngã mạn như là những điều hết sức tự nhiên, khi đó là bạn đã biết nhìn với tâm xả. Không việc gì phải buồn bực, chẳng việc gì phải hạnh phúc hay đau khổ về những điều đó cả. Bằng chánh niệm và với tâm xả, nếu bạn thấy được mọi sự đều có đến và đi, cái sau thay cái trước, khi đó bản ngã sẽ hết đường dưỡng nuôi phiền não. Phiền não không sợ bị ăn đòn, dù bạn có dùi dập nó đến đâu, nó cũng không bao giờ chịu thua, mà thậm chí sẽ còn trở nên mạnh hơn. Phiền não, đó là những tham lam, sân hận, tị hiềm, ganh ghét, ngã mạn trong tâm ta. Chúng rất sợ bị nhìn chiếu tướng trực diện. Nhìn với một tâm xả bình thản, với trí tuệ, và nhìn như một cái gì đó rất tự nhiên, không phải là ai, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm trong mọi lúc và phải luôn luôn hành động chân chánh, thích hợp. Là một thiền sinh, ngay cả khi không thực sự chú tâm vào một đối tượng nào, thì ít nhất chúng ta cũng phải thường xuyên duy trì chánh niệm ở một mức độ nhất định nào đó.
mỗi khi có suy nghĩ sanh khởi, chúng ta phải biết rõ chúng là loại nào, và chỉ cần quan sát, sau một lúc chúng sẽ đi khỏi. Nếu chúng vẫn không chịu đi, thì ta có thể chuyển hướng tâm vào một việc thiện nào đó. Trong kinh điển nói rằng, chúng ta nên học hiểu, nghiên cứu sách vở Phật Pháp. Có những lúc, các cảm xúc và phiền não trong ta nổi lên quá mạnh mà ta không biết phải làm gì. Trong những lúc khó khăn như vậy, thì việc tìm đọc, nghiên cứu kinh điển, Phật Pháp sẽ giúp chuyển hướng tâm bạn đến những tư tưởng thiện. Nếu không thể làm được điều đó, hoặc bạn không muốn làm, thì có thể trao đổi, chuyện trò với một người nào đó thật chánh niệm và bình an. Gần gũi với người chánh niệm và bình an sẽ giúp bạn chánh niệm và bình an hơn. Điều này rất quan trọng. Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều về thiện tri thức, người bạn tinh thần, về lợi ích gần gũi với người chánh niệm và bình an. Đây cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy tôi là thấy thầy rất chánh niệm và bình an trong mọi lúc, ngay cả khi thầy làm việc. Tôi thường kể với các bạn về người thầy đầu tiên của tôi là một nhạc sĩ, một nghệ nhân chế tác dụng cụ âm nhạc. Tôi vẫn thường nghĩ nhiều về thầy, thật là một con người chánh niệm. Tôi chưa bao giờ thấy thầy buồn bực chuyện gì cả, chưa bao giờ thấy thầy vội vàng, luôn luôn khoan thai, ung dung tự tại, làm mọi việc một cách rất chánh niệm, hoàn hảo và thong thả. Trong bất cứ việc gì thầy làm, thầy luôn luôn làm thật hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thầy ba hoa về bất cứ cái gì, về bất cứ thành công hay những phẩm chất tài năng nào của mình. Thầy cũng là một người rất có tài, nhưng không bao giờ thầy nói về bản thân mình hay về tài năng của mình. Thầy chẳng bao giờ nói chuyện tiền bạc. Mỗi ngày, hãy chọn và làm một việc nho nhỏ nào đó trong khả năng của mình để làm tăng trưởng thêm lòng tự tin. Sự tự tin, tự trọng và cảm giác xứng đáng là rất quan trọng. Nếu không cảm thấy xứng đáng, thì làm bất cứ việc gì, bạn cũng không thể đạt kết quả tốt đẹp, nhất là trong thiền và cả trong các lĩnh vực khác cũng vậy. Nếu bạn không tự tin, không tôn trọng chính mình, nếu bạn không cảm thấy mình xứng đáng với một cái gì đó, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Đừng quên điều đó, khi đã bắt đầu khởi sự là bạn đã làm được một nửa công việc và đã chiến thắng được một nửa rồi. Hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Bản chất của trí tuệ, của tuệ giác là thấy việc tốt mà không chịu làm là đã tự mình đánh mất đi trí tuệ của chính mình. Điều này rất sâu sắc. Bạn phải hiểu thật rõ. Nếu biết việc nào là việc tốt, chẳng hạn tập hành thiền, bố thí, giới hạnh, tâm từ hay bất cứ việc gì bạn biết là tốt, hãy làm ngay lập tức. Khi biết là việc tốt mà không làm, tâm bạn sẽ bỏ qua ngay. Có thể một lúc nào đó có hứng làm, bạn nghĩ, được rồi, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ làm việc đó. Nhưng rồi bạn sẽ không làm gì hết cả. Bản chất của trí tuệ là như thế. Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, đều rất thông minh và khôn ngoan. Nhiều lúc ta biết rõ mình cần phải làm gì, nhưng rồi lại bị sao lãng vào việc khác, và cuối cùng cũng chẳng làm được cái việc tốt cần làm ngay đó. Vì vậy, hãy làm ngay những điều bạn thấy là tốt đẹp, dù chỉ là một việc rất nhỏ nào đó. Rồi bạn sẽ đào luyện được một trí tuệ thâm sâu, uyên áo. Đặc biệt là những điều chợt lóe lên trong tâm khi bạn hành thiền. Bạn đang ngồi thiền, tâm rất an bình, tĩnh lặng. Bất chợt một tia sáng trí tuệ lóe lên trong tâm. Bạn thấy mình đã phạm một sai lầm, hay thấy một việc cần làm ngay nhưng đã quên không làm. Hãy lấy một mẩu giấy và ghi lại ngay lập tức. Đừng để nó lại rơi vào quên lãng. Điều này rất quan trọng. Về mặt tâm linh, bản chất tự nhiên của chúng ta vốn rất thông minh. Nhưng chính sự sao lãng,
thất niệm và đa sự đã làm chúng ta trở nên tham lam. Chúng thường xuyên choáng hết tâm trí chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường hay quên làm việc tốt. Mỗi khi có những tia sáng trí tuệ lóe lên trong tâm, hãy nắm bắt nó, lấy ngay một mẫu giấy và ghi lại. Rồi sau đó, hãy cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt. Trong quá trình hành thiền, khi nhận ra mình đã làm hay nói điều gì sai, không hoàn toàn đúng sự thật, bạn phải sửa chữa ngay sai lầm ấy, càng sớm càng tốt. Muốn đào luyện một trí tuệ uyên thâm, hãy thực hành ngay những gì bạn thấy là đúng đắn. Chỉ một việc này, nếu làm được, chắc chắn bạn sẽ trau dồi được những phẩm chất tâm linh thật sâu sắc. Đây là điều sư phụ đã dạy tôi từ nhiều năm trước, và tôi thấy nó rất đúng trong quá trình tu tập của bản thân. Có rất nhiều người đến gặp sư phụ tôi, hỏi thầy vô số thứ, mỗi ngày người phải trả lời cả trăm câu hỏi. Thậm chí một số người còn hỏi những câu rất vụn vặt như: tôi đau đầu gối, không biết có nên đi khám không? Đại loại như vậy. Họ đến hỏi bởi vì họ không thể tự quyết định được. Nhưng sư phụ vẫn luôn luôn rất từ bi, luôn cho họ những câu trả lời họ cần. Nhiều lần sư phụ tôi nói: hãy chánh niệm nhiều hơn nữa, tâm sẽ nói cho bạn biết cái gì đúng đắn nên làm. Nghe có vẻ rất đơn giản đến mức không thể tin được. Nhưng nếu bạn làm những việc đúng đắn mà tâm mách bảo, nó sẽ nói cho bạn nhiều hơn nữa. Tôi gọi tâm là nó, như một cái không thuộc về một người nào. Tâm bạn không phải là cá nhân một con người nào cả. Nó sẽ nói cho bạn biết điều nào đúng đắn, nên làm. Bởi vì từ trong bản chất mỗi người, chúng ta đều biết cái gì là đúng, cái gì sai. Hầu hết trong mọi trường hợp, chúng ta biết được điều đó. Không chỉ con người mới thế. Tôi có đọc một cuốn sách tên là Dạy học cho cô, kể chuyện huấn luyện một con tinh tinh. Họ còn làm một bộ phim về nó nữa. Tôi biết người huấn luyện con tinh tinh đó. Họ có rất nhiều người dạy thú, nhưng chỉ có một người huấn luyện viên chính, một nhà dân chủng học. Tôi nghĩ vậy. Một người dạy thú hết ca làm việc đã bàn giao cho người tế thay mình rằng: con tinh tinh bữa nay dở chứng, quậy phá lung tung, nó rất bướng bỉnh và khó dạy. Đại loại như vậy. Con tinh tinh này rất thông minh, nó có thể hiểu được tiếng người. Nó giận lắm, nó nhảy tưng lên bởi vì có kẻ đang nói xấu nó. Rồi nó gào lên: không phải, nói dối, nói dối. Nghĩa là người dạy thú đó nói dối đấy. Sau khi người dạy thú ấy đi khỏi, nó không thích người này. Người thay ca sao hiểu tính tình con vật hơn. Cô ấy gần gũi và hiểu nó hơn người kia. Vì vậy, cô dỗ về cho nó bình tĩnh lại và hỏi nó điều gì đã xảy ra. Cô trả lời: tôi xấu. Nó thú nhận như vậy. Ngay cả con tinh tinh cũng biết là nó xấu và biết là nó tự gây rắc rối cho mình. Thế thì một con người còn hiểu biết nhiều hơn đến chừng nào? Mặc dù biết rõ tốt xấu, nhưng chúng ta có luôn làm điều tốt, tránh điều xấu bao giờ đâu. Nếu biết mà không chịu làm, vậy thì cố biết nhiều hơn nữa phỏng có ích gì. Dù có biết thật nhiều mà không chịu làm, thì cái biết đó cũng vô ích mà thôi. Một hôm khác, khi người dạy thú đến, con tinh tinh lại tỏ ra rất bực bội. Người dạy thú hỏi có điều gì vậy? Nó nói: con mèo xấu. Nó có thể nói bằng cách ra hiệu, dùng ngôn ngữ cử chỉ. Người dạy thú hỏi tại sao? Nó nói: con mèo cắn chết con chim. Nó có thể nói bằng cách ra hiệu, thậm chí cả với một câu dài như vậy. Bạn thấy không? Một con tinh tinh còn biết rằng làm hại chúng sanh khác là điều không tốt. Nó rất bực về chuyện đó, bởi vì nó thương xót con chim nhỏ kia. Ngày nọ có nhiều khách tới thăm cô, bởi vì giờ đây cô đã trở nên nổi tiếng,
nên có rất nhiều người tới xem. Một vị khách ngó cô và khen nó đẹp lắm bằng ngôn ngữ cử chỉ. Và khi được khen đẹp, bạn biết nó nói gì không? Có đoán được không? Nó dùng hệ ngôn ngữ cử chỉ Mỹ để nói rằng đồ nói dối. Nó gãi gãi vào mũi, thế là họ hiểu nó muốn nói dối, và nó không thích điều đó. Bởi vì ngay cả một con tinh tinh là một giống vật rất gần gũi người cũng có thể hiểu được rằng nói dối là điều không tốt, giết hại là điều không tốt. Chúng ta hiểu biết, nhưng nếu không chịu làm theo thì cố để tìm kiếm thêm hiểu biết cũng nào có ích lợi gì. Nếu thực hành ngay những điều bạn biết là đúng đắn thì tâm sẽ cho bạn biết nhiều hơn nữa. Điều này sẽ khích lệ ta thật nhiều. Lần đầu phát hiện ra sự thật này, tôi đã cảm thấy rất vui. Tôi có đầy đủ phẩm chất và khả năng để hiểu biết. Mỗi khi có người tới hỏi sư phụ tôi rất nhiều câu hỏi, Ngài thường nói, hãy cố gắng chánh niệm nhiều hơn nữa, rồi chánh niệm sẽ cho bạn biết điều nào là đúng đắn, nên làm. Nếu mỗi ngày bạn không làm được điều gì để thấy mình đang trở thành một con người tốt đẹp hơn, từ bi hơn, chia sẻ và quan tâm tới người khác hơn, chánh niệm hơn, hiểu biết hơn, thì chắc chắn một cảm giác thất bại sẽ đến với bạn. Trừ phi bạn làm được điều đó, bằng không bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình đã thất bại. Tôi đang làm gì đây? Không lẽ chỉ suốt đời quanh quẩn thế này thôi sao? Khi càng lớn tuổi, bạn sẽ cảm thấy sự thất bại này ngày càng rõ hơn. Còn nếu mỗi ngày chúng ta đều vun đắp đức tính tốt đẹp trong mình, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình ngày một tốt hơn. Ồ, một ngày nữa đã trôi qua và tôi đã rèn luyện thêm được vài đức tính tốt đẹp nữa. Tôi đang trở nên hiểu biết hơn, từ ái hơn, quan tâm hơn, chia sẻ hơn, có tình thương và có tấm lòng bi mẫn hơn. Và điều đó sẽ làm cho bạn thật hạnh phúc. Bước từng bước nhỏ mỗi ngày để tự hoàn thiện mình, phải thật kiên nhẫn và quyết tâm. Khi bạn tiếp tục tiến lên, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần đi đúng hướng và không bao giờ dừng lại, chắc chắn bạn sẽ tới đích. Thật ra, cái chúng ta biết cũng khá nhiều chứ không ít. Nhưng nhiều người lại cứ thích trì hoãn. Việc đó để sau này mình sẽ làm. Nhiều người thường hay trì hoãn như vậy, hy vọng rằng để sau này mới làm thì sẽ chuẩn bị được tốt hơn. Chúng ta cứ nghĩ rằng phải học thêm nữa thì mới làm được. Chúng ta cứ cho rằng có hiểu biết thêm nữa thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó không phải là sự thực. Nếu thực hiện ngay điều bạn biết, nó sẽ giúp bạn học hỏi nhanh hơn. Vì vậy, biết và làm cần phải đi đôi với nhau. Cứ làm việc nào mà bạn biết cách làm đi đã. Chỉ cần tiến một bước về phía trước, thì sẽ có một việc khác xảy đến trợ giúp cho bước thứ hai thuận tiện, dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn. Dễ. Ẩn chứa bên trong bạn là một nguồn năng lực còn to lớn hơn cái bạn thấy được. Nó đang chờ đợi bạn khai phá ngay bây giờ. Hãy làm ngay những gì bạn biết, rồi nó sẽ giúp bạn làm việc tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Nếu chúng ta sử dụng ngay những gì đang có trong tay, thì những cơ hội lớn hơn sẽ tiếp tục đến. Hãy sử dụng những hiểu biết của mình ngay từ bây giờ, bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết mới từ chính bản thân mình và từ những người thầy của mình. Thầy sẽ đến với bạn, hoặc bạn sẽ được đến nơi có người thầy của mình. Vậy hãy tận dụng ngay những gì dành để sử dụng cho ngày hôm nay, động cơ, hiểu biết, khả năng. Những nguồn lực của ngày hôm nay là đủ dùng cho nhiệm vụ của ngày hôm nay. Cái bạn cần cho ngày mai, rồi tự nó sẽ đến. Điều đó nghĩa là,
đừng đợi đến ngày mai, đã biết hôm nay cần phải làm những gì, hãy làm ngay lập tức. Đây là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ có được những hướng dẫn rất đơn giản từ thầy, chỉ ngồi thật thoải mái, hít vào thở ra thật sâu, cảm thấy thư giãn thoải mái hơn, giữ tâm trên hơi thở, rất đơn giản như vậy thôi. Sau đó, thầy dạy cách rà quét khắp toàn bộ thân thể, từ đầu đến các ngón chân, ghi nhận tất cả các cảm giác đang có trong thân. Với những chỉ dẫn đơn giản đó, tôi đã thực hành trong 6 năm, không có thêm một hướng dẫn nào khác. Thế đã là quá đủ. Chỉ ngồi hít vào, thở ra, cảm giác thư giãn hơn nữa. Sau đó rà quét khắp toàn thân, nhận biết bất cứ cảm giác nào đang có mặt. Có thể đó là cảm giác nóng hay lạnh, đau, căng, nhức mỏi hay cảm giác dễ chịu. Đôi khi có cảm giác rất dễ chịu và tôi chánh niệm hay biết nó, thật thư giãn thoải mái, rất bình an. Đôi khi các ý nghĩ xuất hiện, chỉ cần quan sát chúng, nhận chân bản chất của chúng rồi chúng sẽ đi mất. Mọi thứ đều có đến và đi, chúng ta không cần phải xua đuổi, rồi nó sẽ tự biến mất. Tôi cứ thực hành như vậy trong 6 năm trời, không vội vàng. Rồi về sau, một người thầy khác nói với tôi, bạn có thể hành thiền cả trong lúc đi nữa. Tôi chưa bao giờ biết điều đó. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hành thiền là phải ngồi bắt chéo hai chân. Vì vậy, tôi cố tập ngồi như vậy. Thật ra điều đó cũng không khó đối với tôi. Điều đầu tiên tôi được nghe dạy về thiền là bạn cứ ngồi như thế này, để hai tay như thế này và thiền. Tôi cứ tưởng đó là tư thế duy nhất để hành thiền. Rồi sau đó có người nói với tôi là bạn có thể hành thiền trong khi đi. Điều đó quả thực là một sự ngạc nhiên đối với tôi. Tôi hỏi, thật sao? Làm như thế nào? Người đó thực ra là một người bạn của tôi. Chúng tôi cùng sống trong khu ký túc xá của trường đại học. Anh ở kế bên cạnh tôi. Đôi khi chúng tôi cùng nói chuyện về Phật Pháp với nhau. Và anh ấy nói, bạn có thể hành thiền trong lúc đi bộ. Anh làm thế nào? Anh nói, bạn có thể chánh niệm theo dõi hơi thở trong khi đi, rất đơn giản, không cần phải đổi đề mục thiền, cố gắng chánh niệm theo dõi hơi thở trong khi đi. Hoặc bạn có thể chánh niệm theo dõi từng bước chân đi cũng được. Khi mọi người đã lên giường đi ngủ, tôi đi bộ quanh khu ký túc xá để thử nghiệm cách hành thiền kiểu mới này và cảm thấy rất thích thú. Tôi rất thích thú với kiểu hành thiền như thế. Thật tuyệt vời, tĩnh lặng và thật mát mẻ. Tôi nghĩ lúc đó là vào tháng 12 và ở Bắc Bán Cầu đang là mùa lạnh. Đi kinh hành xung quanh khu ký túc xá thật là thích. Ồ, mình làm được. Đúng là làm được như thế thật. Sau đó, khi chúng tôi trao đổi với nhau về thiền, anh ấy nói, bạn có thể hành thiền ở bất cứ nơi đâu. Không cần phải có một nơi riêng biệt để hành thiền. Nếu có được một chỗ như vậy thì cũng tốt, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Bạn có thể hành thiền ở bất cứ chỗ nào. Ở phía đông của trường đại học, có một nghĩa trang lớn của người Hoa, một nghĩa trang rất lớn. Chúng tôi leo qua đồi tới đó. Chỗ ấy thật là thích, cứ như là một công viên, thậm chí rất sạch sẽ. Chúng tôi ngồi hành thiền ở đó một lúc rồi trở về. Đôi khi, vào đêm khuya không thể ra nghĩa trang được nữa, thì tôi tới sân tennis. Ở đó có mấy hàng ghế ngồi và ban đêm chẳng có ai đến đó cả. Tôi ngồi hành thiền ở đấy, rất yên tĩnh. Hãy học hỏi thêm một số điều mới mẻ chỗ này chỗ nọ và áp dụng ngay lập tức. Đó là điều quan trọng nhất phải làm. Đừng đợi phải có thêm hiểu biết nữa. Hãy làm những gì bạn thấy là đúng ngay bây giờ. Nó sẽ giúp bạn hiểu thêm nhiều hơn nữa. Khi bạn đã thực sự bắt tay vào làm, nếu có ai cho một lời khuyên, bạn sẽ hiểu được giá trị của lời khuyên đó. Bởi vì bạn đã từng trải nghiệm qua điều đó rồi.
Nếu bạn đang làm việc gì đó và bị vướng mắc, con người đến bảo bạn, nếu anh làm thế này thì sẽ giải quyết được vấn đề. Ngay lập tức bạn ứng dụng lời mách nước đó và vượt qua khó khăn. Bạn hiểu được giá trị của lời khuyên. Tuy nhiên, nếu bạn không làm gì, người khác cứ phải chỉ bảo cách làm cho bạn nhiều lần, bạn sẽ chẳng học được cái gì cả. Bạn không hiểu được giá trị của lời khuyên. Điều này cực kỳ quan trọng, bạn phải chuẩn bị. Có rất nhiều việc chúng ta cần phải nghĩ đến. Loại thực phẩm bạn dùng cũng có ảnh hưởng đến thân và tâm bạn. Một thiền sinh cần phải ý thức được và nhạy cảm với điều đó. Mới đây có một người nói với tôi là anh ta hành thiền rất tốt. Anh cảm thấy rất tĩnh lặng và bình an. Và anh ta hỏi tôi tại sao như thế. Thật ra anh ta phải tự hỏi chính mình, tôi đã làm đúng chỗ nào? Và nếu thiền không tốt, bạn cần phải tự hỏi mình, tôi đã làm sai chỗ nào? Bạn cần phải nghĩ đến lượng thức ăn bạn ăn. Nếu ăn một bữa quá no trước khi ngồi thiền, thì tôi đảm bảo với bạn rằng thời thiền đó không thể tốt được. Ngay cả loại thức ăn bạn dùng cũng vậy. Chẳng hạn, nếu bạn ăn quá nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, nó sẽ ảnh hưởng tới tâm bạn, làm bạn đờ đẫn, mệt mỏi. Nếu uống quá nhiều cà phê, nó sẽ làm tâm bạn bức rứt, không yên. Điều đó còn phụ thuộc vào mức cân bằng thích hợp. Nếu bạn uống cà phê, chỉ nên uống một lượng vừa đủ để giữ tỉnh táo, nhưng đừng uống quá nhiều, nó sẽ làm bạn trạo cử. Những chuyện bạn hay nói cũng rất quan trọng. Nếu bạn hay nói những chuyện khiến tâm trạo cử, không yên, thì ngồi thiền cũng không thể tốt đẹp. Câu chuyện bạn nói có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm bạn. Đó là điều hết sức tự nhiên. Đó là lý do tại sao ở các thiền viện ở Miến Điện và ở đây cũng vậy, thiền sư thường nhắc nhở thiền sinh không nên nói chuyện. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể không nói chuyện. Nhưng bạn nên cẩn trọng về những điều mình nói và mức độ nói nhiều hay ít. Nếu có chánh niệm trong lúc nói chuyện, thì đối với những câu chuyện tầm phào vô bổ, chúng ta có thể cắt bớt đi. Tôi không yêu cầu các bạn phải sống một cuộc sống lý tưởng. Điều đó là không thể. Tôi hiểu những khó khăn thường nhật của một người cư sĩ tại gia. Tuy nhiên, nếu có chánh niệm, bạn sẽ hiểu được cách nói chuyện và câu chuyện mình nói có ảnh hưởng đến tâm và sự hành thiền của mình như thế nào. Nếu nói những chuyện bất thiện, những câu chuyện kích động lòng tham lam, sân hận, buồn phiền hoặc thất vọng, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thiền tập của bạn. Nếu có thể, hãy nói những chuyện tích cực, những điều khích lệ, sách tấn mình. Và ngay cả khi chuyện đó không có gì là vui, thì bạn vẫn có thể nhìn nhận nó từ một góc độ tích cực và học hỏi được điều gì từ nó. Đây là một bài học tôi cần phải học. Nó đang dạy tôi nhẫn nại hơn, biết sống tri túc, biết đủ hơn nữa. Ngay cả khi có người nói xấu bạn nữa. Ồ phải, người này đang thử thách tấm lòng vị tha đại lượng của mình đây. Mình có thể tha thứ cho người ta được đến đâu? Có thể giữ tâm xả được không? Nhìn sự việc với cách nhìn như vậy sẽ giúp ích cho thiền tập của bạn rất nhiều. Sự bình an trong tâm bạn cũng phụ thuộc vào loại người bạn thường quan hệ. Gần gũi với những người từ bi, nhân hậu, hào phóng, chánh niệm và bình an sẽ rất ích lợi cho thiền tập. Nhưng nếu tiếp xúc với những người thất niệm, tháo động, mồm miệng liếng thoắng, hoặc những kẻ xấu tính xấu nết, hay cáu kỉnh, sân hận, những kẻ tham lam, ngã mạn, bọn họ sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đều có tác động đến tâm chúng ta và ảnh hưởng đến thiền tập của ta. Trong thiền, điều quan trọng là phải hiểu được thức ăn có tác động đến tâm như thế nào. Hãy luôn để ý quan sát điều đó. Tôi thường để ý xem mình ăn cái gì và ăn bao nhiêu là vừa. Đôi khi tôi phải ăn quá nhiều bởi vì không muốn đổ bỏ thức ăn thừa. Khi mọi người đổ thức ăn đi, tôi cảm thấy đó là điều không tốt. Nhưng tôi cố gắng thật cẩn thận.
chỉ lấy vừa đủ và lấy loại thức ăn hợp với bụng dạ mình. Khi ăn phải loại đồ ăn không hợp, dạ dày tôi không tiêu hóa được. Thức ăn tồn lưu trong dạ dày rất lâu, khiến tôi không có đủ năng lượng, tâm đờ đẫn, mệt mỏi. Nếu bạn ăn phải loại thức ăn không hợp, nó sẽ trở thành thuốc độc đối với cơ thể. Chẳng hạn, tôi không ăn được bất cứ loại chế phẩm sữa nào, bởi vì bụng tôi không tiêu hóa được chất lactose có trong sữa. Khi uống sữa hoặc dùng các sản phẩm làm từ sữa, dạ dày tôi như bị đầu độc vậy. Không chỉ thức ăn mà cả những thứ ta thấy độc hại cho tâm mình cũng thế. Chúng ta chỉ chú trọng cái thân của mình. Chúng ta lo lắng quá nhiều cho cái thân nhưng lại nghĩ quá ít đến cái tâm. Chúng ta thận trọng không để cơ thể bị đầu độc. Thế nhưng rất nhiều người vẫn tự đầu độc mình, ăn uống những thứ không thích hợp, đủ thứ tạp nham. Cũng vậy, những gì chúng ta xem, những điều chúng ta nghe có thể đầu độc tâm trí. Bởi vì đủ loại ý tưởng sẽ thâm nhập tâm. Ý tưởng là thuốc độc của tâm hồn. Chúng ta phải thật thận trọng đối với tác động của các loại ý tưởng lên tâm mình, nhất là đối với trẻ em. Hãy cẩn thận về những gì chúng xem trên TV, những điều chúng nghe từ bạn bè, những loại ý tưởng chúng đang tiếp thu. Cần thận trọng về cách những điều thấy, nghe ảnh hưởng đến tâm bạn như thế nào. Một hành giả tốt cần phải cẩn thận về những điều đó. Ăn mặc cũng quan trọng. Khi hành thiền, tốt nhất là mặc loại quần áo rộng và giản dị, đừng ăn mặc quá sang. Thức ăn có ảnh hưởng đến bạn. Chuyện bạn nói, điều bạn nghe, cái bạn nhìn, quần áo bạn mặc, môi trường xung quanh đều có ảnh hưởng đến bạn. Tốt nhất là nên hành thiền ở một nơi thật thanh bình và sạch sẽ. Nơi hành thiền phải thật sạch sẽ, giống như ở đây, rất sạch, với một không khí yên tĩnh và thanh bình, vì nơi đây có nhiều người đang tinh tấn phát triển tâm linh. Điều này sẽ có ảnh hưởng tốt đến môi trường xung quanh. Nhưng có lúc, chúng ta cũng không có điều kiện lựa chọn. Chỗ có được thì lại không thích hợp để hành thiền. Trong trường hợp đó thì phải làm gì? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe tôi đã làm thế nào. Điều này rất có ích. Tôi thực hành nó trong mọi lúc, mọi ngày. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Qua đó bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Một lần khi tôi đang ở Mỹ, sống trong một ngôi chùa với khoảng 7 hay 8 vị sư cùng khoảng hơn 20 người khác. Chỗ đó trước kia là một trường học, rồi nhóm thiền sinh này mua lại và cải tạo thành một ngôi chùa, thực ra là thành một trung tâm thiền. Ở đó, tôi là vị sư duy nhất nói được tiếng Anh, và vì vậy phải nói chuyện rất nhiều, nói suốt ngày, từ 5 giờ sáng đến tận 11-12 giờ đêm. Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi và khổ sở. Đôi khi có rất đông người lại gây ồn ào kinh khủng. Điều đó gây khuấy động tâm trí tôi. Tôi nói với một người bạn rằng, thật là khó hành thiền và nghỉ ngơi được ở đây. Có lúc tôi cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút, nhưng cũng không thể bịt tai lại trước tiếng ồn. Vì vậy, khi muốn nghỉ ngơi, tôi viết một mảnh giấy, xin đừng quấy rầy và dán trước cửa phòng. Nhưng có rất nhiều người cần nói chuyện với tôi, họ cứ đến và gõ cửa phòng. Họ còn lấy mảnh giấy xuống, đưa cho tôi và nói, có lẽ ông quên không gỡ nó xuống. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Suốt cả ngày, nói suốt, tôi chỉ muốn chạy trốn, đi khỏi chỗ đó, không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nói với ông bạn, làm thế nào bây giờ? Tôi không thể chịu đựng như thế này mãi được. Bạn tôi nói, tôi rất thông cảm, hay là ta đi vào rừng tùng đi. Ngôi chùa ở trong một rừng tùng, chúng tôi leo lên đồi. Đó là một nơi thật tuyệt, chỉ cần ra khỏi chùa là đến rừng ngay, không có ngôi nhà nào xung quanh cả. Trong khu vực đó, họ không cho phép xây dựng nhiều nhà cửa. Từ chỗ này phải đi tiếp một dặm mới gặp được một ngôi nhà nữa. Chúng tôi ra khỏi chùa, con đường rất đơn giản, chỉ có đá và sỏi dọc lên đỉnh đồi,
Chúng tôi đi xuống rồi leo qua một quả đồi nữa và tìm thấy một chỗ rất đẹp. Người ta đã đốn hết cây, sau đó các nhánh cây con mọc lên từ các rễ cây, trông như những chiếc vòng. Và trong cái vòng đó, các mầm non đang nhú lên, phủ đầy các khoảng trống, giống như một chiếc giường mềm mại. Chúng tôi trải tọa cụ trên đó và ngồi thiền. Ngồi thiền trong rừng tùng thật là thú vị, rất an bình và tĩnh lặng. Có khi chúng tôi nằm xuống đó, đánh một giấc ngon lành rồi quay về chùa. Cách đó giúp tôi rất nhiều, nhưng đôi lúc không ra khỏi chùa được, thì việc tôi làm là ngồi trong phòng và tưởng tượng đang trở về với mái chùa thân yêu của mình ở Miến Điện. Tôi không nghĩ rằng sự tưởng tượng như vậy là vô ích. Nó có tác động đến tâm tôi rất nhiều. Tôi ngồi đó, hít vào, thở ra, thư giãn thêm nữa. Tâm dần dần trở nên yên tĩnh. Con đường dẫn đến ngôi chùa của tôi đi qua một cánh đồng lúa. Ở hai bên là những thửa ruộng xanh mướt, rất thoáng đãng, với tiếng gió thổi rì rào mát mẻ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng chim gù xa xa. Tôi đi chậm chậm, tưởng tượng rằng mình đang thực sự thả bước đi trên con đường đó. Cảm nhận được khí trời cùng với gió mát, với âm thanh và mùi hương trên đồng lúa. Rồi sau đó đi qua một cây cầu gỗ nhỏ. Có một thác nước nhỏ ở gần cây cầu, trong tưởng tượng của tôi. Tôi sẽ ngồi ở đó một lúc, nghe tiếng thác reo và cảm nhận ngọn gió thổi mơn man, mát dịu. Từ đó, tôi sẽ đi qua cây cầu và đi ngược lên ngôi chùa của mình. Tôi leo qua một sườn đồi thoai thoải. Ở một bên đồi có một vách đá. Khoảng giữa có một con đường đất nhỏ, rộng khoảng 7-8 bước chân, ẩn mình dưới tán tre và những lùm cây mới mọc. Tôi sẽ đi qua nơi đó, chậm chậm leo lên đỉnh đồi. Trên đó có một khoảng trống bằng phẳng. Ở đó không có nhiều cây lớn, nên có thể nhìn ngắm ra quang cảnh xung quanh. Tôi nhìn ra thật xa và thấy những ngọn núi ở phía đông, những ngọn đồi dùng san, rồi chậm rãi thả bộ đi xuống. Cảm nhận tất cả mọi thứ đang hiện hữu quanh mình, rồi xuôi dốc đi xuống ngôi chùa của mình. Sườn đồi thoai thoải đổ xuống, càng tới gần chùa, các lùm cây ngày càng cao lớn vì người ta không chặt cây trong khuôn viên chùa. Ở bên ngoài thì họ chặt. Càng vào trong khuôn viên chùa, cây càng cao, càng nhiều bóng mát và càng yên tĩnh hơn. Bởi vì tán cây hấp thụ tiếng ồn, nên ở chỗ có nhiều cây cối sẽ thấy yên tĩnh và mát mẻ hơn. Tôi đi sâu vào trong chùa. Ở khoảng giữa sân có một khoảng trống không có cây. Gần đó là chánh điện và thiền đường. Không lớn như ở đây, chỉ nho nhỏ thôi. Tôi đi vào trong chánh điện và đóng cửa lại. Khi về đến chùa, ngay cả khi tôi thực sự về nơi đó, tôi cảm thấy như mình đã trút bỏ mọi ồn ào, xao xác của cuộc đời ở lại sau lưng. Cái thế giới náo nhiệt, bận rộn đó. Nơi đây, nơi chốn yên bình của tôi, chẳng có liên quan gì với nó cả. Mái chùa của tôi nằm bên ngoài thế giới. Không hẳn là cô lập, nó vẫn có liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng cũng nằm ngoài thế giới đó. Đó là điều tôi cảm nhận. Tôi bước chân vào chùa và cảm thấy mình đã để lại bên ngoài cái thế giới xô bồ, bận rộn. Tôi về lại chỗ của mình, đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống và hành thiền. Chỉ mất khoảng 5 phút để tưởng tượng, nhưng sự tưởng tượng đó đã tác động đến tâm tôi rất nhiều. Nếu bạn không thể kiếm được một chỗ nào thích hợp, thì hãy thử làm theo cách đó xem sao. Tưởng tượng mình đang ở một nơi thật lý tưởng để hành thiền. Hãy ung dung, thong thả, chậm chậm, chậm chậm. Khi tâm bạn tin vào điều tưởng tượng đó và chấp nhận nó sẽ có tác động đến tâm bạn. Bạn biết mình đang tưởng tượng, biết điều đó không có thật. Mặc dù nó không thật, nhưng tác động của nó lên tâm bạn là có thật, và đó là điều quan trọng nhất.
Khi ngồi thiền, tâm bạn trở nên thật tĩnh lặng và an bình. Nếu bạn tưởng tượng điều xấu, nó sẽ có tác động xấu đến tâm bạn. Nếu tưởng đến điều tốt, nó sẽ tác động tốt đến tâm bạn. Điều đó rất tự nhiên. Bạn hãy thử làm theo cách đó xem. Tuần trước tôi đã nói về các tư tưởng thiện. Hãy nghĩ đến bất cứ việc thiện nào. Chúng ta không thể tự ép buộc mình không được nghĩ ngợi, bởi vì các ý nghĩ đến và đi suốt ngày trong tâm. Nhưng đôi lúc ta cũng có quyền lựa chọn hướng tâm mình đến những ý nghĩ thiện. Hãy cố gắng làm điều đó trong mọi lúc. Khi đã làm quen rồi, tâm sẽ ngày càng nhiều suy nghĩ thiện. Và mỗi khi có suy nghĩ bất thiện, bạn sẽ thấy mình khó chịu, trạo cử, bất an và mệt mỏi. Bạn cảm thấy khác biệt ngay. Một số người có thói quen suy nghĩ quá nhiều đến việc bất thiện, đến nỗi họ trở nên thích nghĩ việc bất thiện. Họ thích lúc nào cũng phải tức giận hoặc buồn bực một cái gì đó mới được. Tôi biết một số người như thế. Tôi hỏi một người rằng, tại sao ông cứ thích phải giận dữ mới được? Chính ông đang tự làm cho mình giận đấy chứ. Ông có biết điều đó không? Ông ta nói, đúng thế, tôi biết tôi đang tự làm cho mình giận dữ. Tôi hỏi ông ta, tại sao lại phải làm vậy? Người này biết rằng ông ta đang tự làm cho mình tức giận. Ông ta cố tình nghĩ đến những việc xấu. Và ông ta nói, khi tức giận, tôi cảm thấy mình có sức sống hơn. Có những người cố tình tự gây giận cho mình để cảm thấy có nhiều sức sống hơn như vậy đấy. Người này cố nghĩ đến tất cả mọi điều tệ hại về chính phủ, về thời tiết, về đồ ăn thức uống, về mọi chuyện trên đài báo, TV. Đối với ông ta thì luôn luôn lúc nào cũng có một điều gì đó rất là sai trái. Tôi hỏi, tại sao lại cứ muốn nhìn thấy những điều sai trái như vậy? Chúng tôi là những người bạn thân và có thể nói chuyện với nhau rất cởi mở. Ông ta nói, nếu không biết cái sai, bạn sẽ là kẻ ngu ngốc. Ông ta đang muốn cố chứng minh điều gì ở đây? Ông muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ ngu bằng cách bới lông tìm vết, cố vạch ra mọi điều sai trái. Khi buồn bực, hãy cố gắng nhìn sâu vào tâm mình. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Làm vậy để cố chứng tỏ điều gì? Mình được gì từ việc đó? Mỗi khi làm việc gì, chúng ta đều hy vọng sẽ đạt được một cái gì đó. Vậy thì, chúng ta được gì từ những sự giận dữ và buồn bực này? Ông ta đang cố chứng tỏ rằng ông ta không phải loại ngu. Ông cũng muốn mình năng động và nhiều sức sống hơn. Tôi nhận thấy một điều khác nữa là người này không bao giờ làm việc thiện. Khi bạn thực sự thích làm việc thiện, việc lợi ích, dù đó là công việc thế gian hay việc hành thiền, bạn sẽ không có thời gian cho những tư tưởng bất thiện chen vào, không có thời gian đi tìm lỗi kẻ khác, tìm lỗi kẻ khác, tìm lỗi kẻ khác, tìm lỗi. Người nào không làm thiện, một cách tự nhiên họ sẽ làm ác. Bạn không thể chọn đứng giữa. Hầu hết mọi người chỉ có hai con đường để lựa chọn, thiện hay ác. Khi đã quen giữ tâm an bình, tĩnh lặng và thư giãn, thì chỉ một chút suy nghĩ bất thiện sanh khởi cũng khiến bạn cảm nhận khác hẳn. Bạn sẽ trở nên bất an, bức xúc và mệt mỏi. Khi tôi nói về ngũ giới, có người hỏi rằng, tôi phải giữ năm giới bao lâu mới là đủ để bắt đầu tập thiền? Đây quả thực là một câu hỏi rất hợp lý, một câu hỏi rất hay. Một số người nói, trước hết phải hành giới, sila, giữ năm giới trong sạch trước khi tập hành thiền. Nhưng phải giữ giới trong bao lâu? Thật là khó để trả lời bao lâu. Vì vậy, tôi mang câu hỏi này đến hỏi những người thầy của mình
và cũng cố gắng tra cứu xem kinh điển nói ra sao, và tôi đã tìm được một câu trả lời hợp lý. Vấn đề không phải ở chỗ cần bao nhiêu thời gian, mà là ở thành tâm của mình. Nếu bạn quyết định ngay lúc này, tôi sẽ không hại chính mình, tôi sẽ không hại một ai nữa, thì kể từ lúc đó, bạn đã có thể bắt đầu hành thiền được rồi. Nếu trong tâm vẫn còn ý muốn não hại người khác, thì dù có hành thiền, bạn cũng không thể đạt được định tâm, không thể có an lạc và tuệ giác thực sự. Bởi vì bạn cần phải có tác ý không làm hại mình, hại người. Bạn phải quyết định trong tâm như vậy. Đó là một điều cần phải làm. Quyết định một cách chân thành. Tôi sẽ không tự hại mình và cũng không hại một ai cả. Hoàn toàn thành tâm, thành ý. Khi đã quyết định như vậy, thì kể từ giờ phút đó, bạn đã sẵn sàng để hành thiền. Tất cả đều phải đi cùng với nhau. Giới hạnh, từ bi và tuệ quán, chúng phải đi cùng nhau, không thể tách rời từng thứ một. Chúng ta thường có xu hướng thích mọi thứ phải rạch ròi, tách bạch. Không, mỗi phần trong cuộc sống của chúng ta đều được nối kết với những phần khác. Đây là điều rất quan trọng, nhất là đối với các thiền sinh. Mỗi phần trong cuộc sống đều có liên quan với tất cả những phần còn lại. Bất cứ việc gì bạn làm cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hành thiền của bạn, hoặc ảnh hưởng xấu, hoặc ảnh hưởng tốt. Sự thật này chính là cơ sở cho cuộc sống giác ngộ của chúng ta. Có một người là thành viên ban hộ tăng của một trung tâm thiền ở Miến Điện. Anh ta là một nhà kinh doanh và công việc kinh doanh của anh ta không được chân thật cho lắm. Do vậy, một người bạn của anh đã chỉ ra điều đó. Nhìn lại xem, anh đang hành thiền nhằm phát triển các phẩm chất tâm linh vì mục đích giải thoát, một việc làm cao quý và thánh thiện như vậy. Thế mà khi làm ăn, tại sao anh không trung thực? Anh ta cũng chỉ dối trá một chút chút thôi, và tất cả mọi người đều làm như thế cả. Anh ta không phải là hạng người thật xấu, mà chỉ là một người xấu bình thường như tất cả những người khác. Anh ta nói, hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Khi đến thiền viện, tôi hành thiền và tinh tấn phát triển các phẩm chất tâm linh hướng tới giác ngộ giải thoát. Nhưng trong công việc kinh doanh, thì kinh doanh là kinh doanh chứ. Đó là một vấn đề khác. Bạn không thể làm như thế được. Hãy nhớ lấy điều này và hãy xem bạn đang làm gì. Việc làm của bạn có phù hợp với lý tưởng tinh thần của mình hay không? Lý tưởng của bạn là gì? Hãy luôn giữ lý tưởng ấy trong tâm và đối chiếu với những việc bạn làm. Xem việc làm đó làm tổn hại hay hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh của bạn. Chính cách sống hàng ngày của chúng ta như thế nào mới là điều thực sự quan trọng. Chúng ta sử dụng các nguồn lực của mình một cách ích lợi ra sao, đối xử với những người xung quanh với tình thương thế nào? Hai chìa khóa cho một cuộc đời thành công là sự hòa hợp về tinh thần và sự phục vụ đối với đồng loại. Hai việc đó luôn đi cùng với nhau. Nếu chúng ta làm hại đến người khác, dù bằng bất cứ cách nào, thì cũng sẽ tự gây hại cho sự tu tập tâm linh của mình. Giới hạnh có rất nhiều ý nghĩa. Giữ gìn ngũ giới. Mỗi khi dùng cái gì, chúng ta phải suy xét xem tại sao mình dùng nó. Khi ăn cái gì, chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao mình ăn. Khi mặc quần áo cũng vậy, tại sao mình mặc những quần áo này. Nếu không suy xét như vậy, thì tâm tham sẽ làm chủ chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ ăn uống tham lam vô độ, mặc đồ với tâm tham đắm, mặc chỉ để khoe mẽ, chân diện. Mỗi khi nghe hoặc nhìn một cái gì, hãy cố gắng chánh niệm. Như vậy, chúng ta sẽ không bị phản ứng một cách tự động nữa. Khi bạn ra phố, đi qua những trung tâm mua sắm, hãy cố gắng chánh niệm. Nhìn xem cái gì đang diễn ra trong mình. Con mắt chúng ta suốt ngày ngó chỗ này, liếc chỗ kia, còn lỗ tai thì cứ dõng lên, cố nghe cho thật nhiều.
lúc ấy thì chúng ta chẳng cố giữ chánh niệm tí nào cả. Và khi không có chánh niệm thì chúng ta càng bị trạo cử, bất an nhiều hơn. Còn có nhiều sự việc cản trở sự thành đạt tâm linh. Một trong những việc đó là giết cha, giết mẹ. Một người đã phạm tội giết mẹ, giết cha sẽ không thể đắc đạo quả, Magaphala. Người đó có thể hành thiền nhưng sẽ chẳng bao giờ chứng được các tâm siêu thế, bởi vì cực trọng nghiệp giết cha, giết mẹ, giết vị thánh A-la-hán, gây thương tích cho Đức Phật sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tâm. Tà kiến cũng rất quan trọng. Nếu người nào đó nghĩ rằng không có việc thiện cũng chẳng có việc ác, mọi thứ đều như nhau cả, hoặc làm thiện không mang lại quả tốt, làm ác cũng chẳng chịu quả xấu, người nào còn tin vào những loại tà kiến đó thì sẽ không bao giờ thành đạt được bất cứ mục tiêu tâm linh nào. Tôi biết các bạn không có những loại tà kiến đó. Nếu bạn đã thầm buộc tội trách cứ một người nào đó, dù đó là bất cứ một thiền sinh nào ở đây, nếu đã trót nghĩ xấu về người đó, hãy nhớ và đến xin lỗi, tự nói với chính mình rằng tôi đã làm một việc sai trái. Có những suy nghĩ tích cực về nhau là điều rất quan trọng. Nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực nào về người khác hay về một thiền sinh nào ở đây, thì những suy nghĩ xấu đó có thể cản trở sự tiến bộ của bạn. Thế nên tại sao khi vào ngồi thiền, trước hết chúng ta cần phải tăng cường tình cảm đồng đạo, sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và những tư tưởng từ bi bác ái. Mỗi khi ngồi hành thiền cùng cả nhóm hoặc ngồi một mình, trước hết bạn hãy nghĩ đến mọi người và rải tâm từ cho họ. Tôi sẽ hỗ trợ họ cùng tu tập. Nếu bạn không giúp người khác tu tập, bạn sẽ cảm thấy mình trở nên cô độc và ích kỷ. Khi các thiền sinh buộc tội trách cứ lẫn nhau, tôi nhận thấy rằng chính điều đó làm cho họ cảm thấy có lỗi, bất an và trạo cử. Nó sẽ phá hoại định tâm của họ. Đây cũng là một điểm quan trọng. Mấy ngày trước có người hỏi tôi một câu tương tự như vậy. Một số người đã hành thiền từ rất lâu rồi, nhưng hầu hết họ chỉ làm mỗi một việc, chẳng hạn như ngồi và liên tục giữ chánh niệm trên hơi thở ra vào, chỉ mỗi việc đó. Đức Phật dạy Kataru Satipatthana, tứ niệm xứ. Chúng ta phải thực hành toàn bộ cả bốn niệm xứ, chứ không phải chỉ có một. Để phát triển được tuệ giác thâm sâu uyên áo, chúng ta cần phải tu tập toàn diện cả bốn niệm xứ. Niệm xứ đầu tiên là Kayanupassana, niệm thân. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết sau, ngay trong niệm thân cũng có rất nhiều chi tiết. Niệm xứ thứ hai là Vedananupassana, niệm thọ. Niệm xứ tiếp theo là Sittanupassana, niệm tâm, và Dhammanupassana, niệm pháp, hay nói chung là niệm nội dung của bất cứ loại tâm nào. Cố gắng tu tập càng nhiều càng tốt cả bốn niệm xứ này. Thiền tứ niệm xứ Satipatthana bao hàm tất cả chứ không loại trừ. Thiền chỉ Samatha mang tính loại trừ. Bạn chọn một đề mục và loại bỏ tất cả mọi đề mục khác. Nhưng đối với thiền Vipassana, ban đầu bạn bắt đầu với một đề mục, rồi dần dần bạn tiếp nhận thêm ngày càng nhiều đề mục nữa. Hay biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong thân và tâm mình, trong nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và mọi chỗ. Mỗi khi muốn học cách làm một việc gì, chúng ta phải học phương pháp làm từ một người nào đó. Chúng ta có đủ các pháp môn trong kinh điển Pali và quanh ta cũng có rất nhiều vị thầy. Để học một phương pháp thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Tuy nhiên, một điều quan trọng là phải xác định xem bạn đã thực sự hiểu rõ phương pháp đó hay chưa. Bạn cần phải đặt nhiều câu hỏi.
đừng chỉ nghe về ghi chép xong rồi bỏ đi. Hãy đặt câu hỏi. Đó là cách học tốt nhất. Dù trong thiền hay trong bất cứ môn học nào, người hỏi nhiều, ý tôi muốn nói là thực sự tư duy và đặt câu hỏi và thực sự lắng nghe, là người hiểu rõ hơn cả. Đặt nhiều câu hỏi hơn nữa, nhiều nữa, cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ, đó là cách học hay nhất. Thảo luận cũng rất quan trọng. Học phương pháp, hỏi các câu hỏi để làm rõ phương pháp và thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ thấy có nhiều khó khăn nảy sinh. Bất cứ lúc nào có khó khăn, hãy đến hỏi thầy, nói chuyện với thầy và nhận lấy những lời khuyên. Trong hầu hết mọi trường hợp, nếu cứ tiếp tục thực hành, bạn sẽ tự có câu trả lời. Điều này rất đúng. Hầu hết thời gian chúng ta sống ở trong rừng và ở rất xa thầy. Chúng ta chỉ có thể gặp thầy mỗi tháng một lần. Vì thế khi hành thiền, mỗi khi gặp khó khăn thì lại nói: khi nào gặp thầy, tôi sẽ hỏi điều này. Rồi sau đó tiếp tục hành thiền. Và một ngày nọ, câu trả lời hiện lên trong tâm. Chúng ta không cần phải đến hỏi thầy nữa. Nhiều học trò của tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi mới có dịp đến thành phố họ ở. Và khi tôi đi khỏi đó thì họ gặp khó khăn. Họ bèn ghi lại những vấn đề khó khăn đang gặp phải, nghĩ rằng: tôi sẽ hỏi thầy khi nào thầy tới đây. Nhưng họ vẫn tiếp tục nhiệt tâm hành thiền, chân thành và toàn tâm toàn ý. Rồi sau đó tự tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Khi tôi đến và gặp lại họ, nhiều người thưa: bạch thầy, con đã ghi lại rất nhiều câu hỏi để hỏi thầy khi thầy đến. Nhưng khi tiếp tục hành thiền thì con lại tự tìm được câu trả lời. Nên bây giờ con lại chẳng có nhiều để hỏi nữa, chỉ có một hai câu thôi. Nếu cứ tiếp tục hành thiền, bạn sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Một người bạn tốt, một người thầy giỏi, chính là một người bạn tốt của mình. Một người thầy và một người bạn cũng giống nhau, không hề khác biệt. Đức Phật nói, Ngài cũng chỉ là một người bạn tốt. Có một người thầy giỏi, một người bạn tốt, giữ liên lạc với thầy và hỏi thầy những vấn đề của mình, rồi nhận lấy những lời khuyên. Tất cả những việc đó rất quan trọng. Nếu không có một người thầy, một người bạn, không có sự hướng dẫn, thì sẽ rất khó để chúng ta bước đi trên con đường này. Chúng ta sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm, sẽ nhiều lần lầm đường, lạc lối. Trong giai đoạn đầu hành thiền, chúng ta phải giữ tâm định trên một đề mục. Chẳng hạn như hơi thở ra vào, cố gắng giữ tâm trên đề mục đó càng lâu càng tốt. Khi an trụ tâm tại đó, dần dần chúng ta sẽ phát triển được định tâm. Tâm sẽ an trụ trên đề mục lâu hơn. Khi tâm đã tương đối tĩnh lặng, chúng ta có thể thấy được bản chất của cảm thọ, bản chất của đề mục. Ngay cả niệm hơi thở cũng có nhiều bước. Nếu thực hiện từng bước một cách hệ thống, sẽ dễ phát triển chánh niệm và định tâm hơn nhiều. Chẳng hạn, việc đầu tiên bạn cần phải ý thức được là mình đang thở. Khi biết mình đang hít thở, tức là bạn đã thực hiện được bước thứ nhất. Bởi vì hầu như trong mọi lúc, mặc dù vẫn thở, nhưng chúng ta chẳng hề biết điều đó. Vì sao? Bởi vì chúng ta mãi nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia suốt, nghĩ rồi lại nghĩ. Chúng ta nghĩ ngợi điều gì? Đôi khi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Hầu như mọi lúc, chúng ta không biết mình đang nghĩ chuyện gì, điều đó diễn ra rất vô thức. Mỗi khi biết mình đang thở, nó sẽ giúp kéo tâm về với thực tại. Tôi đang thở, đó là một bước. Bước tiếp theo là thở vào, biết là mình đang thở vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Đó là bước tiếp theo. Thở vào, thở ra. Bước tiếp theo nữa là, bởi vì hít vào phải mất chừng 3 hoặc 4 giây nếu thở chậm. Thở ra mất 2-3 giây nữa. Trong khoảng thời gian đó,
tâm bạn đã có thể phóng ra ngoài rất nhiều lần rồi. Để giúp cho tâm không phóng ra ngoài nữa, ta sẽ thực hiện một biện pháp khác. Bạn có thể chia hơi thở ra làm 5 đoạn, nhờ vậy sẽ chánh niệm được 5 lần. Bạn có thể kéo tâm trở lại 5 lần khi hít vào và cũng chừng ấy lần khi thở ra. Bạn đếm tới 5, nó sẽ giúp bạn giữ chánh niệm tốt hơn trên hơi thở. Song cũng có người hiểu sai phương pháp này. Có người nói, một lần hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra lần nữa đếm 2, nghĩa là thở bao nhiêu hơi thì đếm bấy nhiêu lần. Nó cũng có tác dụng giữ tâm bạn trên hơi thở, nhưng mục đích thật sự là để bạn cố gắng chánh niệm nhiều hơn trên hơi thở vào. Nhờ vậy, tâm bạn sẽ không phóng ra ngoài trong khoảng thời gian giữa 2 hơi thở. Nếu bạn 5 lần chánh niệm trên hơi thở vào, thì tâm sẽ khó phóng đi hơn. Có khi bạn hít vào, chánh niệm ở đoạn đầu hơi thở, nhưng lại không chánh niệm được ở đoạn giữa và đoạn cuối. Điều đó có thể xảy ra. Vì vậy, để tránh trường hợp đó, bạn hãy đếm nhiều lần, ít nhất là 5 lần trên mỗi hơi thở vào, ra. Bạn có thể đếm nhiều hơn 5, nhưng chỉ tối đa là 10. Bởi vì nếu đếm nhiều hơn 10 thì phải đếm nhanh, việc đó làm tâm bạn trạo cử. Tùy theo mức độ dài ngắn của hơi thở mà bạn đếm, tối thiểu là 5 lần, và khoảng giữa từ 5 đến 10. Con số không quan trọng. Bạn cần phải hiểu mục đích của việc đếm hơi thở là để giữ tâm liên tục trên hơi thở. Đừng cố phải đạt đến con số đó. Điều này rất quan trọng. Đừng cố đếm nhanh hơn để kết thúc vào đúng lúc hơi thở cạn hết. Chỉ cần đếm thật tự nhiên và đều đặn. Hãy giữ tâm mình ở đó. Nhưng khi tâm đã an trụ được rồi, thì đặt vào đâu nữa? Giữ tâm trên các cảm giác, chứ đừng đặt tâm trên khái niệm. Hơi thở thực ra là một khái niệm, một ý niệm. Tiếng Pali gọi là Panati. Tôi sẽ giải thích từ này lại nhiều lần. Panati và Paramattha, khái niệm tục đế và thực tại chân đế. Hai từ này cần phải giải thích nhiều, bởi vì trong nhiều trường hợp, thay vì phải đặt tâm trên Paramattha, thì thiền sinh lại đặt tâm trên Panati, bởi vì đó là việc anh ta thường làm nhất từ trước đến nay, luôn luôn đặt tâm trên Panati. Nhiều lần, tôi đã thử dịch từ này ra tiếng Anh và đã thảo luận với Đại Đức Nana Visuddhi. Trong các bản dịch thì họ gọi Panati là khái niệm. Khái niệm là gì? Khi nghe từ khái niệm, bạn hiểu thế nào? Một từ, một tên gọi, chúng tôi cố tìm nghĩa của nó, nhưng không thể tìm ra một cách dịch thực sự chuẩn xác. Do đó, Đại Đức Nana Visuddhi đã đề nghị dịch là designation. Tên gọi là Panati, bất cứ tên gọi nào cũng là Panati, khái niệm tục đế. Hướng trong, hướng ngoài cũng là Panati. Khi bạn gọi một thứ gì đó là không khí, thì cái tên gọi đó cũng là Panati. Bởi vì, thực ra cái bạn gọi là không khí đó chỉ là một tập hợp nhiều nguyên tố khác nhau. Như vậy, khi tập hợp nhiều thứ lại với nhau, đặt cho nó một cái tên hoặc hiểu nó như là một sự vật, là bạn đang hiểu về Panati, chứ không phải hiểu về Paramattha thực sự. Khi thở vào, hướng đi của hơi thở vào hay ra không quan trọng. Việc đặt tên không quan trọng, vì cả hai đều là Panati. Paramattha, thực tại chân đế, là cái bạn đang trực tiếp cảm nhận. Bạn có cảm giác thế nào khi hít vào? Cảm giác đó, cảm nhận đó xảy ra ở đâu? Cảm giác là cái có thật. Khi hít vào thở ra, bạn cảm giác được những gì? Một cái gì đó xúc chạm nhẹ nhàng, cọ xát, đẩy qua đưa lại. Những cảm giác này là những cái thực để neo tâm bạn tại đó. Nhiệt độ cũng thế, nóng, lạnh,
ở một chỗ nào đó xung quanh mũi. Bạn cảm nhận có cái gì đang diễn ra khi hít vào, thở ra. An trụ tâm mình tại đó, cố gắng neo tâm ở đấy. Nhiều lần kéo tâm về chỗ đó mỗi khi hít vào, thở ra. Làm như vậy một thời gian ngắn thôi, bởi vì đếm hơi thở cũng là một dạng panatti. Các con số đều là panatti, không phải paramattha. Chúng ta sử dụng số đếm chỉ để phân chia hơi thở thành các đoạn nhỏ để theo dõi hơi thở liên tục mà thôi. Giữ chánh niệm không gián đoạn trên hơi thở, đó là điều quan trọng nhất. Nếu đã hiểu mục đích của phương pháp, bạn có thể buông bỏ tất cả những thứ còn lại, chỉ thực hành như vậy thôi. Giữ tâm ở chỗ luồng không khí ra vào, neo tâm liên tục tại chỗ tiếp xúc, không gián đoạn. Hãy cố gắng hết mình. Chỉ trong giai đoạn đầu, bạn cố gắng đếm hay niệm vào, ra theo mỗi hơi thở. Nhưng sau đó phải buông bỏ vào, ra, buông bỏ việc đếm hơi thở và chỉ chánh niệm trực tiếp trên hơi thở, không xen một ý niệm nào. Khi đã phát triển được một mức định tâm nhất định nào đó, bạn sẽ nắm bắt được bản chất vô thường của hơi thở. Tôi muốn nói là cảm giác, bởi ngay cái chúng ta gọi là hơi thở thì cũng là panatti. Cái chúng ta cảm nhận trực tiếp là các cảm giác. Hãy kiểm tra lại xem bạn có đang thực hành như vậy không? Tâm bạn đang ở đâu? Đang suy nghĩ điều gì? Nếu còn điều gì thắc mắc về vấn đề này, xin các bạn hỏi ngay và làm cho rõ. Bởi vì nếu không trú tâm trên paramattha, thì dù có tĩnh lặng, an bình và tập trung, bạn cũng không thể thấy được thực tại chân đế. Trong thiền tuệ có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là làm tâm trở nên tĩnh lặng, phát triển định để tâm không tán loạn, bình ổn các suy nghĩ và giữ tâm trên một đề mục. Đó là mục đích đầu tiên của thiền. Giai đoạn thứ hai quan trọng hơn là tuệ tri mọi sự như chúng đang hiện hữu, dù gọi nó là thực tại chân đế hay bất cứ cái gì khác. Hãy tuệ tri mọi sự việc đúng theo thực tướng của chúng. Các cảm giác, suy nghĩ, cảm xúc, thấu hiểu chúng như thực sự chúng đang là. Nếu giữ tâm mình trên khái niệm tục đế, panatti, chúng ta có thể đạt được tĩnh lặng, bình an và sự tập trung, nhưng sẽ không thấy được danh, nama như là thực danh, sắc, rupa như là thực sắc. Chúng ta không tiếp cận được với danh sắc, mà chỉ giữ được tâm mình trên các khái niệm tục đế mà thôi. Hình dáng, kích cỡ, to nhỏ đều là các khái niệm tục đế. Đông, Tây, Nam, Bắc cũng là khái niệm tục đế. Tôi sẽ đưa thêm một số ví dụ về panatti. Thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đều là các tên gọi. Khi hành thiền, an trú tâm trên những điều bạn thực sự trực tiếp kinh nghiệm, tất cả mọi khái niệm sẽ biến mất. Đôi khi, thậm chí bạn không biết mình đang ngồi ở đâu nữa, không biết ngồi quay mặt hướng đông hay hướng tây nữa, không biết được cả những điều ấy. Có lúc, một cảm giác rất lạ xảy đến, bạn không biết ngay cả bản thân mình nữa, bởi vì con người cũng là một ý niệm tự tạo trong tâm bạn. Tuy nhiên, để đạt đến mức ấy, chúng ta cần phải có tuệ giác sâu sắc về anatta, vô ngã. Khi đã phát triển được tuệ giác về vô ngã này, có lúc thậm chí bạn còn không biết mình tên là gì nữa. Phải nghĩ một lúc mới ra, mất một lúc mới nhớ ra được mình tên là gì. Nhưng những điều đó sau này mới xảy đến. Nếu có câu hỏi nào về panatti và paramattha, xin các bạn cứ hỏi, vấn đề này rất quan trọng. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này, đôi khi vào buổi tối, phải mất nhiều ngày đối với đề tài này, rất thú vị. Đại đức Nana Visuddhi và tôi, chúng tôi thường ngồi nói chuyện về panatti và paramattha,
về đối tượng của thiền Vipassana. Đôi khi nói chuyện rất lâu, quên mất cả thời gian. Chúng tôi ngồi nói chuyện từ 9 giờ tối, nghĩ rằng chỉ nói khoảng 1 tiếng, nhưng sau đó thì quên mất thời gian, bởi vì thời gian cũng là Panati. Khi nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Nếu bạn có câu hỏi nào thêm thì cứ hỏi, bây giờ là lúc dành cho các câu hỏi. Có câu hỏi nào không? Xin cứ tự nhiên. Hỏi và đáp. Dài hay ngắn của hơi thở đều là Panati. Đây là một câu hỏi rất hay. Cảm ơn bạn đã hỏi điều đó. Khi nghĩ dài, chúng ta muốn nói đến điều gì? Điều quan trọng là đừng để bị kẹt trong ngôn từ. Khi hơi thở dài thì hay biết toàn bộ quá trình hơi thở từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Giữ tâm trên cảm giác xúc chạm của hơi gió, nơi luồng không khí ra vào xúc chạm với mũi, và an trụ tâm tại đó, dù hơi thở dài hay ngắn cũng vậy. Chỉ trong giai đoạn mới tập thiền thì mới tập nhận biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, chỉ trong giai đoạn đầu mà thôi. Biết mình đang thở, đó là bước đầu tiên. Biết đang thở ra, đang thở vào là bước thứ hai. Biết đang thở vào dài, đang thở ra dài, biết thở vào ngắn, thở ra ngắn là bước thứ ba. Nhưng sau đó thì bạn buông bỏ cả ngắn lẫn dài, mà chỉ chánh niệm trên hơi thở từ đầu đến cuối một cách liên tục. Đếm hơi thở không được quá 10, cũng không nên ép mình phải đếm đến một số chính xác nhất định nào đó. Đếm đến số mấy không quan trọng, điều quan trọng là tâm bạn an trú ở đó. Đây chỉ là giai đoạn mới bắt đầu. Khi đã phát triển được một mức độ định tâm nhất định nào đó, hãy buông bỏ việc đếm hơi thở và chỉ canh chừng xem tâm mình có an trú tại đó hay không. Bởi vì chúng ta có thói quen suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ thường xảy đến quá nhanh và dễ dàng, đến mức khi hít vào dài, chúng ta chỉ biết mình đang hít vào mà thôi. Lúc đầu thì đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta quên mất và nghĩ lan man đến một chuyện gì đó. Để tâm không tuột đi, chúng ta phải cố gắng bắt nó lại nhiều lần và buộc nó vào hơi thở. Đó là mục đích của phương pháp đếm hơi thở. Sau đó thì buông bỏ cả đếm và chỉ an trú trên hơi thở. Nếu có thể trụ tâm trên hơi thở mà không cần đếm, thì đừng đếm nữa. Bởi vì sau đó, việc đếm hơi thở sẽ là một cản trở. Đó chỉ là các con số. Chúng ta không cần hiểu các con số. Chúng ta chỉ cần thấu hiểu các cảm giác trên thân. Hỏi và đáp. Đúng vậy. Biết đang thở là Panati. Thở vào, thở ra là Panati. Đếm hơi thở cũng là Panati. Ngắn dài cũng là Panati. Điều này chỉ có ích trong giai đoạn đầu thôi. Khi có thể an trú tâm trên hơi thở mà không cần phải nghĩ đến một từ nào cả là tốt nhất. Không cần nghĩ đến ngôn từ, bởi vì ngắn hay dài cũng là những khái niệm. Nó là sự so sánh. Cái chính cần phải làm là trụ tâm trên hơi thở một cách liên tục. Nếu bạn làm được điều đó rồi, thì hãy buông bỏ tất cả mọi thứ còn lại. Ngắn, dài, vào, ra, không thành vấn đề. Hỏi và đáp. Chỉ là để giúp tâm bạn không bị tán loạn, giúp bình ổn tâm mà thôi. Chỉ trong giai đoạn đầu, khi bạn ngồi xuống một lúc, chỉ vài phút thôi, thử làm theo cách đó rồi buông bỏ nó. Bởi vì chúng ta đã bị xáo động khi làm bao nhiêu công việc, nên một cách tự nhiên, tâm bạn cũng bị tăng tốc theo và suy nghĩ quá nhiều. Khi bạn ngồi thiền, chỉ hít vào, thở ra và cố gắng đếm hơi thở một chút thôi. Thử xem bạn có thể trụ tâm trên hơi thở được không? Nếu làm được điều đó rồi, thì hãy buông bỏ mọi số đếm, buông bỏ mọi ý niệm, bỏ mọi ý niệm, bỏ mọi ý niệm, bỏ mọi ý niệm.
Chương 3. Con đường bước vào thiền Vipassana. Xin chào mừng các bạn đã đến với lớp học. Tôi rất vui khi gặp các bạn. Như tôi đã từng nói, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh một thiền sinh đang ngồi thiền, thật là đẹp. Từ khi còn là một cậu bé, mỗi lần nhìn thấy một người đang ngồi thiền là thế nào tôi cũng đứng nắng lại một chút để xem. Dáng ngồi thật tĩnh lặng, thân hình tĩnh lặng và cũng thật hài hòa và cao quý. Đối với tôi, dáng ngồi như vậy trông như một kim tự tháp, rất vững chãi, ổn định, không thể lay động. Nó cũng thể hiện cả một chiều sâu nội tâm bên trong nữa, vững vàng và tĩnh lặng. Tư thế ngồi của thân cũng hỗ trợ cho tâm. Nó làm cho bạn hướng về sự ổn định, tĩnh lặng và an bình. Khi nhìn bức tượng Đức Phật đang ngồi thiền, hình ảnh đó làm tôi cảm thấy rất bình an. Tôi đã sưu tập được một số bức tranh và một số hình ảnh về Đức Phật trông vô cùng an lạc, thanh bình. Trước khi nói về các đề mục hành thiền và các loại định khác nhau, tôi muốn trả lời một số câu hỏi tuần trước. Đó là những điều rất quan trọng cần phải ghi nhớ. Nó có ý nghĩa rất sâu sắc. Nó đề cập đến bản chất của tâm. Tôi đã thử tìm trong một số sách thiền. Một số hành giả có kinh nghiệm đã ghi chép lại. Họ đã khám phá ra sự tĩnh lặng trong thiền. Nội tâm trở nên yên tĩnh. Các tư tưởng hạ bớt dần. Bạn không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa. Tức là tâm đã ngày càng trở nên tập trung hơn. Sau đó, bạn đạt tới một trạng thái định tâm. Nhưng cũng chỉ có thế. Bạn có biết điều gì xảy ra tiếp theo đối với một số người không? Chỉ là một trạng thái tâm tĩnh lặng mà thôi. Họ chỉ là những người mới chập chững bước chân vào thiền. Một người mới bước chân vào thiền không có nghĩa là một người mới tập hành thiền. Một người còn chập chững trong thiền là người chưa vượt qua được ngưỡng đó. Như vậy, dù bạn đã tập thiền một thời gian rất lâu rồi, nhưng nếu chưa vượt qua được một trình độ nhất định, thì bạn vẫn chỉ ở giai đoạn mới bắt đầu. Quả là xấu hổ khi ta hiểu được điều này, bởi vì chúng ta đã hành thiền rất lâu rồi, và thích nghĩ là mình đã biết hết mọi thứ, rằng mình đã tiến được rất xa. Nếu vẫn chưa vượt qua được một trình độ nhất định nào đó, thì bạn vẫn còn đang chập chững ở giai đoạn mới bắt đầu mà thôi. Như vậy, vừa khi sự tĩnh lặng trong thiền mới kịp đến với hành giả, bỗng nhiên người lính mới này đột ngột bị lôi tuột trở lại với thực tế. Thực tế ở đây là thực tại thông thường. Như vậy, anh ta bị lôi tuột trở lại với thực tế phũ phàng bởi một cú sốc đột ngột toàn thân. Tại sao có hiện tượng này? Điều này xảy ra với một số người. Trước đây nó cũng thường xảy ra với tôi. Đôi khi nó diễn ra như thế này. Tâm tôi đang rất tĩnh lặng, thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động nào đó và bị sốc, rồi giật mình tỉnh dậy. Khi hành thiền, bạn đi vào một thế giới khác, đi vào một thực tại khác, và đây là điều bạn cần phải hiểu. Nó tương tự như trạng thái xuất thần. Một trạng thái thôi miên, nhưng không phải là bị thôi miên thực sự. Nó rất giống như vậy. Một số bác sĩ hiểu rõ trạng thái này. Khi ngừng lại mọi suy nghĩ và tập trung chú ý vào một đối tượng, dần dần tâm bạn trở nên tập trung và bạn thể nhập vào một thực tại khác. Nhưng ở ngưỡng cửa thực tại đó, bạn sẽ thấy rất nhiều khó khăn. Tâm bạn cứ trở lui, trở tới hoài. Bởi vì chúng ta đã quá quen với thực tại thông thường mất rồi. Chúng ta cảm thấy an toàn trong cái thực tại đó và muốn bám víu vào nó, không muốn buông bỏ. Đây chính là một loại phản ứng tự vệ. Chúng ta muốn bảo vệ bản thân mình. Một trong những cách tự vệ của chúng ta là luôn duy trì ý thức về bản thân mình, muốn biết hoàn cảnh xung quanh, biết những gì đang diễn ra quanh mình, biết tình trạng thân mình ra sao. Người tôi hiện giờ đang như thế nào nhỉ?
Khi bạn hành thiền và tâm trở nên rất tập trung, dần dần bạn sẽ quên mất mọi thứ xung quanh mình. Khi định lực đã mạnh, có lúc bạn còn mất ý thức về chính thân thể mình nữa. Tôi muốn nói là bạn vẫn ý thức được các cảm giác, nhưng không ý thức được về hình dáng nữa. Có lúc hình dáng cơ thể biến mất, vì hình dáng và kích cỡ cũng đều là khái niệm tục đế. Tâm ta chỉ lắp ghép lại và gán cho nó một ý niệm thực tại chân đế, thì không có hình dạng, không có kích cỡ. Nếu bạn thấy khó hiểu, tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Ở trong vật lý học Newton, khi đọc vật lý học Newton, bạn sẽ thấy trong đó có hình dáng, kích thước và sự chuyển động, có tất cả mọi thứ trong đó. Dựa theo vật lý học Newton, bạn có thể dự đoán được mọi thứ, dự đoán được sự chuyển động của các hành tinh, có thể dự đoán được thời gian, chẳng hạn là 10 năm sau, một hành tinh nào đó sẽ ở một vị trí xác định nào đó. Chúng ta có thể dự báo trước được điều đó. Nó có hình dáng, kích thước và chuyển động theo quy ước thông thường. Nhưng khi nghiên cứu xuống các hạt hạ nguyên tử, thì tất cả những quy ước đó không còn nữa. Ở đó không có hình dạng nào cả. Bạn không thể đoán chắc về một điều gì mà chỉ có thể nói có 1% xác suất nào đó để cho một sự kiện nào đó có thể xảy ra. Chỉ là xác suất có thể xảy ra, không có gì là chắc chắn cả. Trong thiền, mọi việc cũng xảy ra y như vậy. Trong trạng thái ý thức thông thường, chúng ta ý thức được về mọi thứ xung quanh, hình dáng, kích cỡ, chúng sanh, con người, đông, tây, nam, bắc, thời gian, ngày, tháng, năm. Khi hành thiền, chúng ta quên hết. Bây giờ là mấy giờ, ngày nào, tháng nào, năm nào, và đôi khi quên cả mình đang ở đâu nữa. Chúng ta không còn ý thức được về những điều đó nữa, bởi vì tất cả chúng chỉ là những khái niệm. Bạn không biết mình đang ngồi ở đâu, đang quay mặt hướng nào. Đôi khi rất lạ, bạn không biết mình đang ở đâu nữa. Điều đó thật là đáng sợ. Nó giống như một loại bệnh tâm thần. Có người không thể nhớ ra mình là ai bởi vì họ bị bệnh tâm thần. Nhưng đôi khi ở trong trạng thái này cũng vậy. Khi đã vượt ra ngoài thực tại thông thường, thì việc bạn là ai cũng không thành vấn đề nữa. Tôi chỉ là một ý niệm, bạn cũng mất hết tất cả những ý niệm đó. Khi thể nhập vào trạng thái đó, bạn phải dội lại nhiều lần vì sợ. Tôi phải biết mình là ai chứ? Tôi phải biết những gì đang diễn ra xung quanh tôi chứ? Bởi nếu không biết, tôi sợ rằng mình sẽ không được an toàn. Chúng ta cố gắng cảm thấy an toàn bằng cách hay biết tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Cố biết tất cả những gì xảy ra đối với thân mình. Ý thức về thân hay cái ngã của mình, đó thực ra chỉ là khái niệm tục đế, Banatti mà thôi. Đây là điều rất quan trọng cần phải biết. Nếu không, bạn sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ hành thiền. Điều này đã từng xảy ra với tôi. Đột nhiên giật nảy mình, tôi bừng tỉnh và vô cùng sợ hãi. Chúng ta sợ phải vượt qua thực tại thông thường này, mặc dù vẫn muốn chứng nghiệm được một điều gì sâu sắc hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Mặc dù chúng ta hành thiền để đạt tới chỗ đó, nhưng thời điểm vượt qua ngưỡng cửa của nó, chúng ta lại sợ và cảm thấy rất không an toàn. Chúng ta cảm thấy an toàn bằng cách kiểm soát cơ thể mình và mọi thứ diễn ra xung quanh. Một cách để kiểm soát là phải hay biết những gì đang diễn ra ở xung quanh và trong cơ thể mình. Đây chính là một loại phản ứng tự vệ. Khi bị căng thẳng một thời gian dài, chúng ta trở nên quen với điều đó và bám víu vào nó. Điều này thường xảy ra hơn đối với những người hay lo lắng, hồi hộp và luôn cảm thấy bất an. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong rừng sâu, có rất nhiều hổ báo, rắn rết và các loài thú quan. Tôi đã từng sống ở trong rừng, chỗ đó cũng có hổ.
Bây giờ thì những thợ săn nói là hổ lại sợ người, và thấy bóng người là chúng chạy trốn. Khi đến những nơi chúng ta chưa bao giờ đặt chân tới, chúng ta cảm thấy rất không an toàn. Vì ở đó có nhiều hiểm nguy thực sự, hổ, rắn. Đối với hổ thì chúng ta còn có thể tự bảo vệ bằng cách ở trong một chỗ được che kín xung quanh. Nhưng còn rắn thì rất khó, bởi vì chúng quá nhỏ, có thể luồn vào trong cốc, vì cốc làm bằng tre và có nhiều khe hở. Khi đang ngồi, chợt nghe thấy tiếng xi xi, bạn bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, vô cùng sợ hãi. Cơ thể bạn phản ứng ngay lập tức. Cái gì thế nhỉ? Bạn cảm thấy rất không an toàn. Khi phát hiện ra đó chỉ là một con thằn lằn thì ok. Bạn quay trở lại hành thiền, nhưng tâm vẫn không hoàn toàn tập trung vào thiền được. Bạn vẫn phải cảnh giác. Nếu cứ phải giữ cảnh giác và cố gắng phát hiện những gì đang diễn ra xung quanh, thì rất khó để phát triển được một tâm định thâm sâu. Bạn vẫn phải tỉnh thức và chỉ có thể chánh niệm đến một mức độ nhất định nào đó mà thôi. Bạn không thể vượt qua được ngưỡng đó. Để vượt qua được ngưỡng đó, bạn cần có sự tin cậy và an toàn. Điều này rất quan trọng. Nếu được hành thiền cùng với một người mà bạn tin tưởng thì rất tốt. Với thầy, một người trong gia đình hay một người bạn tốt chẳng hạn, bạn cảm thấy an tâm. Lỡ chẳng may có điều gì xảy đến với mình thì còn có người ở xung quanh để giúp. Đối với những người mới hành thiền, điều này rất quan trọng. Ở Miến Điện, khi chúng tôi hành thiền, các thiền sư hay nói, hãy giao phó sinh mạng của mình cho Đức Phật. Bạn cúng dường sinh mạng của mình đến Đức Phật một cách tượng trưng. Sinh mạng này không còn là của tôi nữa. Khi đã không còn là của tôi, thì chẳng cần phải lo lắng cho nó nữa. Đây là một cách cúng dường tượng trưng. Cố gắng tìm một cách nào đó làm cho mình cảm thấy an tâm và tin tưởng vào môi trường xung quanh. Ở nơi đây, bạn không phải sợ hãi điều gì cả. Tất cả mọi người ở đây đều là thiền sinh. Chỗ này rất an toàn và đảm bảo. Trước khi ngồi thiền, điều quan trọng là phải rải tâm từ một chút, bởi vì tâm từ sẽ làm cho bạn cảm thấy được an toàn. Đôi khi tôi sống ở trong rừng mà không có một mái nhà nào để trú ngụ, không có một chỗ nào để ở. Khi thì ngồi dưới một gốc cây, khi thì ở trong một mái lều giản dị được quay lại bằng mấy tấm y. Chúng tôi hành thiền và tu tập một tâm từ thật mạnh. Tâm từ mạnh mẽ đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất an toàn. Tôi đã ở trong rừng hơn 20 năm mà chưa hề bị thương tổn bởi một cái gì. Có khi ở trong rừng sâu thực sự, chỉ có một vài căn lều ở quanh quanh để tới khất thực. Tôi muốn đi thật sâu vào trong rừng già, cách xa với nền văn minh, bởi vì nền văn minh này quá xáo động. Khi tin cậy chính mình, bạn sẽ cảm thấy được an toàn hơn. Hãy tự tin vào chính mình, tin vào sự tu tập của mình. Đối với những người mới thì điều quan trọng là phải tìm một nơi thật an toàn. Chúng ta đã quá quen bám víu vào chính mình, dính mắc với chính bản thân mình, cố gắng bảo vệ mình trong mọi lúc. Chúng ta khư khư giữ chặt lấy bản thân. Thử xem bạn có thực sự cảm thấy như thế này không? Tôi đang cố kiểm soát, làm chủ thân tâm mình. Tất cả chúng ta đều cố để kiểm soát. Nhưng trong thiền, nếu làm như vậy, bạn sẽ không thể phát triển được tuệ giác thâm sâu và tiến xa hơn nữa. Bạn phải học cách buông bỏ, để bất cứ việc gì đến thì đến. Bởi vì những điều kinh nghiệm được trong thiền sẽ khác lạ đến mức, nếu cố kiểm soát nó, bạn sẽ bị thụt lui lại ngay. Bạn sẽ không thể tiến lên một chút nào được nữa. Khư khư ôm chặt bản thân mình, chúng ta làm việc này một cách vô thức. Đó mới chính là khó khăn và vướng mắc của mình. Bởi vì về mặt ý thức, bạn cố gắng từ bỏ sự kiểm soát, cố gắng buông bỏ. Nhưng trong vô thức thì bạn lại sợ và cảm thấy không an toàn. Vì vậy, bạn vẫn cố kiểm soát, cố làm chủ vì nỗi sợ, nỗi lo lắng, bất an này đã ăn sâu trong xương tủy chúng ta.
không biết là đã bao lâu, có thể đã hàng triệu năm. Nó ăn sâu trong cấu trúc gen ADN của chúng ta rồi. Tôi nghĩ vậy. Đây không phải là một việc dễ làm. Chúng ta luôn phòng vệ một cách vô thức để chống lại nguy cơ tan rã về mặt tâm lý. Sự tan rã về mặt tâm lý nghĩa là sao? Sự tập hợp cho chúng ta ý niệm ta là ai. Tan rã có nghĩa là anatta, vô ngã, không có ai làm chủ. Bạn có sẵn lòng đặt đến chỗ ấy không? Không có cái gì là tự ngã, không có cái gì kiểm soát làm chủ ta cả. Đó chỉ là tiến trình thân tâm đang diễn tiến. Khi bạn cố gắng kiểm soát là bạn đã ra khỏi nó, bạn đã rớt ra khỏi thiền. Thiền là một hình thức đầu hàng. Chúng ta luôn luôn muốn kiểm soát và làm chủ mình. Tôi phải biết mình là ai, phải biết mình đang làm gì chứ. Với thái độ đó thì đừng hòng chúng ta vượt qua cửa thiền được. Không có một cái tôi nào, không có một cái tôi nào đang hành thiền cả. Bạn thậm chí cũng không thể làm chủ được sự hành thiền của mình nữa. Bạn chỉ thuần quan sát những gì đang diễn ra, chỉ đơn thuần quan sát mà không kiểm soát. Cũng giống như khi bạn nhìn ra đường, bạn ngồi ngoài hiên, nhìn ra con đường trước mặt, bạn không thể kiểm soát được một chiếc xe nào trên đường cả. Chúng chỉ đến và đi, bạn chỉ ngồi và quan sát. Tôi biết những gì đang diễn ra, nhưng tôi chẳng có chút quyền hành gì với chúng cả. Bạn cần phải phát triển một trạng thái tâm như vậy, không kiểm soát. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng nói với các bạn là đừng kháng cự, đừng kiểm soát, chỉ buông bỏ. Chỉ là một người quan sát hoàn toàn khách quan. Và lúc chúng ta thấy mình mất quyền kiểm soát, vào lúc không còn cảm thấy cái tôi đâu nữa, chúng ta thấy một nỗi sợ đang nhăn lên trong mình. Nhưng đây không phải là điều xảy ra với tất cả mọi người. Nó chỉ xảy ra đối với một số người mà thôi. Rồi chúng ta buông bỏ để vào thiền. Mỗi khi thấy điều này, bạn hãy cố gắng trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng không có gì nguy hiểm cả, không việc gì phải sợ. Hãy tự tin vào chính mình, tự tin vào sự tu tập của mình và tiếp tục. Chúng ta không còn khư khư bám chặt lấy mình nữa. Khi hành thiền, chúng ta không chấp giữ, không bám víu vào bản thân mình. Hãy kiểm tra lại xem bạn có đang làm như vậy không? Có cố kiểm soát hay cố làm gì đó không? Bỗng nhiên, tâm ta cảm thấy mình đang bị nguy hiểm và một cú sốc đột ngột trong một phản ứng tự vệ đã buộc ta trở lại canh giữ bản thân mình. Đúng thời điểm vượt sang một thực tại khác, chúng ta lại giật mình tỉnh lại, lại muốn lấy lại sự kiểm soát. Đây là một loại phản ứng tự vệ của thân tâm. Cú sốc đột ngột này không thường xảy ra lắm, nhưng có thể rất sợ hãi. Chỉ cần tự nhắc nhở và khích lệ mình rằng rồi nó sẽ biến mất. Khi bạn đã rèn luyện được một sự bình an và trí tuệ uyên thâm hơn, nó sẽ tự biến mất. Điều này sẽ còn xảy ra, trở tới trở lui lại một vài lần nữa. Đôi lúc người mới hành thiền có thể bị xen ngang bởi một nỗi hoảng sợ đột ngột. Hốt nhiên bạn giật mình bàng hoàng, giật nảy mình. Nhưng trong một số trường hợp, thân vẫn rất tỉnh tại, không giật lên như vậy. Thân vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng tâm có phản ứng. Có lúc người mới hành thiền giật mình hoảng hốt bởi một cảm giác hoảng sợ đột ngột ngay khi sự tĩnh lặng trong tâm vừa mới kịp đến với mình. Thiền đột ngột bị ngắt quãng, dừng lại. Bạn giật mình tỉnh dậy. Đó là một số phản ứng tự vệ vô thức. Những người thường xuyên bị căng thẳng và hay lo lắng, hồi hộp thường có cảm giác rằng nếu buông bỏ như vậy, có thể một điều gì thật khủng khiếp sẽ xảy đến với mình. Người đó cảm thấy rằng nếu buông bỏ tất cả, mình sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra cả. Có thể một sự việc lạ lùng nào đó sẽ xảy đến và mình sẽ không thể kiểm soát được. Có lẽ mình nên quay lại với cách sống bình thường trước kia thì hơn. Trong số chúng ta có rất nhiều người như vậy đấy. Đó là lý do tại sao
Để phát triển lòng tự tin và dũng cảm, chúng ta cần phải tu tập, phải giữ ngũ giới trong sạch. Điều đó sẽ làm bạn can đảm hơn. Giữ ngũ giới trong sạch, bạn sẽ ít bị lo sợ. Điều đó là sự thật. Nếu bạn tự tin mình là người giới đức và nhân hậu, nó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều nghị lực và can đảm. Bạn cũng nên tu tập tâm từ. Khi bạn là người từ bi, nó sẽ giúp tâm bạn trở nên rất tĩnh lặng và an bình. Chúng ta được bảo vệ bởi tấm lòng từ bi của chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy như có sự gia hộ nào đó bao phủ quanh mình, giống như những làn sóng radio hay một từ trường vậy. Bạn cảm thấy mình được bảo vệ bởi tâm từ của chính mình. Bất cứ người nào đến với ý định làm hại bạn, khi tiếp xúc với từ trường thiền tâm của bạn, họ sẽ thay đổi ý định. Ồ, tôi sẽ không nói điều gì nữa, tôi sẽ không làm gì nữa. Điều đó là sự thật. Hãy cố gắng tu tập tâm từ. Càng tu tập thiện tâm này, từ trường từ bi của bạn ngày càng mạnh và bạn sẽ được chính tâm từ của mình bảo vệ. Rất nhiều người hỏi tôi, làm cách nào để tôi có thể tự bảo vệ cho mình? Bạn bảo vệ chính mình bằng cách tu tập tâm từ, trao dồi chánh niệm. Cả hai đều có thể bảo vệ được bạn. Hãy đặt lòng tin vào Đức Phật, đặt lòng tin vào sự tu tập của mình. Trước khi nhập định sâu, hãy ngồi xuống và suy tưởng về các phẩm chất tốt đẹp của mình, rải tâm từ và niệm ân Đức Phật, rồi tự nói với mình: tôi sẽ thể nhập sâu vào thiền, nhưng khi có bất cứ sự nguy hiểm nào, tôi sẽ tỉnh thức lại ngay. Bạn có thể quyết định như vậy. Làm một vài lần, bạn sẽ thấy khi có điều gì xảy đến, bạn tỉnh thức được ngay lập tức. Điều này rất thực, bởi vì khi đến sống ở một số nơi, chúng ta cần phải làm như vậy, không chỉ để đề phòng nguy hiểm, mà nếu muốn xuất định vào một giờ nhất định nào đó, bạn cũng có thể làm theo cách này. Bạn nhìn đồng hồ và thấy vừa đúng giờ mình đã quyết định trước, chỉ chênh lệch khoảng 1-2 phút. Ngay cả khi ngủ cũng vậy, nhiều thiền sinh có thể làm được điều đó. Hành thiền xong, bạn muốn đi ngủ, một giấc ngủ tự nhiên như thường lệ, bạn tự nhắc mình: bây giờ tôi sẽ đi ngủ, nhưng 4 hoặc 5 tiếng sau tôi sẽ thức dậy. Sau khi quyết định trong tâm như vậy, bạn dần dần rơi vào giấc ngủ và sẽ thức dậy vào đúng thời gian đã định. Có thể bạn đã từng nghe hay đọc đâu đó về điều này. Điều đó là có thực. Bạn có thể làm được. Bạn cũng có thể làm như vậy trong trường hợp có nguy hiểm. Tôi sẽ tỉnh thức và sẽ biết cần phải làm gì. Trong một số trường hợp, hành giả nhập thiền một thời gian dài, đôi khi họ có thể ngồi thiền cả ngày không đứng dậy. Họ phải làm như vậy. Trong sách dạy thiền, người ta thường hướng dẫn bạn làm điều đó. Bạn phải quyết định trước như vậy, bởi vì rất có thể nhiều nguy hiểm thực sự sẽ xảy đến. Nếu bất chợt có cháy rừng thì sao? Đó là điều thường xảy ra. Vì vậy, bạn cần quyết định: nếu có điều gì nguy hiểm, tôi sẽ tỉnh thức lại ngay. Đây là một câu hỏi rất hay mà có người hỏi từ tuần trước. Hãy đặt những câu hỏi như vậy và cho tôi thời gian chuẩn bị để cho bạn một câu trả lời rõ ràng. Tuần sau, tôi sẽ nói thêm một chút về Panatti và Paramattha. Sau đó sẽ giảng tiếp về ba loại định khác nhau. Paramattha là cái bạn kinh nghiệm trực tiếp mà không suy nghĩ về nó. Paramattha là đặc tính cố hữu của tiến trình thân tâm. Thực ra Paramattha chính là các tính chất. Bạn không thể biết bất cứ điều gì nằm ngoài các tính chất. Hiện nay các nhà khoa học đang cố gắng khám phá xem cái gì là thực tại tuyệt đối. Cho đến tận giờ phút này, họ vẫn chưa tìm ra được nó. Bởi vì càng đi sâu thì họ càng thấy việc đó là hão huyền. Vật chất không có hình dạng, không kích thước. Hạt vật chất nhỏ nhất, hạt photon chẳng hạn. Ánh sáng cũng là các photon. Chỉ là những bó năng lượng không có khối lượng. Bạn có thể hình dung ra được
một vật gì mà lại không có khối lượng không? Chỉ thuần túy là năng lượng, đó là ánh sáng. Còn cái gì ở đằng sau đó nữa thì không một ai có thể nói được. Điều duy nhất chúng ta có thể biết về nó là các tính chất của nó. Ngoài ra không thể biết được gì hơn. Trong thiền cũng vậy. Các kinh nghiệm trực tiếp được là các tính chất. Chẳng hạn khi sờ một vật gì đó, bạn cảm giác thế nào? Bạn cảm thấy nóng, đó là tính chất. Cảm thấy mềm, đó cũng là tính chất. Bạn cảm thấy có sự rung động, một chuyển động nào đó, đó cũng là tính chất. Nhưng chúng ta không thể sờ cái chân được. Cái chân là một cái gì đó được bạn ráp nối, tập hợp lại trong tâm. Bạn không thể nói về tính chất của cái chân được. Thậm chí bạn cũng không thể thực sự sờ vào cái chân ấy được nữa. Hãy cố gắng hiểu được điều này. Mới đầu thì rất khó hiểu. Cái gì? Tôi không thể sờ được cái chân của tôi sao? Đấy, nó đây này. Nhưng làm sao bạn biết được đấy là cái chân? Đó là vì bạn đã ráp nối từ nhiều ý niệm khác nhau lại mà thành ra cái chân. Nếu bạn sờ vào một vật gì đó, nhắm mắt lại, sờ vào cái gì đó, bạn có thể nói nó là cái gì không? Bạn có thể tả hình dáng của nó không? Không thể được. Bạn chỉ có thể tả hình dạng của nó khi xúc chạm vào nó mà thôi. Bạn thấy đó là một mặt phẳng, nhưng bạn không thể tả hình dạng của một quả bóng được. Làm thế nào để tả hình dạng một quả bóng? Bởi vì bạn đã nhìn thấy nó và ráp nối, câu kết các ý niệm lại với nhau. Hoặc bạn có thể sờ và nói rằng: ồ, tôi biết hình dạng, nó là một quả cầu hình tròn, rỗng ở bên trong, dày chừng 1 cm. Làm thế nào bạn có thể diễn tả được điều đó? Bạn phải tập hợp rất nhiều dữ kiện lại với nhau. Nhưng nếu chỉ lấy một dữ kiện trong đó, bạn sẽ không thể tả được bất cứ cái gì ngoại trừ các tính chất. Nó cứng, nó lạnh, không có gì hơn ngoài điều ấy. Trong thiền chúng ta trở lại với cảm giác thuần túy đơn giản này, không thêm bớt một điều gì. Đó là điều tôi đã trình bày vào hôm thứ Sáu vừa qua. Nhưng tôi cũng không hy vọng là mọi người có thể hiểu được một cách đúng đắn về nó. Không thêm bớt một điều gì cả. Với kinh nghiệm trực tiếp, đó là điều chúng ta đang cố gắng đạt đến. Bởi vì đó cũng chính là điều đang thực sự diễn ra trong mọi lúc. Thời điểm chúng ta kinh nghiệm một điều gì đó, chúng ta cố gắng tập hợp, ráp nối lại nhiều ý niệm và xây dựng nên một khái niệm về nó từ những ký ức quá khứ, từ con mắt và từ các nguồn thông tin khác. Hãy cố gắng để hiểu được thế nào là thực tại chân đế Paramattha, bởi vì đó là đề mục của thiền Vipassana. Trừ phi đặt tâm trên thực tại chân đế Paramattha, còn không, bạn sẽ không thể thực sự phát triển được một tuệ giác sâu sắc quyên thâm. Bạn có thể phát triển định tâm thâm hậu bằng cách tập trung vào một đề mục nào đó, âm thanh hay hình dáng, màu sắc, một câu thiền nào đó, một ý niệm, hoặc có thể tập trung vào đề mục hư không cũng được. Có lần tôi cũng thử hành thiền với đề mục hư không, tập phát triển định tâm qua pháp hành Anapana, tập trung vào hơi thở ở mũi, rồi thử hành thiền định bằng cách nhìn dán mắt vào một cái đĩa đất màu nâu nhạt. Cứ nhìn chằm chằm và an trú tâm vào đó. Thậm chí khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy được cái đĩa đó trong tâm. Vì vậy, tôi thử nắm bắt hình ảnh hư không. Tôi lấy một mảnh dán và cắt một vòng tròn ở giữa và đặt nó lên trên cửa sổ, để không thể nhìn thấy cái gì bên ngoài nữa, không thấy cây cối, nhà cửa. Tôi nhìn vào cái lỗ đó và thấy một khoảng trống. Khoảng trống nghĩa là không có gì ở đó cả. Cứ giữ tâm ở cái lỗ hổng đó và nghĩ rằng không có gì ở đó cả, không có gì cả. Và thật là lạ, tâm bạn bị hút sâu vào cái hư không đó và trở nên rất bình an, cực kỳ tĩnh lặng. Ngay cả đến bây giờ tôi vẫn thích thực hành theo cách đó. Tuy nhiên tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, bởi vì làm vậy
sẽ không thể phát triển được tuệ giác thâm sâu. Bạn chỉ có thể an trụ tâm ở đó và đạt được sự an lạc thôi. Bạn có biết tại sao nó lại an lạc thế không? Bởi vì chỗ đó không có cái gì cả, không có cái gì làm khuấy động tâm bạn cả. Bạn không thể suy nghĩ về cái không có gì. Nó là chỗ chấm hết của mọi thứ. Nó rất giống Niết Bàn, nhưng không phải là Niết Bàn. Bạn chỉ nhìn vào hư không và cố gắng giữ ý niệm hư không đó trong tâm. Đôi khi bạn nhắm mắt lại và vẫn có thể nhìn thấy một cái lỗ sáng rực. Bạn nghĩ về cái không, chỉ là không có gì cả. Rất là khó nói về nó, nhưng thật sự rất an lạc. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn có thể phát triển định bằng cách tập trung vào bất cứ một đề mục nào. Có thể bạn chỉ cần ngồi và lẩm nhẩm tụng Coca-Cola, Coca-Cola suốt cả ngày. Tâm bạn sẽ được an trụ bất cứ câu nào, bất cứ âm thanh, hình dạng, hình ảnh hoặc một ý niệm nào. Một khi đã an trụ tâm vào đó, bạn sẽ phát triển được định, bạn sẽ phát triển được định, bạn sẽ phát triển được định, bạn sẽ phát triển được định. Ý nghĩa của định là an trụ tâm vào một khái niệm, một cảm giác không biến đổi nào đó, hay thậm chí vào một ý niệm. Khi muốn phát triển tuệ giác sâu sắc về thực tại, bạn phải tiếp xúc với thực tại đó. Thực ra chúng ta vẫn luôn tiếp xúc với nó, luôn luôn tiếp xúc. Song chúng ta là quy đổi cái thực tại ấy ra thành khái niệm. Chúng ta luôn làm việc đó trong mọi lúc. Chúng ta thấy cái gì? Thực ra chúng ta nhìn thấy thực tại, nhưng ngay lập tức lại quán đổi nó ra thành khái niệm. Chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng từ kinh nghiệm quá khứ, chúng ta biết đây là một con người và đây là một người mình quen. Nếu quên ký ức của mình, bạn sẽ không biết đó là ai. Nếu nhìn một vật mà bạn chưa từng thấy bao giờ, bạn sẽ xây dựng nên một khái niệm nào đây? Chẳng hạn, mọi người mang đến đây rất nhiều loại hoa quả bánh trái. Đôi khi tôi không biết những thứ này là gì. Tôi phải hỏi mọi người, cái đây là gì? Tôi muốn biết mình đang ăn thứ gì. Khi không biết điều gì đó, nó làm chúng ta cảm thấy không được an toàn lắm. Chúng ta muốn biết xem cái này là cái gì, cách làm như thế nào. Không biết nó có hợp với bụng dạ tôi không? Tôi muốn biết. Mọi người mang đến nhiều thứ đặt ở đây. Hoa quả, bánh ngọt. Rất nhiều loại bánh, trông rất đẹp. Có loại trông như con tôm hùm. Tôi nhìn thấy nó. Cái gì đây ấy nhỉ? Có lúc họ mang thịt lợn lại. Nhưng nếu họ không nói, thì tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Tôi có thể đoán được mùi vị của nó không? Không có cách nào biết được. Tôi có thể ngồi đó và nghĩ xem mùi vị của nó như thế nào. Và dù có ngồi cả ngày, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Tôi có thể hỏi người khác rằng, hãy nói cho tôi biết mùi vị của nó thế nào. Dù người đó có nói cả ngày về mùi vị của nó, thì tôi cũng chỉ ngồi đó để nghe, mà vẫn chẳng hiểu nổi mùi vị thực của nó như thế nào. Cách duy nhất là bỏ vào miệng và ăn. Bạn sẽ biết nó là cái gì. Chúng ta luôn luôn tiếp xúc với thực tại, nhưng ngay lập tức chúng ta lại chuyển đổi nó ra thành khái niệm. Tôi nhìn thấy một loại hoa quả rất lạ, chưa hề thấy bao giờ. Quả kiwi. Lần đầu tiên tôi được ăn trái kiwi là ở đây, tại Australia. Tôi không biết nó là quả gì, nhưng tôi có thể thấy các loại màu sắc. Và khi tập hợp tất cả các loại màu khác nhau đó lại, tôi biết được hình dáng của nó. Trong hội họa có một kỹ thuật vẽ tranh bằng các chấm nhỏ li ti gộp lại, gọi là trường phái tranh chấm. Bạn dùng một đầu bút thật nhọn chấm một chấm nhỏ, rồi sau đó tập hợp những chấm nhỏ đó lại với nhau và tạo thành một bức tranh. Hãy lấy ngay việc này làm ví dụ.
chúng ta chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ, sắp xếp chúng lại và tạo ra một bức hình trong tâm. Chính là tâm ta tạo nên các loại hình dạng. Mắt không thể thấy được hình dạng. Đây cũng là một điều rất khó hiểu. Nếu bỏ màu sắc đi, thì có gì để mà thấy? Chẳng còn lại gì, mọi thứ đều biến mất. Đối với âm thanh cũng vậy. Chúng ta nghe thấy âm thanh, dù đó là thực, nhưng chúng ta không nghe được câu nói. Câu nói là cả chúng ta tạo nên trong tâm, do chúng ta học. Đó là một quá trình học hỏi, nó phụ thuộc vào trí nhớ của chúng ta. Khi bạn đến một nước, nơi đó người ta nói một thứ tiếng bạn không hiểu nổi, bạn chỉ nghe thấy âm thanh nhưng không hiểu được ý nghĩa của những âm thanh đó. Âm thanh là cái có thực, nhưng ngôn từ và ý nghĩa của ngôn từ là do ta tạo ra. Điều đó rất lợi ích. Tôi không nói nó là vô ích. Nhưng nếu muốn phát triển được tuệ giác sâu sắc về thực tại chân đế, cái vượt ra ngoài thực tại thông thường, chúng ta cần phải vượt thoát ra khỏi ngôn từ và ý nghĩa của nó. Khi một hành giả đang hành thiền rất chánh niệm và bắt đúng sát na hiện tại, nếu có người bên cạnh nói điều gì đó, anh ta sẽ chỉ nghe thấy âm thanh mà không hiểu được ý nghĩa của lời nói. Đây là một trong những cách kiểm tra. Trong một số tu viện ở Miến Điện, người ta cũng làm như vậy. Khi thiền sinh đã phát triển được một mức định tâm nào đó, thiền sư sẽ bảo đi đến ngồi thiền ở giữa đám đông đang nói chuyện kia. Thiền sư cố ý đặt thiền sinh vào một nơi thật ồn ào, những chỗ như nhà bếp, và nghe mọi người nói chuyện. Nếu thật sự chánh niệm, bạn có thể nghe được âm thanh nhưng sẽ không hiểu được người ta đang nói gì. Điều đó không còn quấy rầy bạn được nữa, bởi vì nó không tạo nên được một ý niệm nào trong tâm bạn, chỉ có sự diệt, diệt mất. Đối với những người mới bắt đầu thì điều này rất khó. Thậm chí ở đây, khi có nhiều xe ô tô qua lại trên đường, bạn cũng bị quấy rầy. Trời ạ, ở đâu ra mà lắm xe thế không biết. Khi thật sự chánh niệm, bạn vẫn nghe được tiếng động, nhưng nó không thể quấy rầy bạn được nữa. Hãy cố gắng phát hiện điều đó nhiều hơn nữa. Xem cái gì là paramattha, cái gì là panatti. Thậm chí bạn cũng không thể thấy được chuyển động. Đây cũng là một điều rất kỳ lạ và khó hiểu. Bởi vì chúng ta thường nghĩ mình thấy được chuyển động. Chuyển động thuộc phạm vi nhận thức của cảm giác trong thân, không phải thuộc phạm vi nhận thức của con mắt. Làm sao chúng ta lại nghĩ rằng mình thấy được sự chuyển động? Một cái gì đó hiện lên và biến mất, rồi một cái khác lại hiện lên và biến mất. Giả dụ như bạn có một màn hình máy tính và cài đặt một chương trình cho máy. Sao cho khi một chấm rất nhỏ chợt sáng lên rồi biến mất, một chấm khác lại lóe lên ở ngay bên cạnh chấm đó. Cùng một chỗ đó, nhưng ở sát bên cạnh chấm cũ, hiện lên rồi biến mất, một chấm khác lại hiện lên rồi biến mất. Nếu việc này xảy ra rất nhanh, khi đó bạn thấy gì? Bạn thấy một chấm nhỏ đang chuyển động, nhưng thực ra chấm sáng đó không hề chuyển động. Hãy cố hiểu điều này. Không có cái gì chuyển động cả. Chúng ta không thể thấy được sự chuyển động. Chỉ là một cái gì đó hiện lên rồi biến mất, rồi một cái khác hiện lên ở chỗ khác và biến mất. Bây giờ hãy lấy một ví dụ khác. Thắp một ngọn nến, bạn có thể di chuyển ngọn lửa từ nơi này đến nơi khác được không? Chỉ nghĩ về ngọn lửa thôi, đừng nghĩ về cây nến. Đặt sự chú ý vào ngọn lửa. Ngọn lửa là một cái gì đó đang cháy và luôn diệt mất. Bạn không thể di chuyển ngọn lửa của cây nến từ nơi này đến nơi khác. Khi bạn mang nó đến đây thì ngọn lửa cũ đã biến mất từ lâu rồi, nhưng vẫn có cái gì đó giữ được tính liên tục, vẫn tiếp tục cháy. Cố gắng tiếp cận gần hơn nữa với ý niệm vô thường này. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi đều luôn luôn đổi mới, không có cái gì là cũ cả. Cũ nghĩa là một cái y hệt như vậy, không có gì là cái y hệt như vậy cả.
có thể bạn đã từng đọc triết học. Tôi không nhớ rõ ai đã nói điều đó, nhưng có một người nói rằng bạn không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng tôi thì tôi nói rằng bạn thậm chí không thể tắm một lần trên cùng một dòng sông được. Đâu là dòng sông? Thế nào là con người? Khi chụp một tấm hình về dòng sông, bạn sẽ có được ý niệm về nó. Khi cho con người là một cái gì đó trường tồn, thì bạn mới nói, người này lội xuống con sông ấy, anh ta lên bờ và không thể quay lại cùng một dòng sông đó nữa vì nước sông luôn trôi chảy. Ngay cả ý niệm về dòng sông cũng là một thứ được ráp nối, tập hợp lại trong tâm. Ý niệm về con người cũng là thứ được bạn ráp nối, tập hợp lại, và nó cũng luôn luôn biến đổi. Lấy một ví dụ khác cho bạn hiểu rõ hơn. Hãy lấy một cái túi vải, bên trong đổ đầy cát mịn, buộc nó bằng một sợi dây và treo lên cao, khoét một lỗ dưới đáy. Điều gì sẽ xảy ra? Cát sẽ rơi xuống và bạn nhìn thấy gì? Bạn sẽ thấy một dòng cát thẳng. Cái dòng cát đó có thực không? Có phải thực sự có một dòng cát thẳng không? Không, nó chỉ trông giống một dòng thẳng. Khi đẩy túi cát lắc qua lắc lại thì bạn sẽ nhìn thấy gì? Bạn sẽ thấy một dòng chảy uốn qua uốn lại. Dòng chảy uốn lượn đó có thật không? Không, nó không có thật. Đó chỉ là những hạt cát rất mịn rơi xuống ở các điểm khác nhau. Chỉ là một ảo ảnh về một dòng chảy uốn lượn qua lại. Nhưng không có dòng chảy nào cả. Chỉ có những hạt cát nhỏ li ti đang rơi, rơi. Nếu quên cái túi vải đựng cát đi và chỉ chăm chú nhìn vào dòng chảy thì bạn sẽ có một ý niệm rõ hơn. Thực ra không có dòng chảy nào cả. Thân thể chúng ta cũng y như vậy, luôn luôn sanh và diệt. Hình dáng không thuộc về phạm vi nhận thức của con mắt. Nó là một thứ do tâm ráp nối lại mà thành. Mùi cũng vậy. Bạn có thể ngửi một mùi và nói đây là hoa hồng, nhưng mùi thì không phải là hoa hồng. Hoa hồng là một ý niệm chúng ta tạo ra ở trong tâm. Mùi thì có thật, nhưng tên của nó là điều bạn học được ở đâu đó. Bạn gắn cái mùi này với hình dáng, màu sắc của hoa hồng, một bông hồng trong thực tại thông thường. Nếu không tập hợp các sự kiện lại, làm sao bạn hiểu được các cảm giác thuần túy? Đôi khi sư phụ hỏi tôi, đường có ngọt không? Khi học thiền, sư phụ thường hỏi đi hỏi lại tôi như vậy nhiều lần. Tôi nghĩ, đúng là một câu hỏi chỉ để mà hỏi. Có chứ, đường thì phải ngọt chứ à? Sư phụ hỏi, thật không? Tôi nghĩ bụng, sư phụ muốn ám chỉ cái gì vậy nhỉ? Không hiểu sư phụ hỏi cái gì, tại sao lại hỏi mình đường có ngọt không? Sư phụ hỏi tiếp, danh từ đường là có thật hay chỉ là một khái niệm? Tôi trả lời, tên gọi chỉ là tên gọi, là khái niệm. Khi ấy sư phụ mới nói, cái tên gọi thì không ngọt. Tôi nói, đúng vậy bạch thầy, tên gọi thì không thể ngọt được. Sư phụ hỏi tiếp, vậy thì cái gì ngọt? Đương nhiên không phải là đường ngọt rồi. Bạn chỉ có thể nói là ngọt, và thậm chí ngay cả ngọt cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Vậy nó là cái gì? Nó chỉ là một cảm giác trên đầu lưỡi mà bạn gọi là ngọt. Bạn chỉ tập hợp các khái niệm đó lại với nhau. Nếu bạn chỉ cho người khác thấy cái cảm giác đó, không nói cho họ biết tên gọi hay mùi vị của nó, rồi hỏi cái này có vị gì, anh ta sẽ chịu chết không trả lời được. Chúng ta tự tạo ra một thực tại của riêng mình. Điều đó là cần thiết và quan trọng để cuộc sống của chúng ta được trôi chảy bình thường. Nhưng nó sẽ trở thành một chướng ngại để hiểu biết về thực tại siêu thế. Thực tại này cũng là một thực tại. Tôi không phủ nhận thực tại thông thường đó. Đức Phật cũng thuyết giảng về nhiều cấp độ thực tại khác nhau. Trong đó có sự thật chế định hay là sự thật quy ước.
nó là sự thật, không phải điều giả mạo. Nhưng muốn hiểu được Paramattha, thực tại chân đế, là một loại thực tại siêu thế, bạn phải vượt qua được sự thật chế định này. Song chúng ta lại thường bị mắc kẹt trong thực tại thông thường và không muốn buông bỏ nó. Chúng ta bị nhốt trong cái bẫy của sự thật chế định. Rất nhiều lần, nhiều vị thầy đã nói với tôi là chúng ta đang bị mắc kẹt trong các khái niệm. Chúng ta bị cầm tù bởi các khái niệm. Lần đầu tiên nghe sư phụ nói điều đó, tôi không hiểu được nghĩa của nó là gì. Chúng ta bị mắc bẫy, chúng ta bị cầm tù trong khái niệm, nhưng tôi cũng cố để hiểu. Sư phụ muốn ám chỉ cái gì nhỉ? Làm sao chúng ta lại bị cầm tù trong các khái niệm? Phải đến vài tháng sau, tôi mới bắt đầu hiểu ra được. Quả vậy, chúng ta bị cầm tù trong các khái niệm. Chính khái niệm là thứ gây hạnh phúc hay đau khổ cho bạn. Nếu bạn thực sự tiếp cận được với Paramattha, không có gì có thể làm bạn hạnh phúc hay đau khổ được nữa. Tôi đã phát hiện ra một điều. Tất cả các loại lý tưởng, tất cả các loại chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ và cả chủ nghĩa Phật giáo nữa, tất cả thực ra chỉ là những khái niệm. Bất cứ chủ nghĩa nào, bởi vì chúng ta bị dính mắc vào các ý tưởng, chúng ta bị giam hãm trong chúng và chúng ta mất tự do. Bạn thậm chí còn có thể sống tốt đẹp hơn ngay trong chính thực tại thông thường này, bởi vì bạn không bị nó cầm tù nữa. Bạn luôn hay biết được những gì đang diễn ra. Bạn có thể sống tốt đẹp, thích nghi được với mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn. Mọi sự sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn thấu hiểu được thực tại kia. Chúng ta quá coi trọng cái thực tại chế định này đến nỗi bị nó làm tổn thương. Chúng ta không thể buông bỏ được nó vì nó làm chúng ta bị tổn thương. Hãy cố gắng hiểu lý do tại sao chúng ta phải hành thiền. Chúng ta hành thiền để hướng đến mục đích gì? Chúng ta đang cố hiểu về loại thực tại nào đây? Đây chỉ là một bước chuyển từ thực tại quy ước sang loại thực tại khác. Làm thế nào để diễn đạt điều đó được nhỉ? Thực tại đích thực. Tôi không muốn dùng từ thực tại tuyệt đối, bởi vì tôi đã thảo luận với Đại Đức Nana Visuddhi về từ tuyệt đối này, và chúng tôi cảm thấy rất rối, rồi cuối cùng phải bỏ không dùng nữa. Tuyệt đối nghĩa là gì? Rất khó để nói về nó. Nó là một thực tại sâu xa, không do tâm tạo tác. Ngay cả khi đó, chúng ta cũng phải hiểu được thực tại này và thậm chí còn phải vượt qua nó nữa. Ở đó còn có một loại thực tại khác nữa nằm ngoài tiến trình tâm vật lý này. Từ thực tại chế định này, chúng ta tiến tới thực tại chân đế, Paramattha. Trong đó chỉ có các tiến trình, chỉ có các hiện tượng, không có gì tồn tại, không có chúng sanh nào. Từ đó chúng ta tiến vào một thực tại khác nữa, nơi mọi hiện tượng không còn tồn tại. Đó cũng là một thực tại rất khó hiểu và thật khó diễn tả. Nhưng điều đó sau này mới đến. Tôi sẽ cố diễn tả về nó và hy vọng sẽ không làm các bạn rối trí, bởi vì đó là những điều nằm ngoài giới hạn của ngôn từ. Sau này chúng ta sẽ nói về thực tại chân đế Paramattha này thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ nói về ba loại định khác nhau. Loại định đầu tiên tôi muốn nói đến là an chỉ định. Bạn đã từng nghe nói đến từ an chỉ định. An chỉ định là an trụ tâm vào một ý niệm nào đó, như là tâm từ chẳng hạn. Bạn tu tập tâm từ bằng cách nuôi dưỡng những tư tưởng từ ái. Cầu mong cho tôi được hạnh phúc, cầu mong cho tôi được hạnh phúc, cầu mong cho tôi được an lạc. Sau đó một lúc, bạn sẽ cảm thấy thực sự như vậy. Tôi thực sự muốn hạnh phúc, nhưng cũng thật là lạ. Con người thật lạ lùng. Bạn có thực sự muốn được hạnh phúc không? Chúng ta cần phải hỏi lại câu hỏi này nhiều lần. Bạn có thực sự muốn được hạnh phúc không? Hạnh phúc theo bạn nghĩa là gì?
và bạn có biết làm cách nào để đạt được hạnh phúc đó không? Bất cứ việc gì chúng ta làm mỗi ngày đây, chúng ta làm bởi vì nghĩ nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Chúng ta đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Đến giờ, bạn đã tìm thấy hạnh phúc đó chưa? Chúng ta có thể tu tập cho được hạnh phúc đó. Tôi muốn được hạnh phúc, và bạn cũng có thể chia sẻ ước muốn đó với những người khác. Cũng giống như tôi, anh ấy cũng muốn được hạnh phúc, chị ấy cũng mong có hạnh phúc. Bạn đặt mình ngang bằng với người khác, không phân biệt. Cũng như tôi muốn được hạnh phúc, anh ấy cũng muốn hạnh phúc, chị ấy cũng muốn được hạnh phúc, không có gì khác nhau cả. Tôi cũng có thể cầu mong như vậy cho người khác, không hơn, không kém được không? Bạn không thể nói là tôi mong cho người khác được hạnh phúc hơn tôi. Không, đó không phải là tâm từ thực sự. Chúng ta phải đi cùng với nhau. Như vậy, sau một thời gian, bạn sẽ thực sự cảm thấy rằng, ồ, tôi thực sự muốn người đó cũng được hạnh phúc. Mới đầu thì khó có thể có loại tâm từ đó đối với những người xa lạ, hoàn toàn không quen biết. Vì vậy, trước hết, hãy nghĩ đến cha mẹ mình, thầy tổ, bạn bè, anh em hay người bạn đời của mình. Đến đây lại có một khó khăn nữa. Bởi vì tôi đã từng dạy thiền tâm từ cho một số người và có người nói, tôi không muốn nghĩ đến bản thân mình nữa. Tôi nói, hãy rải tâm từ đến cho chính mình, mong cho mình được hạnh phúc. Người đó nói, tôi muốn quên phớt bản thân tôi đi, tôi ghét chính tôi. Bởi vì trước kia bà ta đã làm nhiều việc rất kinh khủng. Bà ta là một người hung hăng và xấu tính xấu nết. Bà ấy còn không thể tử tế với chính bản thân mình được nữa. Tôi hỏi bà ấy, bạn có thể rải tâm từ cho bố mẹ mình được không? Bà ta đáp, tôi thù ghét ông bố tôi. Ông ta là kẻ rượu chè nghiện ngập. Ông ấy đã rời bỏ gia đình rồi chết. Vì vậy chúng tôi phải sống rất nghèo khổ. Khi còn nhỏ tôi cực khổ lắm. Ông ta không hề quan tâm đến chúng tôi, không hề yêu thương chúng tôi. Tôi hỏi, thế còn mẹ bà thì sao? Ôi chào bà ấy hả? Sau khi bố tôi bỏ đi, thì bà ta cũng cuốn gói chạy theo thằng nhân tình của mình luôn. Thế rồi điều gì đã xảy ra với bà sau đó? Tôi và em trai tôi đã phải cố vật lộn mà sống lây lứt qua ngày đoạn tháng. Qua quằng mẹ tôi cũng tạt qua và thí cho chút tiền ăn. Tôi nói, thế còn thầy giáo thì sao? Bà ta nói, tôi không thể nghĩ gì về mấy ông thầy ấy cả. Tôi không thể nghĩ họ đã làm điều gì tốt đẹp cho tôi cả. Đối với con người này, thật là khó để có thể rải tâm từ cho chính mình và người khác được. Tôi cảm thấy thật sự nản lòng. Tôi nghĩ đây là một trường hợp rất lạ. Bởi vì thường thì chúng ta nghĩ là mình yêu chính bản thân mình và ít nhất cũng yêu được một người nào đó. Ít nhất cũng có một người nào đó trên đời để chúng ta yêu thương. Nhưng người đàn bà này nói không có ai trên đời mà bà ta có thể yêu thương được. Bà ta không có tình thương với bất cứ một người nào trên đời. Cuối cùng tôi hỏi bà ta, thế trên thế giới này có một người nào bà có thể thực sự tử tế với họ được không? Sau một lúc ngẫm nghĩ, bà ta đáp, có, tôi thương con chó của tôi, mà thực ra cũng không phải con chó của tôi, nó là con chó của người thuê nhà chung với tôi. Nó không phải là con chó của tôi thật, nhưng tôi thương con chó ấy. Tôi dần dần phát hiện ra rằng có một số người rất khó tu tập được tâm từ. Thiền tâm từ rất quan trọng đối với thiền Vipassana. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng nhấn mạnh đến nó. Không có tâm từ, trái tim bạn sẽ khô cằn, hoang vắng, thậm chí còn không thể thực hành nổi Vipassana nữa. Bạn cần phải có một nền tảng là tâm từ và cả đức tin, sự kính ngưỡng đối với Đức Phật, sự tự tin và tự trọng đối với chính mình, đối với thầy mình, tin tưởng vào sự tu tập của mình và pháp hành mình đang theo đuổi. Không có những điều này thì sự tu tập của bạn sẽ rất khó mang lại kết quả.
Có khi bạn tự lừa dối mình với sự tưởng tượng tôi hạnh phúc, tôi an lạc. Nhưng rồi cũng không thể đi xa hơn được nữa. Bạn chỉ tưởng tượng, điều đó không có thực. Bạn có thể trụ tâm vào bất cứ ý niệm nào, ngay cả tâm tự. Đối với Đức Phật cũng vậy. Đôi khi suy tưởng về các ân đức của Ngài khiến tâm tôi an định. Nó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất an lạc. Bởi vì trạng thái và tính chất tâm của bạn phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng của tâm. Khi nghĩ về người mình ghét, bạn cảm thấy sân hận, giận dữ, không cảm thấy an lạc chút nào. Khác hẳn khi nghĩ về một người thật từ bi, nhân hậu và an bình, một người nào đó như Đức Phật. Chỉ cần tưởng tượng về một người như vậy, tôi không được trực tiếp gặp Đức Phật và cũng không có quan hệ họ hàng gì với Ngài cả. Nhưng tôi có mối quan hệ riêng với Thầy tôi, người Thầy giải thiền đầu tiên của tôi. Tôi không biết bây giờ ông có còn sống nữa hay không. Thầy tôi là một người cư sĩ, một nhạc sĩ và nghệ nhân chế tác dụng cụ âm nhạc. Tôi nghĩ đến Thầy mỗi ngày, bởi vì Thầy đã đem đến một bước ngoặt lớn lao cho cả cuộc đời tôi. Thầy thật là tĩnh lặng và an bình trong mọi lúc. Một nhà sư tĩnh lặng và an bình không phải là quá hiếm, không phải là một điều gì quá đặc biệt. Nhưng thật hiếm hoi khi thấy một người cư sĩ thật tĩnh lặng, thật an bình và nhân hậu đến vậy. Tôi không bao giờ thấy Thầy buồn bực hay cáu giận chuyện gì cả. Không bao giờ Thầy coi thường, nổi giận hay nói xấu người khác. Thầy giữ ngũ giới trong sạch mà không cần cố gắng và cũng chẳng bao giờ nói với ai về điều đó cả. Thầy rất nhân hậu, tử tế với mọi người, nhưng Thầy cũng không bao giờ nói về tự tâm. Đó quả thật là một điều đặc biệt. Thầy không nói, tôi là một người từ bi. Tất cả mọi người đều rất yêu quý Thầy, nhưng Thầy chẳng bao giờ thiên vị một ai cả. Thật là một con người rất đặc biệt, một người có trình độ phát triển tâm linh rất cao. Thầy không dính mắc với bất cứ một ai, dù già hay trẻ. Thầy đối xử với mọi người rất bình đẳng. Thầy không lập gia đình, sống một mình với bà mẹ già. Thầy nói, chừng nào mẹ tôi còn sống, tôi sẽ chăm sóc bà ấy. Sau khi bà mất, tôi sẽ xuất gia. Thầy rất yêu thương mẹ, là con trai độc nhất của bà cụ, còn ông bố đã mất lâu rồi. Thầy chăm sóc mẹ một cách rất yêu thương, với tâm từ thực sự, chứ không chỉ là một nghĩa vụ. Mẹ thầy cũng rất yêu thương thầy. Nhìn những con người như thế cũng làm cho bạn hiểu ra được một điều gì thật sâu sắc trong cuộc đời. Điều đó nằm ngoài ngôn từ. Ngay cả nói về tâm từ cũng là một việc khó. Quan hệ giữa tôi và cha mẹ tôi rất xấu. Nhiều lần tôi đã thực sự thù ghét họ vì họ đã không làm đúng mức và đầy đủ cho tôi. Con người này, thầy của tôi, yêu thương mẹ mình với tất cả tấm lòng, và bà cụ cũng yêu thương con trai với tất cả trái tim. Họ rất hy sinh vì nhau, nhưng không quá dính mắt. Điều này thật lạ, không quá dính mắt. Mỗi khi nghĩ về thầy là làm tâm tôi thật bình an. Một con người rất đặc biệt. Một người thầy khác của tôi là một vị sa gia đao lớn tuổi. Ngài mất năm 90 tuổi. Ngài là một người dịu dàng, tốt bụng và ngọt ngào, không tưởng tượng được. Ngài không bao giờ đối xử với ai một cách thiếu tôn trọng cả. Tôi chưa bao giờ thấy Ngài buồn bực hoặc lo lắng điều gì. Đôi khi tôi cũng bị lo lắng. Khi tôi đi Mỹ cùng với Ngài, Ngài đi đã gần kề. Chúng tôi đã có vé máy bay và lịch bay, nhưng vẫn chưa làm được hộ chiếu. Tôi nói với Ngài, Sayadaw, một tuần nữa chúng ta khởi hành, mà đến giờ này vẫn chưa có hộ chiếu. Ngài nói, đừng lo. Rất đơn giản, đừng lo. Làm sao Ngài có thể nói đơn giản như vậy, chẳng hề vướng chút âu lo nào được nhỉ? Mới đầu thì tôi rất khó hiểu được điều đó. Tất cả mọi người đều rất yêu quý Ngài. Ngài không nói được một chữ tiếng Anh. Rất nhiều người phương Tây, khi nhìn thấy Ngài, họ cảm thấy kinh ngạc. Nhìn ông già kia kìa, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Ngay cả giọng nói của Ngài
cũng không hề có một chút căng thẳng nào. Một giọng nói thật ngọt ngào và êm dịu, thật tĩnh lặng nhưng có rất nhiều nội lực và sức mạnh, không hề yếu ớt. Sự dịu dàng và mềm mại của Ngài đi cùng với sức mạnh và sự tự tin. Bạn không thể học được những điều như thế ở trong sách vở. Bạn phải ở cùng con người đó thì mới có thể cảm nhận được điều đó. Sư phụ tôi là như vậy đó, và tôi rồi cũng có thể sẽ giống như Ngài. Những điều này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều nghị lực và hy vọng. Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải học thiền từ một người thầy. Mặc dù bạn có thể học những lời hướng dẫn hành thiền cơ bản từ bất cứ cuốn sách nào, những hướng dẫn cơ bản này cũng không khó lắm. Nhưng để thực sự tu tập được những phẩm chất cao thượng, bạn cần phải sống cùng một người thầy. Người thầy đó thể hiện những đức tính sống động, một tấm gương sống về lòng từ bi, sự biết đủ, sự tĩnh lặng, bình an và giải thoát. Người thầy đó là một người thật tự do, giải thoát. Bạn cần phải sống với một vị thầy như thế trong một thời gian dài. Tôi sống với sư phụ khoảng 5 năm. Càng sống lâu bên cạnh một người thầy như vậy, bạn sẽ càng học hỏi được nhiều. Điều đó là thực tế. Thầy không hề đóng kịch. Bất cứ người nào cũng có thể đóng kịch được. Khi xem phim, bạn có thể thấy một nhân vật trong vai một người thật trầm tĩnh và phát triển cao về tâm linh. Nhưng đó chỉ là đóng phim. Chỉ khi bạn đã sống cùng người đó trong nhiều năm, khi đó bạn mới thật sự nhận chân được điều đó. Khi niệm tưởng đến Đức Phật, bạn hãy tìm hiểu về Ngài nhiều hơn nữa, về sự thanh tịnh, giải thoát, về trí tuệ, lòng từ bi, xả kỹ vị tha của Ngài. Thường xuyên niệm tưởng sâu sắc đến các ân Đức Phật, dần dần bạn sẽ cảm nhận được chúng, bởi vì tâm thức chúng ta phụ thuộc vào đối tượng. Bạn giữ gìn một biểu tượng cho mình. Đức Phật là một biểu tượng, một ý niệm cho chúng ta niệm tưởng suy tư đến. Chúng ta suy tư đến hình ảnh đó, hình ảnh Đức Phật, sự thanh tịnh, giải thoát, sự tĩnh lặng, trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. Càng suy nghĩ nhiều đến các ân đức của Đức Phật, tâm bạn càng thấm nhuần với những phẩm chất đó, và bạn cũng cảm nhận được những phẩm chất đó ở trong chính mình. Bởi vì càng suy tư về tâm từ bi của Đức Phật, bạn sẽ càng cảm nhận được nó. Những phẩm chất đó đã trở thành của bạn, bạn cũng khao khát đạt được chúng. Tôi cũng muốn được như vậy. Bạn đặt ra một mục tiêu cho mình. Đây là lý tưởng của tôi. Dù không bao giờ đạt tới lý tưởng cao thượng như Đức Phật, song ít nhất tôi cũng sẽ đạt tới một mức độ nhất định nào đó. 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 Những người đã giác ngộ, ngay cả đệ tử của Đức Phật, đều là những người đi theo bước chân Ngài. Ngài là bậc đạo sư, và chúng ta là đệ tử. Ngài là bậc đã giác ngộ, và bạn cũng sẽ giác ngộ. Khi đắc đạo, bạn cũng sẽ được giác ngộ như Ngài. Có ý tưởng rõ ràng về điều mình muốn làm và mục đích của mình, điều đó là rất quan trọng. Còn cứ mơ mơ hồ hồ, ồ cũng được. Tôi cũng muốn hành thiền, tôi cũng muốn hạnh phúc. Bạn sẽ không có một ý tưởng rõ ràng và sẽ không có đủ nghị lực. Càng xác định rõ ràng mục đích và lý tưởng của mình, bạn sẽ càng có thêm nhiều nghị lực, sẽ càng đầu tư thêm thời gian và công sức vào việc mình làm. Hãy xác định rõ việc bạn muốn làm. Tôi chỉ đưa ra những ý tưởng chung chung như vậy để bạn phát triển thêm. Trước khi bạn hành thiền, hãy dành vài phút để suy tưởng về sự thanh tịnh, sự tĩnh lặng, bình an, giải thoát, trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Bạn sẽ an trụ tâm vào đó và sẽ cảm thấy thật tĩnh lặng và bình an. Sau đó, nếu hành thiền với một đề mục của thiền Vipassana, tâm bạn sẽ an trú trong đề mục được lâu hơn, bởi vì quán niệm về Đức Phật sẽ tạo điều kiện cho bạn buông bỏ những băn khoăn, lo nghĩ của thế gian.
bạn sẽ không còn cho những việc đó là quan trọng nữa. Về chiếc xe ô tô của tôi, công việc của tôi, về chuyện này chuyện kia, những việc đó có thể đợi được. Có lúc, khi đang hành thiền, bạn lại bắt đầu nghĩ, tôi phải trả tiền cho cái hóa đơn đó. Tôi cần phải gọi điện, chuyện này rất quan trọng. Đúng vào lúc bạn bắt đầu ngồi thiền, là một cái gì đó quan trọng lại nảy ra trong đầu, phá rối và làm bạn bị sao lãng. Vì vậy, tôi mới nói với các bạn là phải chuẩn bị cho tâm mình. Sự chuẩn bị này rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng việc đó làm bạn mất thời gian. Bởi vì càng chuẩn bị tốt thì hành thiền sẽ càng dễ dàng hơn. Bạn hãy buông bỏ tất cả. Cái hóa đơn đó không quan trọng. Cuộc điện thoại đó cũng không quan trọng. Việc ấy có thể đợi 2 tiếng nữa cũng được, hoặc bất cứ chuyện gì cũng vậy. Bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề ấy. Nhưng bây giờ là lúc phải gác tất cả mọi việc sang một bên. Hãy buông xả tất cả mọi thứ như vậy. Nghĩ về một người nào đó như Đức Phật, một người thật tự do và giải thoát. Điều đó sẽ làm cho bạn dễ xả bỏ hơn. Đối với tôi thì hình ảnh đó là sư phụ của tôi. Khi nghĩ đến sư phụ, tôi có thể buông bỏ được mọi thứ. Tôi cảm nhận được sự giải thoát của người, sự buông bỏ, không dính mắc, sự tri túc biết đủ và ít ham muốn của người. Hãy chuẩn bị tâm mình như vậy. Khi bạn đã thực sự an trú tâm vào đề mục, dù là một cái đĩa màu trắng hay nâu, hay thậm chí chỉ là một lỗ hổng, hoặc thiền tâm từ, hoặc niệm tưởng ân Đức Phật, khi tâm bạn đã thực sự thể nhập và an trú trong đó, không còn bị chi phối, sao lãng nữa, thì đó được gọi là an chỉ định. An chỉ định có 2 nghĩa, một là an trụ và nghĩa thứ hai là thiêu đốt. Nó thiêu đốt phiền não, ít nhất cũng tạm thời. Nếu bạn thực sự an trú tâm và quên hết mọi việc bên ngoài, tâm bạn thể nhập vào đề mục và an trú trong đó, nó không hề lay động. Đôi khi bạn còn không thể hướng tâm mình đến một đề mục khác được nữa. Nó quay trở lại đề mục cũ và an trú tại đó. Một mức định rất mạnh. Nhưng để đạt được mức định như vậy là tương đối khó. Tuy nhiên, bạn có thể đạt được cận định khá dễ dàng. Cận có nghĩa là gần. Bạn chưa nhập được vào an chỉ định, nhưng đã đến rất gần. Khi đến đây, bạn chưa vào được trong phòng, nhưng đã đến ngoài cửa. Cận định cũng như vậy, rất gần với an chỉ định. Có nghĩa là tâm bạn có thể an trú liên tục trong đề mục vài phút rồi sao lãng một chút, rồi lại quay lại, chỉ sao lãng một chút rồi quay lại, cứ tiếp tục như vậy. Đạt được mức định ấy là đủ để thực hành thiền Vipassana. Để thực hành thiền Vipassana, không nhất thiết phải đạt tới tận an chỉ định, song tâm bạn vẫn cần phải có một mức độ ổn định và yên tĩnh nhất định. Thậm chí, ngay cả khi không có được mức định đó, bạn vẫn có thể hành thiền với một đề mục Vipassana. Ví dụ, ta chú tâm vào hơi thở, một hơi, hai hơi. Bạn có thể an trụ tâm như vậy một thời gian dài. Khi mới tập hành thiền, tôi thường cố thở thật sâu, rất không tự nhiên. Tôi biết thế là không tự nhiên, nhưng nó cũng có ích, bởi vì khi thở sâu, tôi dễ an trú tâm vào hơi thở hơn. Bạn không thể chạy đi đâu được bởi vì nó chiếm toàn bộ tâm trí bạn. Bạn an trụ trong hơi thở, nhưng bạn cũng không thể làm như vậy đâu. Bởi vì sau một lúc bạn sẽ mệt và người rất nóng. Khi mới hành thiền thì tôi chỉ ngồi tập thở sâu như vậy 10 phút. Lúc đầu thì rất mệt, nhưng sau một lúc thì không thấy mệt nữa. Thậm chí bạn còn không cảm thấy mình đang thở mạnh nữa. Rất tĩnh lặng. Chỉ có cơ thể đang làm công việc hít thở. Tâm an trú cùng hơi thở. Bạn không còn nghĩ đến điều gì nữa, không thể nghĩ được nữa. Sau khi đã phát triển được một định tâm nhất định, bạn quay trở lại với hơi thở bình thường. Bởi vì nếu cứ giữ hơi thở thô giả tạo này, bạn sẽ chánh niệm trên các cảm giác thô rõ và định tâm của bạn cũng thô. Vì định tâm cũng phụ thuộc vào đề mục. Khi đề mục thô thì định cũng thô. Khi thở ra bình thường,
hơi thở của bạn trở nên rất nhẹ và nông. Nếu có thể an trú trên hơi thở êm, nhẹ và nông đó, định tâm của bạn sẽ trở nên mạnh hơn. Đề mục càng vi tế và bạn an trụ được trong đó thì định của bạn sẽ càng mạnh. Hơi thở giả tạo không tự nhiên cũng có ích, nhưng sau một thời gian bạn phải buông bỏ nó. Với hơi thở mạnh, nếu không phát triển được định thì bạn cũng luyện được một mức độ tập trung nào đó. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được luồng không khí ra vào. Thực sự cảm nhận được, có thể đó chỉ là những cảm giác đơn thuần. Lúc đầu bạn nghĩ tôi đang thở, không khí đang đi vào, đi ra. Tôi cảm nhận được nó ở gần lỗ mũi. Sau một thời gian, bạn quên mất mình đang thở. Không còn tôi và không còn hơi thở nữa. Không còn hơi thở ra, không còn hơi thở vào. Không có cả mũi nữa. Chỉ có cảm giác và chánh niệm. Nó trở thành cảm giác thuần túy và chánh niệm thuần túy. Bạn không còn nghĩ đến cảm giác nữa. Bạn tiếp xúc trực tiếp với cảm giác đó và nó chỉ là cảm giác. Nó không còn là luồng không khí nữa. Không khí là một ý niệm, mũi là một ý niệm, ra là một ý niệm, vào là một ý niệm. Tôi đang hành thiền cũng là một ý niệm. Tất cả chúng sẽ biến mất. Tâm bạn tiếp xúc trực tiếp với một cảm giác. Bạn có chánh niệm đơn thuần, không thêm một điều gì, không thêm vào một ý niệm nào nữa. Thậm chí bạn cũng không nghĩ đến sanh và diệt nữa. Không nghĩ đến cảm giác và ngay cả chánh niệm nữa. Đừng nghĩ bất cứ điều gì, bởi vì bạn có thói quen suy nghĩ. Hãy cố gắng học hiểu bằng cách sử dụng chính tiến trình suy nghĩ này. Tiến trình suy nghĩ diễn ra ở bán cầu trái của não bộ chúng ta. Muốn có một ý tưởng rõ ràng, thú vị, chúng ta phải suy nghĩ và sử dụng bán cầu não trái. Nhưng thiền là trực giác. Do đó, khi hành thiền, chúng ta sử dụng bán cầu não phải. Nếu hiểu cách thức hoạt động của hai bán cầu não, bạn sẽ hiểu mình đang làm gì khi hành thiền. Hãy hiểu rõ vấn đề này. Khi thực sự hành thiền, chúng ta không cố hiểu bằng tri thức. Không có tiến trình tri thức nào nữa. Suy nghĩ là một tiến trình tri thức. Bạn phải vượt qua nó. Nếu vẫn sử dụng hay diện đến sự trợ giúp của tư duy tri thức này, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong thực tại thông thường, bởi vì suy nghĩ là một hành động rất thông thường. Nếu thực sự muốn chứng nghiệm thực tại siêu thế, chúng ta phải buông bỏ mọi suy nghĩ. Trước khi bắt tay vào thiền, hãy đọc thêm sách Phật Pháp, cố gắng tìm hiểu định là gì, danh là gì, sắc là gì, vô thường là gì, khổ là gì, vô ngã là gì. Nhưng khi thực sự hành thiền thì phải buông bỏ tất cả những điều đó, chỉ tiếp xúc trực tiếp với những gì đang hiện hữu. Hãy trở nên thật đơn giản. Bạn phải càng đơn giản càng tốt. Chỉ cần luôn hay biết các cảm giác, đừng nghĩ nó là sanh hay diệt, nó là khổ hay vô ngã, thậm chí cũng đừng nghĩ nó là danh hay sắc. Không có bất cứ suy nghĩ nào. Nếu bạn có thể duy trì được như vậy trong một thời gian dài, nó sẽ tự động xuất hiện một cách trực giác. Ta sẽ hiểu được cái đang là và cái đang là đó là cái mà bạn không thể diễn tả thành lời được. Bạn cũng không thể thực sự nói về vô thường được. Thực tế, bạn cũng không thể suy nghĩ về vô thường, bởi vì khi thực sự chứng nghiệm được nó, bạn sẽ thấy nó là cái không thể diễn tả bằng ngôn từ. Khi bạn cố suy nghĩ về nó thì nó đã không còn ở đó nữa. Vì vậy, khi hành thiền, bạn không thể nói: "Ồ, có một cái gì đó đang sanh và diệt, cái đó là vô thường." Lúc đó, bạn không còn hành thiền nữa, mà đang sử dụng tiến trình suy nghĩ. Bạn đã bị rơi trở lại thực tại thông thường. Điều này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần một cách tự nhiên trong quá trình thực hành của bạn, bởi vì chúng ta đã quá quen với suy nghĩ và phân tích mất rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta suy nghĩ, tư duy về một điều gì đó thì ta mới có thể hiểu được nó. Chúng ta cố gắng để quay lại với suy nghĩ, quay lại với thói quen phân tích và tìm hiểu. Điều đó sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa. Mỗi khi nó quay lại, bạn chỉ cần nhìn và nói suy nghĩ. Ngay cả khi bạn nghĩ đây là danh,
thì đó cũng là một suy nghĩ. Khi bạn nghĩ đây là sắc, đó cũng là một suy nghĩ. Bạn nghĩ đây là sanh và diệt, đây là vô thường, thì thực ra đó cũng là một suy nghĩ nữa mà thôi. Hãy quan sát những tia suy nghĩ chợt xuất hiện trong tâm bạn. Càng quan sát, bạn sẽ càng buông bỏ được chúng. Chúng sẽ không đi ngay lập tức. Điều đó rất khó, nhưng dần dần chúng sẽ biến mất cho đến khi không còn một câu, một từ nào khởi lên trong tâm nữa. Bạn có thể tiếp cận trực tiếp với cái đang là, hiểu được nó mà không cần phải khái niệm hóa nó. Một khi đã có thể làm được điều đó, phần còn lại sẽ tương đối dễ dàng. Cái khó ở đây là chúng ta luôn cố suy nghĩ về nó để rồi lại bị sao lãng, phân tán. Nếu chúng ta luôn luôn nắm bắt được các cảm giác, nắm bắt được tâm hay biết, thì những thứ còn lại sẽ đến tương đối dễ dàng. Dần dần tôi sẽ giảng kỹ về các tầng tuệ của thiền Vipassana và cách thức chúng phát triển chính mùi. Nó rất thú vị, rất tự nhiên. Mặc dù tốt hơn cả là bạn không cần biết đến nó, mà cứ tiếp tục hành thiền. Trước khi tập thiền, tôi cũng chưa từng đọc những điều này. Tôi chỉ vào rừng để hành thiền, và sư phụ tôi nói rằng không được đọc bất cứ một cuốn sách nào. Tôi thường xuyên đến nghe sư phụ giảng pháp. Sau một thời gian, sư phụ nói, từ giờ trở đi, không đến nghe pháp nữa. Sư phụ thậm chí còn không cho tôi nghe pháp. Hãy đi đi và chỉ hành thiền thôi. Nếu có câu hỏi nào thì hãy đến, còn không có điều gì cần hỏi thì cứ tiếp tục hành thiền. Đôi khi tôi cố kiếm được một cuốn sách, bởi vì tôi rất thích đọc sách và giấm dúi giấu nó vào một góc nào đó. Nhưng rồi một hôm, sư phụ chợt hỏi, con đang đọc sách đấy phải không? Dạ, chỉ đọc một chút thôi ạ. Bởi vì tôi rất sợ bị sư phụ hỏi, sư phụ nói, không được đọc sách, con còn có rất nhiều việc để làm, rồi sau này sẽ có khối thời gian để mà đọc. Bỏ sách đi, chỉ hành thiền thôi. Luôn luôn hay biết thân tâm mình. Sau khi hành thiền được 3 năm, tôi mới bắt đầu đọc kinh điển Phật Pháp. Và tôi phát hiện ra rằng đó thực sự đúng. Những điều trong kinh điển nói, tôi đã chứng nghiệm được tất cả những điều đó. Và bây giờ tôi tìm thấy nó trong kinh điển. Tôi đã có thêm đức tin trong giáo pháp. Điều đó là sự thật. Khi hành thiền, tôi làm gì? Thực ra tôi chỉ làm một việc hết sức đơn giản. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ luôn luôn cố gắng hay biết những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại. Khi phát hiện ra mình đang suy nghĩ, tôi cố gắng hay biết những suy nghĩ đó. Mới đầu thì tôi thường miên man nghĩ ngợi rất lâu, rồi mới chợt nhớ ra mình đang suy nghĩ. Tôi nghĩ bụng, không biết mình bắt đầu nghĩ từ lúc nào nhỉ? Rồi cố gắng truy ngược lại dòng suy nghĩ. Điều đó thật thú vị. Xem một sự việc này kết nối với một sự việc khác ra sao. Các suy nghĩ và ý tưởng nối liền với nhau. Tôi lần ngược trở lại được điểm bắt đầu. Mình bắt đầu suy nghĩ lang mang từ đây và kết thúc ở chỗ này. Hai việc đó chẳng có liên quan gì với nhau cả. Rồi dần dần, khi mới bắt đầu suy nghĩ là tôi đã bắt được mình đang suy nghĩ ngay và nó liền dừng lại. Rất khó duy trì được trạng thái ấy. Phải hay biết về một cảm giác nào đó ngay lập tức. Nếu không thì lại tiếp tục suy nghĩ về một việc khác nữa. Rồi dần dần về sau, tôi thấy được ngôn từ đang chậm chậm thành hình trong tâm. Rất thú vị. Các ngôn từ, ý tưởng cứ chậm chậm xuất hiện trong tâm. Câu này tiếp nối câu kia, và rồi lại chấm dứt suy nghĩ. Sau đó tôi phát hiện ra rằng, mỗi khi nghĩ đến một câu, lại có một cảm giác xuất hiện đi kèm với nó. Điều này nằm ngoài ngôn từ. Sau đó tôi lại phát hiện thêm, trước khi tôi nghĩ đến một điều gì đó, thì trong tâm đã có một ý tưởng mơ hồ về điều đó rồi. Dù là nghĩ về một người nào, về đồ ăn, thức uống, hoặc về một việc nào đó sẽ làm. Trước khi thành hình nên một câu chữ trong tâm, tôi đã có một cảm nhận mơ hồ rằng
nó là gì rồi. Có một cái gì đó đang đến rất vi tế. Khi tôi hay biết được rằng có một cái gì đó đang trồi lên trên bề mặt ý thức, thì nó lại biến mất, và tâm tôi lại bình ổn trở lại. Bởi vì có một cái gì đó luôn đang nổi lên, nên tôi không ở trong trạng thái ổn định thực sự được. Luôn có một trạng thái trào cử, bất an nào đó trong tâm. Có một cái gì đó luôn thúc đẩy, ba động ở bên trong. Khi hay biết được cảm giác này, hay biết cảm xúc hay một ý định làm cái gì đó, ngay cả uống một cốc nước thôi chẳng hạn, tôi có thể nhìn thấy tác ý muốn làm đó và rồi nó biến mất. Đôi khi tôi còn thấy được cái hình ảnh một cốc nước ở trong tâm nữa. Khi muốn uống nước, tôi nhìn thấy hình ảnh một bình nước, cái cốc, cảm nhận được cảm giác khác và tôi chánh niệm hay biết điều đó. Khi đó nó biến mất và tâm tôi bình ổn trở lại. Suốt ngày, lúc nào cũng có một cái gì đó cuồn cuộn bên trong như một bình nước đang sôi. Bạn càng hay biết thì nó càng ổn định trở lại, và rồi tôi chấm dứt mọi suy nghĩ, không làm gì nữa cả. Chánh niệm luôn có ở đó. Bạn không cần phải cố gắng chánh niệm về một cái gì, nó luôn luôn hiện hữu. Như một tấm gương lớn, tất cả mọi thứ đi qua phía trước sẽ được phản chiếu trên mặt gương. Tấm gương không phải cố nắm bắt bất cứ đối tượng nào cả. Đối tượng trôi ngang qua, cảm giác xảy ra và tâm tự động chánh niệm hay biết nó, rồi nó lại biến mất. Chánh niệm luôn có ở đó. Bạn không phải làm gì cả. Đến giai đoạn này, thiền không còn là một công việc bạn đang phải tiến hành nữa. Thiền là một cái gì đó diễn ra một cách tự động. Nhưng phải cần một thời gian để đạt được đến mức đó. Một người nói với tôi: Ngài đã hành thiền từ rất lâu rồi, và có lẽ Ngài đã quên rằng đối với một người mới bắt đầu thì sẽ khó khăn đến mức nào. Tôi nghĩ đúng là như thế. Khi nghĩ lại, tôi mới nhớ ra rằng khi mới tập thiền, tôi cũng đã từng muốn bỏ cuộc. Tôi cảm thấy rất thất vọng và nghĩ rằng việc này có lẽ không phải là công việc dành cho mình, mặc dù mình thực sự muốn làm. Tôi có thói quen suy nghĩ quá nhiều. Tôi thích đọc tâm lý học, triết học, so sánh các loại tôn giáo. Nó làm tôi trở nên suy nghĩ quá nhiều. Tôi cũng từng ước muốn mình sẽ trở thành một nhà văn nữa cơ. Đôi khi tôi cũng ngồi vào bàn và viết một đoạn văn, một bài pháp. Khi đó rất nhiều tư tưởng kỳ diệu nảy sinh trong óc tôi. Nhiều dòng tư tưởng thật hay, thật tuyệt vời. Tôi nghĩ, ồ, điều này hay quá, mình phải viết về chủ đề này. Không ai có được những ý nghĩ ấy như mình. Mình có thể diễn giải khúc triết vấn đề này. Mình đang rất có hứng viết. Thế rồi sư phụ tôi nói, đừng có viết lách gì hết. Ngay cả ghi chép trong quá trình hành thiền cũng thôi đi. Bởi vì nếu bạn ghi chép, khi hành thiền bạn sẽ nghĩ, à ha, điều này thật kỳ diệu, mình phải ghi lại mới được. Và lúc đó, kỳ thiền của bạn đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Bạn không thể vượt qua được bước ấy. Thậm chí, bạn còn phải buông bỏ cả chính tuệ giác của mình nữa. Đang có sự việc này diễn ra, ok, buông bỏ thôi. Bạn có thấy mình đã buông bỏ bao nhiêu rồi không? Chúng ta bị dính mắc vào chính những hiểu biết của mình, vào chính những tuệ giác sâu sắc ấy. Hỏi và đáp. Từ sát na định rất khó dịch. Hầu hết mọi người đều không hiểu rõ nghĩa của nó. Bởi vì khi dịch là định trong từng sát na, thì từ trong từng sát na nghĩa là gì? Nó có cái tên là Kanika Samadhi. Nhờ vậy chúng ta mới có thể nói về ba loại định khác nhau. Trong thiền chỉ định, an chỉ định hay cận định, tâm tập trung vào một khái niệm không đổi nào đó. Đề mục của thiền định là một cái gì đó không thay đổi. Đề mục của Vipassana là một tiến trình, không phải là một sự vật. Điều đó có nghĩa đề mục Vipassana là một cái gì đó luôn biến đổi. Một cái gì đó biến đổi nghĩa là nó ở lại một chút rồi biến mất. Trong thời điểm hiện tại thì đề mục có mặt ở đó và chánh niệm cũng có mặt ở đó.
chánh niệm về đề mục có mặt bởi vì chánh niệm và đề mục sanh khởi cùng lúc. Khi đề mục không còn thì chánh niệm cũng không còn nữa. Nhưng khi một đề mục mới sanh khởi thì tâm cũng chánh niệm hay biết đề mục đó. Bởi vì đề mục chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nên một cách tự nhiên, chánh niệm hay định trên đề mục đó cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Chánh niệm này lặp đi lặp lại nhiều lần trên các đề mục khác nhau. Nó có thể rất ngắn, nhưng liên tục biết đề mục. Hơi thở ra và hơi thở vào là hai sự kiện khác nhau. Thậm chí, ngay cả cảm giác trong cùng một hơi thở cũng luôn thay đổi. Mỗi hơi thở dài khoảng 2 đến 3 giây, và nó có rất nhiều thay đổi. Mặc dù cũng là một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, song vẫn có sự thay đổi. Ví dụ bạn sờ như thế này nhiều lần, mặc dù lần nào bạn cũng cảm nhận như sao, nhưng thực ra mỗi cảm giác đều mới. Nếu chánh niệm mỗi lần đụng vào thân mình như thế, bạn sẽ phát triển được sát na định. Hãy cố gắng duy trì sát na định này trong một thời gian dài. Nó có thể vài giây, rồi kéo dài đến vài phút, thậm chí vài giờ. Một số người khi đạt được một mức định thâm sâu trong thiền Vipassana, chánh niệm và đề mục dính liền với nhau như keo. Nó giống như một thứ gì đó rất dính. Khi ném vào tường, nó dính chặt ở đó. Khi mới hành thiền thì giống như ném một quả bóng tennis vào tường. Nó chạm vào đề mục rồi bật trở lại. Nhưng sau một thời gian, khi ném nó vào, dính lại luôn ở đó. Mặc dù đề mục luôn sanh diệt, nhưng chánh niệm liên tục hay biết sự sanh diệt đó. Bởi vì đề mục luôn thay đổi nên gọi là sát na định. Điều đó không có nghĩa là chỉ nhờ có được vài phút định tâm mà đã có thể đạt được trí tuệ thâm sâu hay giải thoát. Nhưng chúng ta bắt đầu với chỉ một vài giây định tâm này và nới rộng thêm vài giây nữa, rồi thành một phút, hai phút, ba phút và hơn nữa. Duy trì được một hai phút, bạn lại sao lãng đi vài giây. Khi ý thức được điều đó thì lại quay lại. Nó cứ diễn ra như vậy. Trong thiền chỉ định, bạn có thể quyết định: tôi sẽ an trú trong đề mục này một tiếng không hề sao lãng, giống như tự thôi miên và tự tạo một ý tưởng gợi ý. Sau đó bạn có thể an trụ trong đề mục suốt cả một giờ không hề lay động. Nhưng đề mục thiền Vipassana thì luôn luôn biến đổi. Đề mục thay đổi bao nhiêu lần không thành vấn đề, miễn là bạn luôn luôn hay biết là được, thế là ok. Khi đạt đến một trình độ nhất định trong thiền Vipassana, bạn sẽ hay biết được nhiều đề mục tiếp nối nhau, sanh diệt trước mắt. Giống như ngồi trong nhà nhìn ra, bạn thấy nhiều chiếc ô tô nối đuôi nhau, từng cái một đi qua. Bạn không phải cố nhìn xem đó là xe Toyota, Mazda, xe màu xanh hay màu trắng. Bạn chỉ chánh niệm hay biết điều đó. Cái này tiếp cái khác đi qua, không lựa chọn. Trong giai đoạn đầu hành thiền, bạn chọn một đề mục thích hợp với mình: hơi thở, phòng xẹp của thành bụng hoặc cảm giác xúc chạm trong thân, bất cứ cái gì thích hợp. Sau một thời gian, bạn sẽ không còn lựa chọn nữa, chỉ luôn hay biết. Đề mục có thể luôn thay đổi, nhưng chánh niệm của bạn liên tục không gián đoạn. Trong thiền, mọi thứ đều luôn biến đổi. Kinh nghiệm thiền không bao giờ giữ nguyên si trong mọi lúc. Đôi khi tâm bạn an trụ vào một đề mục và bạn thấy cùng một loại cảm giác không phải là một cảm giác duy nhất, nhưng cùng một loại. Chẳng hạn đụng chạm thế này, dù không phải là một cảm giác duy nhất, nhưng đều là một loại cảm giác sanh diệt. Bạn có thể biết đề mục, bạn có thể thấy cả tâm chánh niệm, cả hai đều sanh diệt rất nhanh. Đôi khi bạn hay biết được nhiều đề mục sanh và diệt, không phải cùng một loại cảm giác, mà là nhiều loại cảm giác sanh diệt rất nhanh. Nhưng dù nó sanh diệt nhanh đến đâu, bạn vẫn có thể bắt kịp. Như một nghệ sĩ xiếc làm trò tung hứng, cùng một lúc tung và hứng nhiều quả bóng, nhiều chiếc vòng khác nhau, chánh niệm cũng sẽ trở nên giống như vậy. Đừng mong đợi sự hành thiền của bạn phải luôn giống hệt nhau. Có lúc chánh niệm rất trọng, có lúc lại thu hẹp, trở về một đề mục duy nhất, một đề mục rất vi tế nào đó. Đôi khi bạn cần phải hiểu là phạm vi chánh niệm của mình quá rộng, bạn không bắt kịp được nó và đánh mất định tâm của mình.
bạn bị phân tâm, sao lãng. Lúc đó bạn phải biết rằng bây giờ là lúc mình cần thu hẹp chánh niệm lại. Khi thu hẹp dần phạm vi chánh niệm về một đề mục duy nhất, càng chú tâm đề mục ngày càng trở nên vi tế hơn, và đến một lúc nào đó nó dường như biến mất, bạn không còn hay biết nó nữa. Điều này thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Định tâm quá mạnh, đề mục không còn hiện rõ nữa. Trong trường hợp đó, bạn cần phải chọn thêm một đề mục khác. Chánh niệm trên hai đề mục một lúc sẽ giúp bạn tỉnh thức hơn. Lúc khác, tâm bạn lại bị thâu liễm, an trụ vào một đề mục duy nhất như thiền chỉ. Bạn không còn thấy sanh diệt nữa, tâm an trụ và dính lại đó. Trong định của thiền Vipassana, chỉ có tâm an trú, tĩnh lặng và an lạc thì không đủ. Chúng ta cần phải thấy được các đặc tướng của đối tượng. Đề mục thiền có hai đặc tướng. Một là đặc tướng tự nhiên và hai là đặc tướng phổ quát. Đặc tính tự nhiên chẳng hạn như cứng, mềm, nóng, lạnh. Cái nóng và cái lạnh không giống tính chất nóng và tính chất lạnh. Chúng khác nhau, nhưng có cái chung là đều sanh diệt. Đó là điểm chung. Đặc tính tự nhiên cớ hữu này là đặc tính chung. Dù là bất cứ cái gì, mọi thứ đều sanh diệt, chúng có cùng một đặc tính chung về phương diện đó. Phương diện đó. Phương diện đó. Phương diện đó.